chương 576, chôn theo. Trước kia Hoác Trạch Minh chỉ là nhân vật bên lề trong nhà họ Hoác, nhưng bây giờ, ông ta chắc chắn là nòng cốt. Không một ai dám bất mãn với ông ta. Tất cả mọi người đều phải nịnh nọt ông ta, lấy lòng ông ta. Đến cả kẻ kiệt ngạo bất vân nhất trong gia tộc là Hoác Tích Nguyên cũng im lìm hơn rất nhiều. Khi Hoác Trạch Minh vừa nắm quyền lực, ông ta còn nghĩ đầu óc của đám người trong gia tộc bị úng nước cả rồi, Hoác Trạch Minh đâu thể bì với mình được tại sao lại để ông ta chấp trưởng nhà họ Hoắc? Nhưng sự việc tập thể lãnh đạo cấp cao của gia tộc phản chiến khiến Hoắc Tích Nguyên ý thức được rằng Hoắc Trạch Minh không hề đơn giản như trong tưởng tượng của ông ta. Nếu Hoắc Trạch Minh thực sự chỉ là một nhân vật bên lề, sao có thể có được nhiều lãnh đạo cấp cao đồng thuận, chắc hẳn ông ta đã âm thầm phát triển thế lực như hiện tại từ lâu rồi. Thế nên, sau khi chịu thiệt mấy lần, Hoắc Tích Nguyên không dám vì tiện ló đầu ra nữa đến cả ông ta cũng nhận thua thì quyền thế của Hoắc Trạch Minh càng như mặt trời lúc ban trưa, nhanh chóng ổn định. Hoắc Khải chẳng buồn nhìn đám người của dòng chính nhà họ Hoắc, chỉ nhìn Hoắc Trạch Minh và nói, tôi sẽ không làm hại Hoắc Gia Minh, nhưng ông làm như thế này là hại cậu ấy. Tôi từng nói rồi, người nhà họ Hoắc đương nhiên do nhà họ Hoắc quản lý, không cần cậu phải bận lòng. Tôi thay Gia Minh nhận ý tốt của cậu, mời về cho, Hoắc Trạch Minh sẵn giọng nói. Hoắc Khải nhíu mày, anh sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi, nhưng không ngờ Hoác Trạch Minh lại ngăn cản. Anh không tin rằng Hoác Trạch Minh không nhìn ra được trình độ kỹ thuật của bệnh viện khó lòng chữa khỏi cho Hoác Giai Minh. Nhưng Hoác Trạch Minh cố chấp không cho anh đưa cậu ta đi, rốt cuộc là vì điều gì? Phải thế nào ông mới chịu đồng ý, Hoác Khải hỏi. Dù thế nào tôi cũng không đồng ý, Hoác Trạch Minh trả lời. Hoác Khải nhìn ra được quyết tâm và sự cố chấp của đối phương, biết rằng nếu cứ tiếp tục tình hình hiện tại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thoáng suy ngẫm trong vài giây, anh hít một hơi thật sâu, không cần biết thế nào, chắc chắn tôi phải đưa Giai Minh đi. Ông đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, không thay đổi được kết quả đâu. Cậu có thể thử xem, Hoác Trạch Minh cười gần, sau đó nói với người bên cạnh, báo cho công ty bảo vệ Hoác Thị Phái hai đội tới, canh chừng 24 tiếng đồng hồ, ngoài tôi và các bác sĩ trong bệnh viện, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận phòng bệnh trong phạm vi 5 m Rõ, sau khi đáp lại một tiếng, người kia lập tức rút điện thoại ra gọi. Đội bảo vệ của nhà họ Hoác là một sản nghiệp quan trọng của nhà họ Hoác. Về cơ bản, tất cả những ai có tiền sẽ mời vệ sĩ từ công ty bảo vệ chuyên nghiệp, thậm chí cả các nghệ sĩ cũng vậy. Cho dù không thể mời vệ sĩ theo năm, họ cũng sẽ mời vệ sĩ trong các sự kiện quan trọng để tránh cho sự nổi tiếng quá đà kéo theo rắc rối cho bản thân gia tộc lớn như nhà họ Hawk cũng có yêu cầu rất cao về lực lượng bảo vệ. Tất cả lãnh đạo cầu cao đều có từ một đến một vài vệ sĩ chuyên nghiệp, dạ người như Hoắc Trạch Minh có cả một đội phụ trách bảo vệ việc xuất hành hàng ngày. Ngoài yêu cầu từ lãnh đạo quản lý cấp cao trong gia tộc, công ty này cũng phục vụ toàn xã hội. Chỉ riêng từ công tác bảo vệ này, mỗi năm cũng kiếm được tiền tỷ. Công ty bảo vệ của nhà họ hot cũng rất chuyên nghiệp, huấn luyện đâu vào đấy, Hoác Trạch Minh hạ lệnh cho công ty bảo vệ cắt cử hai đội tới, có thể nói là cắt đứt mọi khả năng Hoác Giai Minh bị chuyển dịch đi nơi khác. Đối với nhiều người khác, chuyện này gần như có thể từ bỏ được rồi. Nhưng đối với Hoác Khải, chẳng có gì đáng phải nghĩ cả. Anh quay người bỏ đi, ra khỏi cổng bệnh viện, chưa được bao lâu sau, đường thế Minh tới bên cạnh anh. Có cách nào tìm được một số người đưa Hoác Giai Minh ra khỏi bệnh viện không? Hoác Khải hỏi đường thế minh gật đầu không hề do dự tôi có thể gọi người từ trong gia tộc tới thế thì gọi đi nhanh nhất có thể hoác khải nói đường thế minh gật gật đầu rồi bỏ đi nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta hoác khải đứng yên tại chỗ trầm ngâm trong thoáng chốc sau cùng lôi điện thoại gọi một cuộc năm người về nước một chuyến sẵn sàng đợi lệnh hoác khải nói được cuộc đối thoại chỉ đơn giản có thế sau khi kết thúc hoác khải thẳng tay cúp máy Cách trao đổi của hai bên còn ngắn gọn hơn khi trao đổi với cổ ngôn tài, thậm chí không hề hỏi bao giờ phải đến và đến nơi đâu. Đây là một trong những người kế nhiệm của Hắc Khải, một đội ngũ tinh anh ẩn mình ở nước ngoài, mỗi người trong đội đều có bản lĩnh rất mạnh. Năm người nghe qua có vẻ không nhiều, nhưng trên thực tế, nếu để họ chuẩn bị sẵn sàng thì 200 người cũng không đủ cho họ đánh. Bởi vì trên thế giới này, ngoài lối đánh cận chiến ra, vẫn còn rất nhiều thủ đoạn khác có thể khiến đối thủ gục xuống. Giống như cao thủ võ lâm thường nói, nhất hoa nhất diệp đều có thể đả thương người khác. Người bình thường không làm được, nhưng họ làm được rất dễ dàng. Năm người này là phương án thứ hai của Hoắc Khải, nếu người mà Đường Thế Minh gọi tới không đủ giỏi, không hoàn thành được việc này, chỉ có thể điều động tới đội ngũ tinh anh này. Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Hoắc Khải không muốn dễ dàng làm lộ sức mạnh cá nhân của mình, nhất là khi những người này ẩn mình cũng không dễ dàng điều động thêm một người là thêm một khả năng bị bại lộ. Một khi tất cả át chủ bài đều lộ ra thì nguồn lực mà anh có thể điều động sẽ cực kỳ ít. Trên thế giới này, điều đáng sợ nhất không bao giờ là sức mạnh bộc lộ ra bên ngoài. Người ta luôn có hàng nghìn cách thức để đối phó với bạn. Chỉ khi nào thủ đoạn ẩn giấu đủ nhiều mới khiến bản thân sống lâu hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp khoác khải mạnh hơn kẻ khác, đó là vì anh đủ cẩn trọng và thích lo trước tính sau. Nếu là người khác, đâu thể phòng ngừa nhiều đường lui như vậy khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Theo lý thuyết thì có lẽ cả đời này cũng không dùng tới, lãng phí tài nguyên. Nhưng Hoác Khải không nghĩ như thế, với bất kỳ việc gì, anh luôn quen dùng hai phương án, nếu một cái không thành công thì dùng cái thứ hai, tăng thêm tỷ lệ thành công. Trên tầng bệnh viện, Hoác Trạch Minh đứng trước giường bệnh, nhìn Hoác Giai Minh nằm trên giường mặt với vẻ mặt xa xầm. Hoác Khải nói điều này không sai, ông ta chỉ có một đứa con, không hy vọng đến khi cuối đời không có ai tận hiếu với mình. Vốn tưởng rằng để con trai mình làm công việc nhàn nhã thì chắc sẽ không gặp điều gì ngoài ý muốn, không ngờ rằng vẫn xảy ra chuyện khó tin như thế này. Không có bất kỳ phương pháp nào à?" Khoác Trạch Minh hỏi. Mấy bác sĩ bên cạnh rất căng thẳng, họ biết thân phận của người đàn ông này là dạng người mình không thể chọc vào được. Một bác sĩ có thân phận cao nhất thoáng vã mồ hôi, chúng tôi chưa từng thấy tình huống mà cậu ấy gặp phải, cũng không có ví dụ nào để tham khảo. Với khả năng điều trị hiện tại, những điều chúng tôi có thể làm được không nhiều, chỉ có thể cố hết sức để giữ các chỉ số sống còn cho cậu ấy. Làm phẫu thuật thì sao? Thay phần da thịt bị thối giữa không được à?" một người trong nhà họ hóc hỏi. Bác sĩ kia cười khổ, loại phẫu thuật này nói thì dễ chứ bắt tay vào tiến hành rất khó. Các anh không phải bác sĩ có lẽ không biết, với tình hình như cậu ấy, da thịt thối giữa trên diện tích rộng, nếu thay hết tất cả thì tỷ lệ thành công có lẽ không đến 1%. Chính vì tỷ lệ thành công quá thấp nên chúng tôi không dám làm phẫu thuật. Người kia quả thực không hiểu gì nhiều về y học, nhưng hắn ta nhìn được, chắc hẳn vị bác sĩ này không nói dối. Nếu tỷ lệ thành công cao thì chắc chắn đã tiến hành phẫu thuật từ lâu rồi. Phương pháp khác thì sao? Bao nhiêu người thế nào? Chẳng lẽ không nghĩ ra được phương pháp nào hả? À? Một thành viên của nhà họ Hót tức giận quát lên, cho các người bao nhiêu tiền mà bây giờ không có cách nào, các người lừa đảo à? Bác sĩ không có gì để đáp lại, chỉ có thể khổ sở đứng chịu trận, không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng. Bây giờ ai nói chuyện thì người đó là cái bia ngắm di động, chỉ đợi bị mắng. May mà dường như Hoắc Trạch Minh hiểu được chỗ khó xử của họ, bèn xua xua tay nói, "Được rồi, không cần làm khó nữa, nếu có cách thì họ cũng dùng rồi." Thế thì phải làm sao đây? Không thể trơ mắt nhìn Giai Minh, người đó nói được một nửa thì không nói nữa, vì nói tiếp thì quá bi quan. Nhưng cho dù người này không nói, Hoác Trạch Minh cũng hiểu được. Mặt mũi ông ta xa sầm có người ghé lại gần, thì thầm hỏi, thằng danh Lý Phong kia nói là có cách mà. Chi bằng. Hoác Trạch Minh lập tức trừng mắt lườm người kia, gần giọng quát, ý của anh là tôi không bằng nó, đến cả con trai mình cũng không cứu nổi, phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác tôi không có ý này, thành viên kia vội vàng mỉm cười giảng hòa, định giải thích. Nhưng Hoác Trạch Minh không thèm nghe anh ta giải thích, ông ta hừ một tiếng, tôi đã nói rồi, Giai Minh là người nhà họ Hoác, chỉ có nhà họ Hoác mới giải quyết được, không ai được phép chen vào. Lập tức cho người liên lạc với những bệnh viện hàng đầu ở nước ngoài, không cần biết dùng phương pháp gì, nhất định phải để họ nghĩ cách cứu con trai tôi. Nếu Giai Minh xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ cho người chôn cùng nó chương 577, lá gan to đấy. Lời nói của Hoác Trạch Minh khiến không ít người thấy lòng dạ lạnh ngắt. Bắt người ta chôn cùng. Ông ta không nói sẽ bắt ai phải chôn cùng, nhưng càng mơ hồ sẽ càng khiến người ta sợ hãi. Nhất là mấy bác sĩ, ai nấy sợ đến độ run lẩy bẩy như cầy sấy. Họ là y bác sĩ điều trị cho Hoác Giai Minh, nếu Hoác Giai Minh chết, nhóm người đầu tiên phải chôn theo có lẽ chính là họ nhưng bất kể họ nghĩ vắt óc đến mức nào cũng không thể nghĩ ra phương pháp khác. Trong trạng thái thấp thỏm bất an của đám người này, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến nửa đêm, về cơ bản mọi người trong bệnh viện đã bắt đầu đi nghỉ, chỉ còn lác đác vài y tá trực đêm vẫn còn bận biểu thay bình truyền nước cho bệnh nhân. Ở nơi bức tường bao của bệnh viện, vài người đàn ông ăn mặc trang phục đi đêm nhảy qua bức tường đột nhập vào. Họ là cao thủ mà đường Thế Minh gọi tới từ gia tộc của anh ta, thân thủ khá nhanh nhạy. Đường Thế Minh cũng ở trong đám người này, anh ta luôn cố gắng hết sức thực hiện yêu cầu của Hoắc Khải, vì thế mà trải nghiệm được vô số điều hay ho trên thế gian này. Mà bản thân Hoắc Khải không hề tới bệnh viện, thân thủ của anh không có tác dụng gì trong việc này, nếu bị người ta bắt được còn rước thêm phiền phức khác. Thế nên anh đã đợi sẵn ở trong xe, chỉ cần Đường Thế Minh cướp được người ra ngoài sẽ đưa thẳng tới chỗ anh. Họ sẽ ngồi xe rời khỏi thành phố Dung, đến một thành phố khác rồi ngồi máy bay rời khỏi đất nước ưu thế của cách làm này là nhà họ hoác rất khó tìm được vị trí của họ một cách nhanh chóng, đợi đến khi điều tra ra, có lẽ họ đã yên vị trên máy bay rồi. Và lại Hoác Khải sẽ chọn chuyến bay của một công ty nước ngoài, các chuyến bay này không chịu quá nhiều trói buộc từ các quy định trong nước. Một khi họ ra khỏi biên giới, có họ hét khản cổ, người ta cũng không bay trở lại đâu. Nhà họ Hoác ở đất nước này được coi như nhân vật tầm cỡ lắm, nhưng nếu nhìn ra thế giới vẫn đầy người coi thường họ xung quanh phòng bệnh của Hoác Giai Minh có hai nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp không ngừng tuần tra. Cho dù là bác sĩ và y tá tới kiểm tra phòng bệnh mà muốn vào cũng phải được họ kiểm tra và phê chuẩn. Nếu không, cho dù viện trưởng của bệnh viện này tới đây cũng chỉ có thể đứng cách xa 5 mét. Những người này to gan lớn mật lăm lăm gậy cao su, bên hông cũng phồng lên, chắc hẳn còn một ít đao kiếm sắc bén. Chắc hẳn họ sẽ không mang theo vũ khí nóng đâu, dù sao thì quy định cấm súng ống đạn dược trong nước rất nghiêm khắc, cho dù là nhà họ Hoắc cũng không dám chạm tới giới hạn này. Đường Thế Minh và những người khác chia nhau ra đi thang máy và thang bộ, thậm chí một số người còn treo tường. Nếu lúc này có người chú ý tới động tĩnh của bệnh viện chắc sẽ nhìn thấy có người đang trèo lên trên theo đường ống nước thải như khỉ đột, tốc độ nhanh khủng khiếp. Khi nhóm người này tới tầng bệnh viện mà Hoắc Gia Minh đang nằm, còn chưa kịp thò đầu ra đã bị người ta phát hiện rồi. Nhân viên bảo vệ tiến hành phòng vệ với tiêu chuẩn cảnh giác cao nhất. Xung quanh bố trí rất nhiều máy quay an ninh và dây thép cảnh giới, một khi chạm tới, cho dù chỉ là gió thổi một cái cũng thu hút động tính của họ. Đám người Đường Thế Minh có thân thủ cực tốt, nhưng vẫn không quá quen với thứ này. Nhưng họ không hề hoảng hốt khi bị phát hiện, nếu đã nhìn thấy rồi thì đối phó trực diện thôi. Sáu người họ trèo vào từ cửa sổ hoặc lao ra từ thang bộ và thang máy, xông về phía hai nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lập tức hú còi ra hiệu vừa gọi đồng bọn vừa báo cáo tình hình của nơi này cho cảnh sát dù sao hoác gia minh cũng là con trai gia chủ hiện tại của nhà họ hoác an toàn cá nhân của cậu ta vẫn rất được coi trọng tiếng còi cảnh sát vang lên từ cách đó không xa họ chạy đến đây với tốc độ cực nhanh tốc độ phải nhanh lên đường thế minh gần giọng quát một tiếng đồng thời vung trưởng đánh vào lồng ngực của người trước mặt tuy rằng chỉ là một bàn tay đánh ra nhưng chẳng khác nào chiếc búa tạ đánh cho người kia bay ra ngoài Phó thuật trong nước thực thụ dồn toàn bộ sức lực của cơ thể vào một điểm, một bàn tay thể bẻ vàng phá đá không phải nói dối. Sở trường của đường thế minh không phải trường pháp, nhưng vẫn có thừa khả năng đối phó với những nhân viên bảo vệ chỉ được huấn luyện thông thường. Cho dù là người có kinh nghiệm phong phú cũng không thể chịu được một trường của anh ta. Năm người còn lại cũng thể hiện được sự thần thông của riêng mình. Có người dùng nắm đấm, có người dùng chân, có người dùng roi hoặc nhuyễn kiếm mỗi thủ đoạn của những người này đều cực kỳ phi phàm. Những nhân viên bảo vệ này chưa từng gặp phải cao thủ võ lâm nào như vậy, nhất thời bị đánh đến độ không kịp đề phòng. Vừa đối mặt với nhau, cả đội đã ngã lăn quay ra đất. Đường Thế Minh xông thẳng vào phòng bệnh, rút hết tất cả thiết bị giám sát trên cơ thể Hoắc Gia Minh, sau đó quấn người vào ga giường, nhảy xuống qua khung cửa sổ đã vỡ. Nhân viên bảo vệ trong phòng bị anh ta đá bay người và đập đầu vào tường, mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh này hai mắt trợn ngược lên. Thằng cha này định đồng quy vô tận với Hoác Giai Minh à. Nếu không, làm sao anh ta có thể nhảy xuống như thế được? Phải biết rằng đây là tầng 7 đấy. Trừ khi là siêu nhân, nếu không nhảy xuống chắc chắn sẽ chết ngắc. Thế nhưng ngay một giây sau đó, một chiếc móng sắt được quăng lên, mắc vào cửa sổ. Móng sắt vừa cứng vừa sắc, cắm ngập vào bên trong vách tường xi măng, sợi dây thường được kéo rất căng. Đường Thế Minh bế theo Hoác Giai Minh lao từ trên trời xuống như tên lửa, chỉ chưa đầy 10 giây đã đáp đất bình an. Anh ta không cần chú ý tới sợi dây nữa, quăng nó tại chỗ, bế Hoác Giai Minh chạy tới bức tường bao gần nhất. Cùng lúc đó, ba người khác dùng cách thức giống hệt anh ta cũng tiếp đất. Ba người này chạy theo đường Thế Minh tới bức tường bao, trong đó có hai người tạo thành cầu thang người, đường Thế Minh bế Hoác Giai Minh, dẫm lên cổ tay họ. Lên nào, hai người hô lên một tiếng, ném cả đường Thế Minh và Hoác Gia Minh ra bên ngoài tường bao. Sau đó, hai người cuối cùng phụ trách bọc hậu cũng đuổi tới nơi. Năm người kia vọt lên cao, vượt qua tường rào, đáp đất bên ngoài bức tường và nhanh chóng biến mất trong đêm. Đợi khi lực lượng cảnh sát và nhân viên bảo vệ chạy tới nơi thể nhìn thấy tung tích của họ nữa. Đội trưởng đội bảo vệ xa sầm mặt mũi, quát ầm lên, còn đứng đờ ra đó làm gì. Lập tức lục soát toàn thành phố, thông báo cho tất cả các con đường trọng yếu lập tức dựng chốt kiểm tra, tuyệt đối không thể để họ rời khỏi thành phố này. Đám người kia vâng lời giải tán, đội trưởng đội bảo vệ tái mặt, sau khi hít thở sâu một hơi mới lấy điện thoại ra bấm số. Sau khi cuộc gọi được kết nối, người này lộ vẻ thấp thỏm, giọng nói cũng bất giác nhỏ hơn, một số người mới đến đây, thân thủ cực kỳ tốt, cướp cậu chủ Giai Minh đi rồi. Cái đám giá áo túi cơm, giọng nói tức giận của một người đàn ông trung niên vọng ra từ điện thoại, công ty tốn bao nhiêu tiền bồi dưỡng các người, chủ tịch đã dặn đi dặn lại, nhất định phải đề cao cảnh giác, thế mà còn để chuyện này xảy ra. Các người cứ đợi đấy, xem tôi xử lý các người thế nào. Nói xong, cuộc gọi bị tắt. Người đàn ông trung niên kia là người của dòng chính, một thành viên nòng cốt của nhà họ hoác. Ông ta đứng yên tại chỗ do dự mất mấy giây, sau cùng vẫn gọi điện thoại cho Hoác Trạch Minh, đồng thời mặc quần áo nhanh chóng chạy ra ngoài. Chủ tịch, bên phía bệnh viện xảy ra chút vấn đề, cậu chủ Giai Minh bị cướp đi rồi, chắc hẳn là Lý Phong phái người làm chuyện này. Tôi sẽ sắp xếp người phong tỏa thành phố, lục soát vị trí của chúng. Ông cứ yên tâm, cho dù chỉ là một con ruồi cũng không bay ra khỏi địa giới của thành phố Dung được đâu. Nửa đêm nhận được cuộc gọi kiểu này nên tâm trạng của Hoác Trạch Minh đương nhiên không ra gì. Có phải tôi nên khen ông xử lý sự việc rất quyết đoán không hả? Hoác Trạch Minh lạnh lùng hỏi. Người đàn ông trung niên kia nghe xong mà toàn thân vã mồ hôi lạnh, trước nay Hoác Trạch Minh luôn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng hai năm trở lại đây, nụ cười trên mặt ông ta càng ngày càng ít, thay vào đó là u ám và thâm độc. Chỉ cần là người đắc tội Hoác Trạch Minh, ngoài những thành viên cấp cao nòng cốt như Hoác Tích Nguyên, về cơ bản kết cục của ai cũng rất thê thảm. Người nhẹ nhất cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc, người nặng nhất có lẽ phải làm người tàn tật suốt nửa cuộc đời còn lại. Chủ tịch, tôi tôi không muốn nghe ông giải thích điều gì, trước khi trời sáng phải tìm được Giai Minh về cho tôi. Nếu không thì ông cũng khỏi cần quay về nữa, Hoác Trạch Minh lạnh giọng. Sau khi cúp máy, Hoác Trạch Minh xuống giường, bước tới trước khung cửa sổ sát sàn cực lớn, cúi đầu nhìn con đường dưới chân. Trong mắt ông ta tràn ngập sát khí và vẻ tàn độc Lý Phong. Lá gan của mày to đấy. Mà người đàn ông trung niên kia đang điên cuồng gọi điện thoại cho tất cả các lực lượng mà ông ta có thể nghĩ tới, chỉ huy họ dùng tất cả mọi phương pháp để phong tỏa thành phố dung không thể nói rằng động tác của những người này rất nhanh nhẹn bố trí cực kỳ thỏa đáng tất cả con đường ra vào thành phố không cần biết là đường lớn hay đường nhỏ thậm chí cả đường thủy cũng bị họ phong tỏa cứng ngắc thế nhưng nếu họ nghĩ tới được làm sao hoác khải không nghĩ tới chứ xe của hoác khải đỗ ngay bên ngoài thành phố mà đám người đường thế minh đã giải tán chia nhau rời khỏi khu vực thành phố những người này đa số chú tới phương tiện giao thông, dù sao thì thương thế của Hoắc Sai Minh khá nghiêm trọng, đáng lý ra nên ngồi xe rời khỏi thành phố. Chương 578: Kiên cố như thành lũy bằng vàng. Họ không bao giờ ngờ rằng, trên đời này có người bế được Hoắc Sai Minh chạy thẳng một mạch từ bệnh viện tới khu ngoại ô. Thể lực thế này chắc chắn có thể khiến bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào phải vã mồ hôi. Đương nhiên, cho dù Hoắc Sai Minh không phải dạng người quá béo nhưng phải vác tải trọng hơn 50 cân chạy mười mấy km thì dù là đường thế minh cũng mệt bở hơi tai. Khi đến trước xe của Hoác Khải, anh ta vã mồ hôi như tắm. Nhét người vào xe rồi, Hoác Khải khẽ gật đầu với đường thế minh, đợi tôi quay về rồi tính tiếp. Nếu phải nói, chắc chắn là những câu cảm ơn, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt để cảm ơn. Đường thế minh cũng không muốn nhanh chóng lấy được thứ gì từ chỗ anh, khẽ gật đầu rồi nói, tôi sẽ chuyển lời tới họ, sau khi bố trí ổn thỏa cho họ, tôi sẽ đi tìm cậu. Mấy người trong gia tộc cũng cần được Đường Thế Minh đưa về, thế nên Đường Thế Minh không thể rời khỏi thành phố này cùng Hoắc Khải ngay bây giờ được. Quan trọng nhất là Hoắc Khải lo sợ nhà họ Hoắc sẽ ra tay với Ninh Thần. Ninh Thần đã được Đồng Thiên Thanh bảo vệ, nhưng bố mẹ vợ anh thì không ai ngó ngàng tới. Thế nên, Đường Thế Minh phải bảo vệ hai vợ chồng Ninh Quốc Tường và Đặng Tuấn Mai vài ngày, đợi khi đội ngũ tinh anh của Hoắc Khải đến đây tiếp quản anh ta mới ra nước ngoài tìm Hoắc Khải. Không có bất kỳ câu nào thừa thải, anh đóng cửa xe, chiếc xe nhanh chóng lao về một thành phố khác. Trong xe, rất nhiều y bác sĩ hàng đầu đang bận rộn cung cấp hệ thống duy trì tình mạng cho Hoắc Gia Minh. Nếu không, với một miếng thịt nát bấy to đùng ngay trước ngực, Hoắc Gia Minh không thể nào gắng ngượng được lâu thế. Nhìn Hoắc Gia Minh yếu ớt đến mức dường như có thể chết ngay bất cứ lúc nào, sắc mặt Hoắc Khải sa sầm tuy rằng nhờ vào sức mạnh từ gia tộc của đường thế minh mà cướp được hoác giai minh về đây nhưng nếu hoác trạch minh không ngăn cản chắc hẳn bây giờ họ đã tới công ty con ở nước ngoài rồi hoác trạch minh căm phẫn và thù hận hoác khải vô cùng mà hoác khải cũng cực kỳ oán hận chú nhỏ của mình rõ ràng ông ta biết bệnh viện không thể cứu được hoác giai minh tại sao còn bắt cậu ta chờ chết ở đó chú nhỏ đúng là hoàn toàn khác lúc trước rồi máu lạnh và vô tình đến cực điểm qua vài tiếng đồng hồ, chiếc xe chạy tới sân bay của một thành phố khác, Che Chin lên chuyến bay quốc tế đúng giờ. Khi máy bay cất cánh khỏi đường băng, đi ra khỏi biên giới, nhà họ Hoắc cuối cùng cũng tìm được tung tích của Hoắc Gia Minh. Cậu chủ Gia Minh để lại thông tin cá nhân trên một chuyến bay quốc tế, nhưng hãng bay này nổi tiếng khó chơi, chắc sẽ không nghe theo yêu cầu của bên quản lý hàng không đâu, người điều tra lộ vẻ khó xử. Hoắc Trạch Minh cũng có mặt tại đó, khi nghe được đáp án này ông ta không nói gì nhưng người đàn ông trung niên phụ trách chỉ huy tổng thể thì không thể không lên tiếng ông ta bước tới trước mặt hoác trạch minh cúi đầu nói chủ tịch có lẽ không ngăn lại được nhưng tôi sẽ điều động lực lượng ở nước ngoài thử xem ở trong nước mà ông còn không ngăn được chúng nó ông làm được điều đó ở nước ngoài không hoác trạch minh ngẩng đầu nhìn ông ta đột nhiên cầm cái gà tàn trên bàn lên đập mạnh vào đầu ông ta đầu của người đàn ông kia lập tức rách ra máu me không ngừng chảy xuống, nhưng ông ta không dám trách né, càng không dám kêu đau. Hoác Trạch Minh đập cái gà tàn dướm máu lên đùi ông ta, mắng rằng, vô dụng. Một đám vô dụng, nếu Giai Minh gặp vấn đề gì, không một ai trong số chúng mày chạy nổi đâu. Âm thanh phẫn nộ của ông ta cực kỳ trói lói trong căn phòng này, tất cả mọi người cúi đầu, toàn thân run rẩy. Lòng họ sầu khổ, mồm miệng cũng đắng chát, nhưng có thể làm gì được đây? Đám người đường thế minh thực sự quá giỏi, tính đến giờ vẫn còn quá nửa số thành viên của đội bảo vệ đang nằm trong bệnh viện. Cao thủ võ thuật thực thụ mà ra tay là chết sở rồi, cho dù đường thế minh không lấy mạng họ, nhưng bất kỳ động tác nào cũng đủ cho người ta nằm bất động nửa năm trời. Tổn thất bao nhiêu người nhưng vẫn không làm xong việc, vừa thua về người vừa thua về thế trận, đúng là hết lời để nói. Sau mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế. Hoắc Khải không đưa Hoắc Giai Minh tới công ty VA bởi vì ở đó có người nhà họ Hoắc, nếu anh đi, chắc chắn họ sẽ không tiếp đái khách sáo. Anh cần đến kỹ thuật giao lưu bằng tiếp nhận sóng não, thế nên đưa thẳng Hoắc Giai Minh tới nơi mà cổ ngôn tài đã chuẩn bị trước. Sau khi xuống máy bay, đám bác sĩ chuyên nghiệp kia bị mời đi một cách khách sáo, người tiếp nhận chính là lực lượng bảo vệ mà cổ ngôn tài chuẩn bị. Sau khi đưa đón Hoắc Khải và Hoắc Giai Minh tới nơi ở, Cổ Ngôn Tài đã nhận được tin tức từ trước lập tức nghênh đón họ. "Ông chủ." Cổ Ngôn Tài cất tiếng chào hỏi. Hoắc Khải khẽ gật đầu và nói, "Vất vả cho anh rồi." "Việc nên làm thôi." Cổ Ngôn Tài liếc mắt nhìn Hoác Gia Minh và hỏi, "Đây là cậu ấy hả?" "Đúng vậy, phương diện kỹ thuật chuẩn bị đến đâu rồi?" "Tỷ lệ thành công có đủ không?" Hoắc Khải vừa ngồi vừa hỏi. "Hai ngày nay chúng tôi đã thử nghiệm không dưới 200 lần, tỷ lệ thành công rơi vào khoảng 99%." chỉ có một lần thất bại, lần ấy đột nhiên thoát ra giữa chừng, tôi nghi ngờ nguồn cung cấp điện của thiết bị không được ổn định, do nhiễu điện từ nên gây ra hiện tượng này. Cụ thể thì vẫn đang tiến hành thử nghiệm mô phỏng Bắc, sau khi thử nghiệm kết thúc mới xác định chắc được. Thế nên để đảm bảo an toàn, tôi không khuyến khích anh Nick thân dùng thử loại kỹ thuật này, cổ ngôn tài nói. Trước khi đến đây Hoác Khải đã nói với anh ta rằng anh muốn đích thân dùng kỹ thuật này để kết nối với Hoác Gia Minh, làm rõ xem buổi tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng cổ ngôn tài cho rằng tuy tỷ lệ thành công của loại kỹ thuật này rất cao, vẫn không phù hợp để Hoắc Khải dùng thở. Bởi vì thân phận và địa vị của anh không tầm thường, lỡ như xảy ra chuyện gì đó, cho dù xác suất rất nhỏ, cũng trở thành tai họa mà tất cả mọi người không thể chịu đựng nổi. Mạng sống của tôi là mạng sống mà mạng sống của người khác cũng là mạng sống. Và lại cậu ấy là em tôi, tôi phải để tâm, Hoắc Khải xua xua tay, ý bảo chuyện này không cần nói nhiều thêm nữa, mọi người tiếp tục chuẩn bị đi, Xong thì bắt đầu luôn. Vâng, Cổ Ngôn Tài biết Hoắc Khải không phải dạng người thích nghe khuyên bảo, chuyện gì mà anh đã quyết định thì trước nay không thể nào thay đổi được. Nếu Hoắc Khải kiên quyết như thế, vậy thì việc mà anh ta phải là giảm khả năng thất bại xuống mức thấp nhất. Sau cùng, Cổ Ngôn Tài dẫn đường đưa Hoắc Khải xuyên qua căn phòng bí mật, đi thang máy xuống lòng đất, đến với độ sâu 7m dưới lòng đất. Nơi này là không gian ngầm được chế tạo đặc thù, bốn xung quanh là đủ thứ dây điện bên trên là lớp đất trộn xi măng kiên cố. Một khi đóng cửa ra vào, cho dù dùng đạn đạo cũng khó lòng làm nổ nơi này trong thời gian ngắn. Thế nên, nơi này được ví là kiên cố như thành lũy bằng vàng, đừng nói đến nhà họ hoác, cho dù ông chủ sau lưng hoác trạch minh đến đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cao thủ vô danh đang ngồi trước máy tính tiến hành kiểm tra về mặt kỹ thuật, anh ta cực kỳ chăm chú, cả khi hoác khải đến cũng không phát hiện ra. Đương nhiên, với tính cách của cao thủ vô danh, cho dù biết anh ta cũng không nỡ bỏ giờ công việc đang làm chỉ để chào hỏi đâu đối với anh ta mà nói tính chính xác của việc hoàn thành một đoạn mã lập trình mới là điều quan trọng nhất tính cách này của anh ta cũng khiến hoác khải tán thường nhất chỉ khi dốc hết tinh thần mới có thể thực sự làm tốt được một việc đồng thời làm đến mức xuất sắc nhất từ xưa đến nay những nhân vật thiên tài không phải là người có nhiều hơn người khác một cái đầu chẳng qua họ cố chấp hơn có thể thăm dò dến chân tướng của vấn đề mà người khác không đủ kiên nhẫn để thăm dò. Bên phía nhà họ Hoác có động tính gì không? Hoác Khải hỏi. Trước khi anh đến đây, dường như họ điều tra rất gắt gao, nhưng họ không xác định được hành tung của anh, cũng không biết dự định của anh, thế nên chỉ có thể chạy lung tung như con ruồi mất đầu cổ ngôn tài trả lời. Không được coi thường nhà họ Hoác, trong gia tộc này liên tục xuất hiện nhân tài, nếu quá coi thường họ, dễ chịu thiệt đấy, Hoác Khải nhắc nhở. Nhà họ Hoắc trưởng thành đến mức độ như ngày hôm nay, đương nhiên công lao của Hoắc Khải, nhưng dù giỏi giang đến mức nào cũng chỉ là một cá nhân. Chiến lược của anh bắt buộc phải có người giỏi thi hành đi thi hành mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhà họ Hoắc không thiếu những nhân tài dạng này, thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Đội ngũ thiên cơ của Cổ Ngôn tài là đội ngũ tinh anh do Hoắc Khải lựa chọn kỹ càng, không thua kém gì nhà họ Hoắc, cũng không thua kém bất kỳ đội ngũ đỉnh cao nào trên thế giới nhưng mỗi một đội ngũ có thể trưởng thành được đều không thể coi thường, tranh lệch giữa đôi bên không phải quá lớn. Sư tử vô thỏ cũng phải gắng hết sức, nếu quá xem nhẹ sẽ biến thành cuộc đua rùa và thỏ. Tôi hiểu rồi, cổ ngôn tài gật gật đầu. Đúng lúc này, cao thủ vô danh gõ nút Enter cuối cùng, phấn khích nhảy cẫng lên, được rồi. Lần này chắc hẳn không sơ suất được nữa. Ngôn tình hài. Hoác Khải lập tức bước tới, vất vả cho anh rồi, có thể bắt đầu tiếp nhập sóng não được chưa? có thể rồi nhưng anh có chắc mình muốn đích thân dùng thử không cao thủ vô danh nhìn anh và nói bởi vì nguyên do thời gian gấp gáp nên kỹ thuật tiếp xúc sóng não vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn hảo nhất đối với mức độ kích thích sóng não nên lựa chọn theo khuyến nghị của chuyên gia y học và suy xét tới tỷ lệ thành công cao nhất nói một cách tương đối sẽ hơi đau một chút nếu có thêm một tuần có thể giảm mức độ kích thích khi tiếp xúc sóng não đến mức giới hạn theo dự đoán của tôi chắc sẽ chỉ như bị muối đốt một cái thôi không quá đau đớn đáng kể. chương 579, bản chất. Hoác Khải khẽ lắc đầu, nói, không kịp đâu, không có quá nhiều thời gian thử nghiệm như vậy. Nếu các anh cảm thấy tương đối rồi thì bắt đầu đi. Nhưng trong quá trình này có thể nảy sinh những đau đớn khó có thể chịu đựng, thần kinh não bộ vô cùng yếu ớt, chắc anh không rõ. Những lời khuyên nhủ của cổ ngôn tài cũng không hề khiến Hoác Khải lưỡng lựa chút nào, anh quay lại nhìn Hoác gia Minh đang nằm lặng im bên cạnh, Thở dài nói cậu ta còn phải chịu nhiều đau đớn hơn tôi. Nhưng cậu ta không phải anh, hơn nữa cậu ta bị thương cũng không phải do anh gây ra, tại sao anh lại cảm thấy tự trách vì điều này? Cổ Ngôn Tài không hiểu hỏi. Theo anh ta thấy, Hoắc Khải muốn giúp bất kỳ người nào thì cũng không thành vấn đề, có thể lý giải. Nhưng không cần thiết phải vì thế mà cảm thấy hổ thẹn chứ. Sự áy náy thể hiện ra trên khuôn mặt của Hoắc Khải khiến Cổ Ngôn Tài không thể nào hiểu rõ, tại sao ông chủ lại có biểu cảm như vậy? Anh ta nào biết, tối đó khi Hoác Giai Minh rời đi, Hoác Khải đã có dự cảm không tốt. Mà loại dự cảm xấu này đã từng xuất hiện một ngày trước khi giáo sư Triệu Vĩnh An qua đời. Nỗi tiếc núi lớn nhất mà Hoác Khải vẫn luôn canh cánh trong lòng đó là không thể tiễn giáo sư đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Nếu Hoác Giai Minh cũng vì thế mà chết đi thì Hoác Khải sẽ càng cảm thấy khó chịu. Thất bại một lần là đủ rồi, còn muốn vấp ngã hai lần bởi một hòn đá hay sao? Kết quả như thế khiến Hoác Khải không thể chịu nổi. Cho nên, anh phải dốc hết sức để cứu mạng Hoác Giai Minh, tuyệt đối không thể để bản thân phải nuối tiếc thêm một lần nữa. Hoác Khải đã nói đến như vậy thì không ai có thể phản đối nữa. Vội vàng sắp xếp công tác chuẩn bị, tiến hành theo trình tự. Vì thân phận của Hoác Khải, cho nên sự chuẩn bị lần này được thực hiện vô cùng cẩn thận. Tất cả điều kiện vận hành đều ở trạng thái hoàn hảo nhất. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Hoắc Khải cởi quần áo đang mặc ra, nằm song song với Hoắc Gia Minh trong hai hộp ngủ đông. Bởi vì nguyên nhân kỹ thuật vẫn chưa hoàn hảo nên bất kỳ đồ vật nào trên người cũng đều có thể gây ảnh hưởng đến sóng điện não. May mà trong phòng có thiết bị ổn định nhiệt độ nên không cảm thấy lạnh. Một mảnh kim loại được dán lên trán Hoắc Khải, còn có vài thiết bị giám sát đặt trên người anh. Những thứ này dùng để bảo đảm anh sẽ không xảy ra vấn đề gì trong quá trình áp dụng công nghệ BCI một khi có sự cố gì sẽ lập tức cắt đứt liên kết hơn nữa còn có một đội ngũ bác sĩ trị liệu chuyên nghiệp sẵn sàng đợi lệnh ở bên cạnh để thực hiện công tác cấp cứu dù tỷ lệ không cao cổ ngôn tài tự mình đứng trước cái công tắc nhìn hoác khải hỏi ông chủ có thể bắt đầu rồi chứ hoác khải hít thở một hơi thật sâu khẽ gật đầu nói bắt đầu đi lúc này cổ ngôn tài mới ấn công tắc trong nháy mắt dòng điện được truyền đến tất cả các thiết bị trong lúc máy móc đang vận hành Hoắc Khải cảm thấy dường như có vô số kim nhỏ cắm vào não bộ, sự đau đớn đó thật sự không phải người nào cũng có thể chịu được. Chẳng trách mà cao thủ vô danh nói, hy vọng có thêm hai lần thử nghiệm để giảm bớt sự đau đớn. Nếu không, đau đớn như thế thì sợ là không có mấy người sẵn lòng thử nghiệm lần thứ hai. May là sự đau đớn đó đến cũng mạnh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt, Hoắc Khải đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người như từ trên trời rơi xuống ảo giác của vật thể rơi tự do khiến trong lòng anh có chút hoảng sợ. Điện tâm đồ không ngừng hiển thị trạng thái hiện tại của anh, nhịp tim và nhịp đập của mạch tăng nhanh, cũng khiến mọi người vô cùng căng thẳng, nhất là cổ ngôn tài và cao thủ vô danh. Hai người họ là người phụ trách kỹ thuật của hạng mục này. Nếu hoắc khải xảy ra vấn đề gì thì họ sẽ phải nhận trách nhiệm về chuyện đó. Vài phút sau, cảm giác về trọng lượng của hoắc khải trở lại. Tiếp theo, anh nhìn thấy một thế giới trắng xóa, mà trong thế giới này, Hoác Giai Minh đang nằm trên mặt đất. Rõ ràng là trên người cậu ta không còn đồ gì, nhưng bây giờ, Hoác Khải lại nhìn thấy cậu ta mặc một bộ quần áo bình thường. Anh nhìn lại thì thấy mình đang mặc một bộ vest phẳng phiêu, từ cách thắt cà vạt đến đôi giày da bóng loáng, rồi đến chiếc đồng hồ Patek Philippe rất lâu rồi chưa nhìn thấy trên cổ tay, tất cả khiến anh cảm thấy như đang mơ vậy. Điều quan trọng nhất là, Hoác Khải thấy trên cánh tay của mình một vết sẹo khi vết sẹo hình trang lưỡi liềm đập vào tầm mắt thì Hoác Khải cảm thấy chấn động. Vì vết sẹo này không nên tồn tại, nói đúng hơn là vết sẹo này thuộc về thân thể cũ của anh chứ không phải hiện tại. Vào lúc hơn 6 tuổi, Hoác Khải và mấy người anh trong dòng họ cùng chơi đùa ở đầu nhà nhưng không cẩn thận bị ngã. Tuy không có vấn đề gì lớn nhưng lại bị thanh sắt trên tường cắt một vết trên cánh tay. Vết sẹo này đã đi cùng anh cả thời niên thiếu, Mỗi lần nghĩ tới đều khiến anh có một nỗi sợ trời sinh với hành động trèo tường. Để loại bỏ cảm giác sợ hãi này và cũng để thử thách bản thân, Hoắc Khải thường xuyên luyện trèo trên các mặt tường khác nhau. Càng sợ điều gì thì càng phải đối diện với nó. Vết sẹo này đã khắc sâu vào ký ức, sau khi anh chết, đáng lẽ nó đã cùng thân thể đó rơi xuống vực sâu, mãi mãi không thể thấy nữa. Nhưng bây giờ, Hoắc Khải lại được nhìn thấy nó. Anh hơi nhíu mày, vô thức sờ lên mặt mình tuy không nhìn được khuôn mặt, nhưng theo xúc giác trên từng ngón tay thì anh có thể tưởng tượng ra hình dáng khuôn mặt này như thế nào. Bởi vì, nó quá quen thuộc. Đây chính là bộ dạng ban đầu của anh, mà không phải là thân thể của Lý Phong. Tại sao lại như vậy? Sau khi đứng suy nghĩ một lát, Hoác Khải phán đoán, có thể do cách thức can thiệp vào sóng điện não khiến con người có thể hiện ra trạng thái nguyên thủy nhất. Giống như những người đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu tiến vào thế giới ảo thì cũng xảy ra tình trạng như vậy ở đây chỉ hiện ra dáng vẻ thật sự của họ mà dáng vẻ này đến từ sự bó buộc trong linh hồn đương nhiên trong thế giới ảo điều gì cũng có thể thay đổi hoác khải thử thay đổi bản thân anh nhưng lại phát hiện không dễ dàng như vậy có thể vì sự thiếu sót về mặt kỹ thuật nhưng vết sẹo trên cánh tay đã biến mất khiến anh cảm thấy vô cùng chấn động nhưng cũng rất mệt mỏi sau khi thấy thân thể bất thường hoác khải lập tức ngừng suy nghĩ này muốn thay đổi con người mình không phải là chuyện dễ dàng cho dù là trong thế giới ảo anh hít thở sâu không quan tâm đến chuyện dáng vẻ thế nào nữa anh đi đến ngồi bên cạnh hoác giai minh sau đó giơ tay ra vỗ cậu ta cất tiếng gọi giai minh giai minh điều khiến hoác khải kinh ngạc vui mừng là sau khi gọi hoác giai minh vài câu thì cậu ta cũng dần dần tỉnh lại nhưng trạng thái tinh thần của cậu ra rõ ràng là vô cùng uể oải và mệt nói giống như bệnh nặng mới khỏi vậy anh ba, hoác dài minh rụi mắt, gần như có chút không dám tin mà kêu lên, sau đó cậu ta quay nhìn xung quanh, có chút hoang mang hỏi, em đang ở đâu? Đây là thế giới ảo, chuyện khá phức tạp, đợi sau khi sức khỏe em tốt lên thì anh sẽ giải thích cho em, hoác khải nhìn cậu ta, nói, bây giờ em nói cho anh biết, tối đó em đến nhà xưởng bỏ hoang đã gặp phải chuyện gì? Nhà xưởng bỏ hoang, hoác dài minh có vẻ không hiểu hỏi, anh ba, tại sao anh biết em đến đó? nói ít mấy lời thừa thái đi, em chỉ cần trả lời câu hỏi của anh là được. Hoắc Khải thúc giục nói, tình trạng hiện giờ của em rất nguy hiểm, nếu chậm trễ thêm có thể sẽ chết. Hả, Hoắc Giai Minh càng mờ mịt, cậu ta cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, nói, không phải em vẫn tốt sao? Anh đừng dọa em, lâu rồi không gặp, đột nhiên lại thần bí như thế, khiến em cảm thấy hơi sợ đấy. Không phải anh đã nói rồi sao? Đây là thế giới ảo, tất cả không phải là thật. Hiện giờ ở thế giới thực, em sẽ sớm gặp nguy hiểm. Anh cần phải làm rõ tối hôm đó em gặp phải chuyện gì mới biết làm thế nào để cứu em. Hoắc Khải nói. Có lẽ Hoắc Gia Minh cũng nhìn ra Hoắc Khải không giống đang dọa dẫm. Cậu ta vội vàng nhớ lại những việc xảy ra tối hôm đó. Nghĩ một hồi, biểu cảm của cậu ta đột nhiên kỳ lạ, nói tối hôm đó em cũng không biết mình gặp phải cái gì. Sau khi đi vào nhà xưởng, vốn dĩ muốn tìm chút kích thích, cuối cùng thì thấy một màn xương bay đến sau đó em không biết gì nữa. Sương mù, sương mù thế nào, Hoắc Khải hỏi. Cái này sao em có thể mô tả được, trời tối như thế, dù là sương thì cũng chỉ có màu đen, Hoắc Giai Minh bỗng nhớ ra điều gì, nói, à, hình như em còn nghe thấy vài âm thanh rất kỳ quái, giống như người nói chuyện lại giống như ma quỷ gào thét, sợ lắm. Mà anh ba ơi, anh nói bây giờ ở trong thế giới thực em gặp nguy hiểm gì? Tình hình bây giờ của em thế nào? phần thịt trên ngực em đã bị thối giữa một mảng lớn. Mọi người đã tìm rất nhiều chuyên gia y học nhưng họ. chương 580, suy nghĩ. Hoác Khải còn chưa nói xong thì thấy thân thể của Hoác Giai Minh bỗng run rẩy, sau đó dần dần trở nên trong suốt. Hoác Gia Minh cũng thấy tình trạng này, trạng thái tinh thần của cậu ta cũng trở nên kích động. Anh ba, em, Hoác Giai Minh cố gắng đưa tay lên, Hoác Khải cũng giơ tay ra bắt lấy cậu ta, nhưng khi hai người sắp chạm tay vào nhau thì Hoác Giai Minh biến mất. Hoác Khải cao mày, quét mắt bốn phía sau đó hét lớn kéo tôi ra. Không đến vài phút sau, anh lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác rơi tự do, đồng thời sự đau đớn như kim châm cũng ập tới. Hoác Khải mở mắt ra trong đau đớn như thế, anh lập tức nhìn sang, chỉ thấy Hoác Giai Minh đang được cấp cứu rất khẩn trương. Hoác Khải không nói hai lời, giật hết những mảnh sắt trên người nhảy xuống cổ ngôn tài vội vàng khoác một tấm chăn lông lên người anh giải thích nói tình trạng của anh hoác giai minh đột nhiên chuyển biến xấu tim ngừng đập đang trong quá trình cấp cứu cho dù thế nào cũng nhất định phải cứu sống cậu ta hoác khải nặng nề nói thời gian nói chuyện với hoác giai minh không duy trì được lâu khiến hoác khải rất chán nản nhưng anh có thể hiểu được liên kết thất bại là do tim của hoác giai minh ngừng đập không còn sóng điện não theo lý thuyết mà nói hoác giai minh đã chết rồi nhưng Hoắc Khải không thể chấp nhận kết quả như thế. Có lẽ, trời cao cũng nhận được sự tiếc nuối, không cam lòng của anh mà sau khi trải qua hai tiếng cấp cứu liên tục, cuối cùng sóng điện não của Hoắc Giai Minh cũng phục hồi. Khi điện tâm đồ hiển thị nhịp tim của cậu ta, cuối cùng các bác sĩ cũng thở phào. Mà Hoắc Khải đang ngồi bên cạnh chờ đợi lâu như vậy cũng đứng lên. Anh đi đến trước giường cấp cứu chuyên dụng chuẩn bị cho Hoắc Giai Minh, nhìn người em họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sắc mặt u ám. Hoác Giai Minh vẫn chưa nói rõ những chuyện xảy ra tối hôm đó. Màn xương đen gì, âm thanh gì, nghe thì có vẻ như nói rất nhiều nhưng lại khiến người khác mơ mơ hồ hồ. Chỉ dựa vào những manh mối này thì gần như không có cách nào tìm ra sự thật. Mà theo suy đoán của chuyên gia y học và cao thủ vô danh thì trạng thái cơ thể của Hoác Giai Minh hiện tại quá kém. Nếu lại tiến hành thâm nhập sóng não một lần nữa có thể tạo ra kích thích gây ra cái chết của cậu ta cho nên Hoác Khải cũng không dám tiến hành lần thứ hai. Nếu không tôi cho người đến đó canh gác vào buổi tối, mang theo thiết bị chuyên dụng, xem xem có thể tìm được manh mối nào không, cổ ngôn tài hỏi. Hoác Khải khẽ lắc đầu nói, như thế quá mạo hiểm, theo những gì Hoác Sai Minh nói. Tối hôm đó, cậu ta chưa kịp quan sát được gì đã ngất đi. Tình hình như vậy mà đến thêm nhiều người cũng chỉ phí công mà thôi. Vậy, Hoác Khải nói tiếp, trước đây, tôi nghe có người nói, Trước khi nhà xưởng đó xảy ra chuyện thì đã đào ra một đám mồ mả ở dưới đất. Sau đó mới xảy ra những chuyện kỳ quái này. Cậu cho người mua lại nhà xưởng đó, sau đó tiếp tục đào xuống xem có thể phát hiện ra cái gì đó. Nhớ là phải nhanh, đồng thời phải dùng người không có quan hệ với chúng ta, đừng để người nhà họ hóp phát hiện. Cổ ngôn tài gật đầu đáp ứng. Đối với anh ta, xử lý chuyện này đơn giản như là một bữa sáng. Sau khi giao việc cho cổ ngôn tài, Hoắc Khải lại đi đến bên cạnh chuyên gia y tế, hỏi tình hình hiện tại của cậu ta sao rồi? Tình hình không tốt lắm, một vị chuyên gia khẽ lắc đầu, nói: "Từ tình hình trước mắt có thể thấy, vết thương của cậu ta không ngừng chuyển biến xấu, phần thịt vẫn tiếp tục thối rữa. Theo tính toán của chúng tôi, duy trì được 2-3 ngày nữa đã là kỳ tích." Hoắc Khải cau mày, hỏi: "Không có cách nào để kéo dài thời gian sao?" "Không có," vị chuyên gia đó lắc đầu, nói: "Vết thương của cậu ta quá nặng." cho dù làm bất cứ cách nào cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ tử vong của cậu ta. Bây giờ chỉ duy nhất một chuyện có thể làm đó là hết sức duy trì hệ thống máy móc để giữ sinh mạng của cậu ấy. Trừ khi thần tiên hạ phàm, nếu không thì không ai có thể cứu cậu ta hết. Nếu Hoác Trạch Minh ở đây và nghe những lời này thì có lẽ sẽ kéo những chuyên gia này ra làm thịt rồi. Nhưng Hoác Khải không làm thế, thậm chí anh không thể nói lời khó nghe với những chuyên gia này. Bởi vì anh biết, dù chỉ còn một tia hy vọng thì chắc chắn những người này sẽ dốc hết sức mình. Cho nên, Hoác Khải phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng anh không muốn chấp nhận kết quả này. Nếu Hoác Giai Minh phải đối mặt với cái chết vậy nhất định sẽ cho cậu ta một con đường sống trước ngưỡng cửa của cái chết. Anh gọi tất cả chuyên gia và cao thủ vô danh lại, hỏi họ một vấn đề quan trọng, nếu đặt bộ não của Hoác Giai Minh vào một thân thể khác thì cậu ta có thể sống không? Vấn đề này khiến những người này đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Một lát sau thì một vị chuyên gia mới trả lời nói, điều anh nói có lẽ là phẫu thuật thay đầu. Trên phạm vi toàn thế giới, kiểu phẫu thuật này vẫn chưa từng có tiền lệ trước đây bởi vì nó quá phức tạp. Trên lý thuyết, chỉ cần các chỉ tiêu phù hợp thì có thể hoàn thành được. Nhưng anh cũng biết, sự phức tạp trong cơ thể người vượt qua bất kỳ loại sinh mệnh và máy móc nào. Chỉ riêng sự kết nối của thần kinh đã khiến người ta tê dại cả da đầu cho dù phẫu thuật cậu ta thành công sống được chúng tôi cũng không dám bảo đảm cậu ta có thể sống như người bình thường trình độ y học trước mắt vẫn chưa đạt được yêu cầu này tôi biết cho nên tôi không yêu cầu cậu ta có thể sống như người bình thường nhưng chỉ cần cậu ta có thể sống lại là được cho dù các ông chỉ để lại cho cậu ta một cái đầu để cậu ta tồn tại trong thế giới ảo là được rồi khoác khải nói cái này đám chuyên gia nhìn nhau cuối cùng nói chúng tôi cần một lượng lớn các thiết bị chuyên dụng hơn nữa không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công, nhưng đầy đủ thiết bị cần thiết thì có thể thử. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, các ông chỉ cần phụ trách về mặt y học là được." Hoắc Khải nhìn sang cao thủ vô danh, nói, "Chuyện này anh cũng cần phải tham gia, nếu các anh có yêu cầu gì về kỹ thuật, tôi sẽ giải quyết giúp. Người này rất quan trọng với tôi, cậu ta không thể chết được." Tuy cao thủ vô danh sẵn lòng sáng tạo một thế giới mới nhưng anh ta cũng biết, trước mắt chỉ có Hoắc Khải mới giúp anh ta thực hiện được chuyện này. Hơn nữa, anh ta cũng rất tán thưởng một người có chung mục tiêu với mình như Hoắc Khải. Cho nên, cao thủ vô danh cũng không từ chối yêu cầu của anh, nói: "Được, tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ họ." Hoắc Khải khẽ gật đầu, không nói thêm gì khác. Anh chỉ nhìn Hoắc Gia Minh nằm đó mới cơ hội sống mong manh, lẩm bẩm nói: "Cho dù thế nào thì anh cũng nhất định sẽ cứu em." Theo yêu cầu của Hoắc Khải, một lượng tiền lớn đã được đầu tư để mua thiết bị y tế trị liệu. Hoắc Khải đã cân nhắc đến việc liên lạc với nhà họ Hoắc, nhưng Hoắc Trạch Minh lại là kiểu người không biết điều như vậy nên anh cũng không muốn làm rầm rộ lên. Trên thực tế, chỉ cần anh công bố tin tức này ra ngoài thì có lẽ rất nhiều đơn vị chữa bệnh sẽ sẵn sàng cung cấp thiết bị. Bởi vì đối với loại người, kỹ thuật VR chính là hướng phát triển chủ đạo của tương lai. Mà phẫu thuật thay đầu lại có thể thu hút sự quan tâm sâu sắc của tất cả những nhà giàu quyền quý trên toàn thế giới, không trừ một ai là người càng có tiền thì càng không nỡ chết. Nếu thật sự có thể thay đầu thành công thì khác gì họ được sống lại, cho dù kiểu sống lại này bị giới hạn bởi sự lão hóa của bộ não và có thể có vài tác dụng phụ nhưng họ cũng không quan tâm. Chỉ cần được sống tiếp, cho dù biến thành người già cả ngây ngốc cũng được. Đáng tiếc, Hoác Khải không thể công bố tin tức này, tất cả đều chỉ có thể tiến hành trong âm thầm. May mà lần này kéo tới đầy đủ nhiều chuyên gia, bản thân họ cũng muốn tham gia vào chuyện này chỉ hy vọng phẫu thuật thay đầu thành công giúp họ lưu danh sử sách. Cho dù không được thì cũng tích lũy được kinh nghiệm liên quan để chuẩn bị cho lần sau. Cho nên, những chuyên gia này có thể đem đến những thiết bị nào thì đều mang đến hết, giúp Hoác Khải tiết kiệm một khoản tiền lớn. Nếu không, chỉ riêng mua những thiết bị này thì anh đã rỗng túi rồi. Mua thiết bị không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần hai ngày là đã hoàn tất. Mà trong hai ngày này, những chuyên gia giỏi nhất toàn thế giới đã tập hợp lại liên tục tổ chức hội nghị trong hai ngày hai đêm, thảo luận cách thức tiến hành phẫu thuật. Bất kỳ người nào trong số họ đều là những người đứng đầu trong những lĩnh vực liên quan. Bây giờ tập hợp lại, tất nhiên sẽ trở thành lực lượng gây chấn động nền y học thế giới. Nếu họ không thể hoàn thành chuyện này thì Hoắc Khải tìm ai cũng chỉ vô ích. Mặt khác, cổ ngôn tài cũng tìm được một công ty xây dựng nhỏ, tài sản chỉ khoảng mấy trăm triệu, nhìn có vẻ tầm thường nhanh chóng mua lại nhà xưởng bỏ hoang kia. Chương 581: Uy hiếp. Nhà xưởng đó đã bỏ hoang nhiều năm, vì những chuyện tà ma được truyền tai nhau cộng thêm địa thế không tốt nên không ai thèm hỏi han đến nó. Bây giờ có người sẵn sàng tiếp quản, đương nhiên sẽ nhanh chóng giao dịch, hơn nữa giá cũng không đắt. Sau khi thương vụ mua bán nhà xưởng hoàn tất thì lập tức vây kín xung quanh để bảo mật, bên trong còn để một thiết bị làm nhiễu tín hiệu. Nếu có người dùng máy bay không người lái đến thăm dò tình hình, bị nhiễu tín hiệu thì gần như không thể truyền video về. Thiết bị làm nhiễu tín hiệu này do cao thủ vô danh thiết kế, phạm vi bao phủ rất rộng. Một khi nó được bật lên thì người khác không truyền được tín hiệu mà người bên trong cũng thế. Cứ như vậy thì có thể hạn chế tối đa việc truyền bí mật ra ngoài. Nhưng trong nội bộ nhà xưởng có lắp đặt rất nhiều camera, cho dù bên trong xảy ra chuyện gì đều có thể tra được từ ổ cứng trong khu vực này hơn nữa vẫn còn một con đường để liên lạc với bên ngoài là thiết bị báo cảnh sát thuần máy móc một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức khởi động có lợi cho việc triển khai công tác cứu viện phía nhà xưởng thì điều động máy xúc không gây ra tiếng ồn nào quá lớn ít nhất cũng không gây chú ý như bên chuyện cổ ngôn tài chuẩn bị cho phẫu thuật thay đầu trong lúc chờ đợi cao thủ vô danh với một nhóm chuyên gia phối hợp đang không ngừng giảm bớt kích thích cho thần kinh khi sử dụng công nghệ bci sự đau đớn như có hàng ngàn kim châm từ trải nghiệm của Hoắc Khải trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đã giảm xuống đến mức mà một người bình thường có thể chịu đựng được. Cùng lúc đó, rất nhiều lập trình viên đang dựa theo bố trí của cao thủ vô danh tiến hành xây dựng bộ khung của thế giới ảo. Bộ khung này không phải là dìa thế giới hay là trời sao của vũ trụ mà chỉ là chương trình cơ sở. Giống như Hoắc Khải sau khi tiến vào thế giới ảo, cho dù muốn thay đổi vết sẹo trên cánh tay mình thì cũng vô cùng khó khăn đó là vì chương trình khung cơ sở chưa đủ hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện thì bạn có thể làm gì tùy thích, chỉ một suy nghĩ là có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, nếu bạn muốn thay đổi thứ mà người khác nghĩ ra thì sẽ gây ra những xung đột trong chương trình. Lập trình viên cũng đã cân nhắc đến điểm này nên đã thiết kế một hệ thống cảnh báo đặc biệt. Bạn muốn thay đổi thứ gì đó của người khác thì trước tiên hệ thống sẽ phán đoán, nếu là hai bên tự nguyện thì hệ thống sẽ tự động ẩn giấu nhưng nếu là cưỡng ép thay đổi thì sẽ bị đẩy ra khỏi thế giới này. Nếu xảy ra tình trạng này nhiều lần thì sẽ bị chặn, không thể tiếp tục tiến vào thế giới ảo. Mà khả năng chấp hành và phán đoán ở trong hệ thống còn nhanh hơn rất nhiều lần so với cơ quan chấp pháp của thế giới thực, gần như suy nghĩ này của anh vừa nảy ra thì hệ thống sẽ lập tức phát hiện. Cho nên hành vi phạm pháp trong thế giới ảo gần như không thể xảy ra, trừ phi có người kỹ thuật cao để phá vỡ giới hạn của khung, làm nhiễu hệ thống cảnh báo. Nhưng nếu như vậy thì có lẽ anh ta đã nắm được thế giới này trong lòng bàn tay rồi. Cho nên nói, điều quan trọng nhất của thế giới ảo trong tương lai chính là đề phòng sự quấy nhiễu của những hacker, tội phạm kỹ thuật cao có thể vượt qua tội danh giết người, cướp bóng của thế giới thực, trở thành tội nặng nhất. Trong đội ngũ của Cổ Ngôn Tài có đội ngũ pháp luật chuyên nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới cũng bàn bạc để lập ra quy định về văn bản pháp luật liên quan. Một khi thế giới ảo chính thức hoạt động, sẽ lập tức khởi động trình tự pháp luật liên quan, bảo đảm kẻ phạm tội sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Đương nhiên, đây đều là vấn đề ngoài lề, không cần nói nhiều nữa. Trong lúc đợi hoàn thiện công tác chuẩn bị phẫu thuật thay đầu, Hoắc Khải nhận được điện thoại của Ninh Thần. Ninh Thần có chút lo lắng, gọi điện thoại hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Sau khi Hoắc Khải cướp Hoắc Gia Minh đi thì nhà họ Hoắc lập tức báo cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát đã đến tổng bộ của Hy vọng mới thậm chí còn trực tiếp tìm ninh thần, yêu cầu cô cung cấp vị trí của Hoác Khải. Vì sự mất tích của Hoác Giai Minh, Hoác Khải là nghi phạm lớn nhất. Là nghi phạm thì nếu cần thiết cũng phải có nghĩa vụ phối hợp với công tác thẩm vấn điều tra. Đương nhiên là ninh thần trả lời không biết, hơn nữa, cô cũng thật sự không biết. Trước khi Hoác Khải làm chuyện này cũng không nói rõ với cô, chỉ nói mình cần ra nước ngoài một thời gian. Bây giờ bỗng nhiên có một đám người của cơ quan chấp pháp đến, Nói Hoác Khải bắt cóc Hoác Giai Minh, đương nhiên Ninh Thần sẽ cảm thấy kinh ngạc và hoang mang. Sau khi tiến đám người đó đi, cô lập tức gọi điện cho Hoác Khải hỏi có phải là thật không. Đúng thế, Hoác Khải trả lời nói. Hả, tại sao anh muốn làm như vậy? Anh có thù với Hoác Giai Minh sao? Ninh Thần không hiểu hỏi. Tuy rằng trước đây, chính xác là nhà họ Hoác đã từng đối phó với hy vọng mới, gây ra rắc rối lớn cho họ. Nhưng kiểu ân oán này là việc công mà việc Hoắc Khải làm đã trở thành ân oán cá nhân rồi. Việc công, anh có thể đường hoàng dùng mọi thủ đoạn mà giải quyết, ví dụ cạnh tranh thương mại, tố cáo pháp luật. Nhưng anh bắt cóc người nhà họ Hoắc thì thật là quá đáng. Hoắc Giai Minh là bạn của anh, em cũng biết, sao anh có thể bắt cóc cậu ta chứ? Hoắc Khải than thở, nói một lượt chuyện của Hoắc Giai Minh. Sau khi nghe Hoắc Khải giải thích, Ninh Thần mới thở phào, nói, không phải bắt cóc thì tốt, nhưng tại sao nhà họ Hoắc lại ngăn cản anh? có lẽ là vì không tin anh, Hoác Khải trả lời nói. Chú Hoác Trạch Minh đã thay đổi và trở nên khác trước quá nhiều, khiến anh không biết nên nhận định thế nào. Từ góc độ tâm lý học, điều Hoác Trạch Minh suy nghĩ phần nhiều là không hy vọng bị người khác nắm giữ vận mệnh của người nhà họ. Cho nên rõ ràng biết sai rồi nhưng vẫn kiên trì, đây là người của dòng họ lớn, đụng phải đá, bị vấp ngã 100 lần, nhưng vì thể diện, vì danh dự và vinh quang của dòng họ cũng tuyệt đối không cúi đầu. Vậy bây giờ, Tình hình của Hoắc Gia Minh như thế nào? Chữa trị tốt không anh?" Ninh Thần lại hỏi. "Vẫn chưa được, tình hình của cậu ấy khá nguy hiểm. Bọn anh đang thử cách khác nhưng tỷ lệ thành công cũng rất thấp." Hoắc Khải nói. "Không phải là anh bi quan, mà là có gì nói nấy mà thôi. Phẫu thuật thay đầu chưa từng xảy ra trên toàn thế giới. Đây là trường hợp đầu tiên, có thể thành công hay không thì không ai có thể chắc chắn." Theo phán đoán của bác sĩ thì tỷ lệ thành công không quá 10%. Con số đó đã coi như rất lạc quan rồi, vì người bình thường chỉ là ghép tay cũng đã có tỷ lệ thất bại rất cao, huồng hồ còn là bộ phận vừa phức tạp vừa thần bí như phần đầu. Em, Ninh Thần nói ra một chữ này thì không nói tiếp nữa. Cô muốn hỏi, mình có thể giúp được gì, nhưng nghĩ một lát, chuyện mà chồng cô không giải quyết được thì cô có thể làm gì. Mà suy nghĩ như vậy khiến Ninh Thần cảm thấy có chút chán nản. Hoắc Khải hiểu tâm trạng của cô, nói em không cần nghĩ nhiều. Đây là việc riêng của anh, mà thật ra anh chỉ đứng bên cạnh quan sát chứ cũng không làm được gì. Em ở nhà giữ sức khỏe, không cần lo lắng quá. À, thời gian này anh sẽ sắp xếp thêm người bảo vệ em. Nếu phát hiện có người muốn gây bất lợi cho em thì không cần gây xung đột với họ. Việc đầu tiên cần làm là bảo vệ mình, sẽ có người đến cứu em. Vâng, Em biết rồi, Ninh Thần trả lời nhưng vẫn lo lắng nói, anh cũng phải chú ý an toàn nhé. Nhà họ hoác quá hung dữ, hai ngày nay đến công ty mấy lần. Hoác Trạch Minh cũng đến nói, nếu em không giao anh và Hoác Gia Minh ra thì nhà Hoác Khải Hoác sẽ sống mái với hy vọng mới. Theo em thấy, ông ta không định gây bất lợi cho em, nhưng chắc chắn hận không thể làm hại anh. Hoác Khải bật cười, nói, muốn làm hại anh à, nhà họ Hoác không đủ bản lĩnh đó đâu. Hốt Trạch Minh dọa dẫm bắt nạt em thôi, đừng để ý đến ông ta. Nếu ông ta thật sự dám làm loạn thì anh sẽ cho ông ta một bài học. Ninh Thần lại, vâng, nếu lời nói của Hốt Khải bị người khác nghe thấy có thể sẽ cho rằng anh đang chém gió. Đó là nhà họ Hốt đấy, cho dù từng bị hy vọng mới cho ăn quả đắng nhưng dù sao người ta cũng là dòng họ siêu lớn có giá trị tài sản mấy trăm tỷ. Hy vọng mới của anh bây giờ mới có giá trị bao nhiêu? Tính về tài sản thì không thể so sánh. Lại còn dám nói dậy cho nhà họ hóc một bài học. Đây không phải là chọc cười hay sao? Không ai biết, đội quân âm phủ mà Vương Vũ Hành cầm đầu đã càn quét ở thị trường thứ cấp rất nhiều tiền. Tuy rằng, Hoác Khải có dặn Vương Vũ Hành cố gắng khiêm tốn một chút nhưng không giới hạn quy mô tiền của cậu ta. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ mấy trăm triệu ban đầu đến giờ Vương Vũ Hành đã thu được hơn 30 tỷ tiền mặt. Nhiều tiền như thế đủ để đánh cho nhà họ hóc dối bời. Dù sao từ trước tới nay, thị trường thứ cấp là một nơi không hoàn toàn nhìn vào lượng tiền, chỉ cần anh có đủ trình độ, 10 triệu cũng có thể đánh ngã mấy tỷ. Đương nhiên, nếu nhà họ Hoắc cắn răng thì cũng không phải không bỏ ra được mấy chục tỷ. Cho dù là hơn trăm tỷ, nhà họ Hoắc cũng sẽ có. Chương 582, Cuồng nhiệt. Trừ Vương Vũ hành ra thì Hoắc Khải còn rất nhiều thủ đoạn để tạo ra phiền phức cho nhà họ Hoắc chỉ nguyên việc bị xóa sổ khỏi hệ thống VR cũng đủ để khiến bọn họ bận bịu rồi. Không làm vậy vì Hoắc Khải còn muốn giữ lại con át chủ bài có tác dụng đáng sợ. Ngày nào anh còn chưa dùng đến con bài này thì nhà họ Hoắc sẽ không dám làm càn, trừ phi bọn họ có được kỹ thuật mà đội ngũ thiên cơ đang nắm trong tay. Tóm lại, Hoắc Khải đã không còn coi nhà họ Hoắc là đối thủ nữa. Anh không thôn tính nhà họ Hoắc là vì không muốn lãng phí quá nhiều sức lực vào một mục tiêu đơn lẻ mục tiêu của anh là diệt thế lực ngầm đến tận gốc, chứ không phải vì một lần vui vẻ mà làm bản thân tổn thất. Chỉ cần đủ để khiến nhà họ hó hoắc sợ hãi thì hoắc Khải sẽ không cần lo lắng chuyện khác nữa. Cái gì là của anh thì nhất định sẽ thuộc về anh, có chạy cũng không thoát. Ngoài chuyện của nhà họ hó hoác ra thì Ninh Thần còn lo lắng nói, dạo này tư tư đột nhiên bị mấy công ty ở đâu đâu tuyển dụng ấy, giá thì càng ngày càng cao. Không chỉ mỗi cô ấy đâu, còn cả mấy nhân viên cấp cao cũng đều được chào mời như vậy em nghi ngờ là có người nhằm vào hy vọng mới đến cả ninh thần còn cảm giác được chuyện bất thường thì tức là việc mua chuộc đã khá là mãnh liệt rồi có lẽ là vì sự nghe lời của hoác khải mà bọn họ không còn áp lực nữa dù sao thì ông chủ lớn của công ty cũng đã đồng ý rồi thì đâu cần phải kiêng rè gì nữa nhưng bọn họ không hề biết đây lại chính là mục đích của hoác khải đám người này càng làm rõ ràng hơn Càng vô lý hơn thì mới khiến Ninh Thần và những người khác sinh lòng kháng cự. Sự kháng cự của bọn họ và sự nghe lời của Hoắc Khải vừa hay cho đối phương sự hy vọng. Chói chặt bọn họ, từ đó đạt được mục đích kéo dài thời gian. Cho nên Hoắc Khải rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng lại không định giải thích, mà chỉ nói, "Chắc em nghĩ nhiều rồi, công ty của chúng ta có năng lực tốt như thế, bị người ta chơi xấu cũng là điều bình thường mà. Nhưng em nên quan tâm đến tâm lý của cấp dưới một chút." Để phòng bọn họ thật sự bị lôi kéo nhé. Em đương nhiên sẽ chú ý rồi, Ninh Thần thở dài đáp, có lúc em cảm thấy, làm lớn quá cũng không phải chuyện gì tốt. Vì phải cần cân nhắc rất nhiều chuyện, lúc trước thật ra vẫn tốt hơn, chỉ có chút xíu việc làm xong là nghỉ ngơi. Mà bây giờ thì không thể nghỉ ngơi nổi dù chỉ một giây phút nào. Muốn nghỉ thì cứ nghỉ thôi, không cần phải làm cho bản thân quá mệt đâu. Dù em có rời khỏi công ty mấy hôm thì vẫn còn giản tư tư và những người khác quản lý công ty thật tốt giúp em mà. Không cần phải lo lắng đâu, Hoắc Khải khuyên bảo. Để nói sau đi anh, Ninh Thần lại nói, dù sao anh cũng phải chăm sóc bản thân, chú ý an toàn đó. Nhà mình có thể không có thứ gì, nhưng chắc chắn phải có anh. Lời nói quan tâm khiến Hoắc Khải cảm thấy ấm lòng, đây chính là lý do mà anh lưu luyến cuộc sống này. Lúc trước anh luôn cho rằng tình thân sẽ không bao giờ quan trọng bằng sự nghiệp và lợi ích. Nhưng giờ nhìn lại là do ngày xưa anh quá ấu trĩ. Có lẽ tình thân không thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng nếu không có tình thân thì dù bạn có trở thành người giàu nhất thế giới, cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Tạo phúc cho nhân loại à. Hoác Khải không phải là nhà khoa học, cũng không phải bác sĩ, càng không phải nghệ thuật gia. Đã là người kinh doanh thì đừng làm cho lý tưởng của mình trở nên vĩ đại, viển vông không thực tế. Hơn nữa, Hoắc Khải không cho rằng tình thân và sự nghiệp có xung đột gì với nhau, ngược lại nó còn hỗ trợ lẫn nhau. Người khác không muốn, nhưng anh thì cần. "Nhớ chăm sóc bản thân mình và Đường Đường nhé em, anh yêu hai mẹ con." Hoắc Khải nói. "Em sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt." Ninh Thần ngừng lại rồi nói tiếp, "Và cả cô cố nữa." Sau khi cúp máy, Hoắc Khải cười khổ một tiếng, lúc anh xuất phát cũng không có nghĩ đến Cố Phi Dương. Vì trong đời anh cố phi dương chiếm quá ít phần trăm tồn tại anh thậm chí còn không nghĩ đến việc liệu cố phi dương có bị nguy hiểm vì chuyện này hay không nói khó nghe thì là không công bằng với cố phi dương cô ta đã cho anh mọi thứ còn anh thì sao chuyện này ít nhiều cũng khiến hoác khải thấy hổ thẹn với cố phi dương chờ sau khi giải quyết xong chuyện của hoác giai minh anh sẽ đối xử với cố phi dương tốt hơn ít nhất thì sẽ không giống lúc trước là không hỏi thăm gì mà chỉ đến ăn cơm một hai lần những việc nhỏ trong cuộc sống này không hề ảnh hưởng nhiều đến thời gian của Hoắc Khải, anh đã nhanh chóng vùi đầu vào công việc khác. Mặc dù anh không ở trong nước, nhưng anh không hề bỏ qua chuyện của công ty. Trong danh sách các công ty cần liên minh vẫn còn hơn 20 công ty chưa chốt hạ được. Chỉ khi hơn trăm công ty này hoàn toàn gia nhập vào hệ thống VA thì Hoắc Khải mới có thể hoàn thành được một phần quan trọng trong thế cục. Những việc còn lại chính là khiến hệ thống này phát triển thật lớn mạnh, trở thành một thế lực to lớn không thể dao động nhưng có thanh thế hiện giờ thì lúc đi đàm phán cũng dễ hơn rất nhiều. Cho dù Hoác Khải không tự mình đến, chỉ phái một tổng giám đốc của công ty chi nhánh hoặc giám đốc của trụ sở thôi là cũng đủ. Gần như tất cả công ty đều mong chờ người của hy vọng mới đến đàm phán. Vì bọn họ đều biết lợi ích khổng lồ khi gia nhập hệ thống này. Cho dù kỹ thuật VR còn chưa hoàn toàn phát triển lớn mạnh như trong tưởng tượng, nhưng có thể có mối quan hệ tốt với hơn 100 công ty thì còn chuyện gì khó nữa. Cuống hồ, sau hai tin tức cấm vận mà Hoắc Khải gửi ra, thế giới đã hoàn toàn trở nên kính trọng hệ thống này, không còn dám đắc tội với họ nữa. Mà các công ty trong hệ thống cũng vì thế mà càng đoàn kết hơn, cảm giác tập thể mạnh đến kinh hồn. Ngoài việc chỉ huy người của công ty đến đàm phán để mở rộng hệ thống ra thì Hoắc Khải còn bày thêm một thế cục sâu hơn trong việc đối phó với thế lực ngầm. Trong đó, việc lợi dụng sức ảnh hưởng của quốc tế đường thị, tổ chức trụ sở hy vọng mới tại nước ngoài cũng là phần quan trọng nhất vẫn là câu nói cũ, Hoắc Khải có thói quen chuẩn bị phương án dự phòng. Hệ thống kỹ thuật VR trong nước đã dần dần hoàn thiện. Trước mắt, tỷ lệ thành công cực cao. Chỉ cần thành công thì vấn đề đối phó với thế lực ngầm sẽ không còn lớn nữa. Nhưng Hoắc Khải đều nghĩ đến rủi ro. Một khi thất bại thì ít nhất vẫn còn trụ sở nước ngoài nữa, có thể khiến anh có hy vọng làm lại từ đầu. Hơn nữa, sự thành lập trụ sở nước ngoài này cũng giúp hoác khải có thể tấn công từ cả hai phía vào lúc chiến đấu nhưng sức ảnh hưởng của quốc tế đường thị chỉ là một phần thôi hy vọng mới vẫn tự lực là nhiều cũng may hy vọng mới đã không còn là công ty nhỏ lúc trước nữa rất nhiều tiền vốn được đổ vào cổ ngôn tài cũng cho vài nhân viên của đội ngũ thiên cơ đến quản lý nữa nên trụ sở nước ngoài này phát triển rất nhanh rất có hiệu quả rất nhiều bên quốc tế hy vọng có thể gia nhập hoác khải không hề từ chối muốn cho chúng tôi tiền thì chúng tôi nhận thôi nhưng có một vấn đề đó là các dự án của trụ sở nước ngoài không liên quan gì đến trong nước cả nói đơn giản thì là bất kể công ty hy vọng mới trong nước kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng sẽ không phải chia cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng tiền của trụ sở nước ngoài kiếm được lại vẫn sẽ chia cho công ty trong nước chịu thì chịu không chịu thì thôi đây là vấn đề không cho phép thương lượng Ngoài ra, tất cả nhà đầu tư sẽ chỉ được chia quyền hoa hồng chứ không có quyền quyết định. Cho dù mọi người có mua đến 99,999% cổ phần của công ty tôi thì vẫn còn một chút xíu phần trăm trong tay Hoắc Khải và công ty vẫn do anh quyết định. Mà cổ phiếu của trụ sở nước ngoài cũng được tính theo tiêu chuẩn trong nước. Thời kỳ đầu chỉ phát hành 20% cổ phiếu, tổng cộng là 100 triệu phiếu, một cổ trị giá 2.000 Mỹ Kim. Dựa theo tỷ giá hiện tại thì còn đắt hơn so với trong nước nhưng điều bất ngờ là cổ phần của trụ sở nước ngoài bán được nhanh hơn trong nước nhiều. Ngay ngày trụ sở nước ngoài thành lập là đã bán ra được hơn triệu cổ phiếu rồi. Một cổ 2 ngàn, một triệu cổ chính là 2 tỷ Mỹ Kim, cũng là hơn chục tỷ tệ. Tốc độ mua cuồng nhiệt này khiến mọi người phải há hốc mồm. Vì cổ phần của hy vọng mới trong nước không thu hút được sự thích thú của nhà đầu tư nước ngoài, vậy tại sao trụ sở nước ngoài vừa mới lập mà đã bán được nhiều như vậy? riêng Hoắc Khải lại không hề bất ngờ. Tiềm lực của công ty trong nước có lớn cỡ nào thì cũng sẽ phải chịu hạn chế bởi luật pháp của nhà nước. Mà giá trị của hy vọng mới hiện giờ cao như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bọn họ nắm trong tay ngành VR tiên tiến nhất, đỉnh cao nhất. Mà kỹ thuật này không chỉ có thể áp dụng trong nước, mà là cho toàn nhân loại. Người trong nước so với toàn thế giới thì chỉ chiếm khoảng mấy phần trăm mà thôi, còn chưa phải một trong những thị trường lớn nhất thế giới nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn chỉ là thị trường lớn nhất, cho dù ai cũng dùng kỹ thuật của bạn, nhưng thế mới được có mười mấy phần trăm thị phần mà thôi. Mà trụ sở nước ngoài lại chiếm đến bảy mươi mấy phần trăm. Tính từ cách so sánh này thì trụ sở nước ngoài chắc chắn sẽ chiếm được nhiều tiền hơn so với công ty trong nước. Vì vậy mà một triệu cổ phiếu với giá 2.000 Mỹ Kim cũng nhanh chóng được bán hết. chương 583, phẫu thuật thay đầu. Hàng chục tỷ tiền đầu tư vào khiến trụ sở nước ngoài vừa mới thành lập nhưng không thiếu chút tiền nào cả. Sự điên cuồng của nhà đầu tư nước ngoài thật sự khiến người ta kinh ngạc. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể đoán trước được. Dù sao thì nhà đầu tư thật sự sẽ luôn tồn tại ở nước ngoài. Bọn họ phát triển suốt bao nhiêu năm, đã mở ra đến toàn cầu rồi. Không giống như thị trường đầu tư trong nước chỉ vừa mới phát triển được mấy chục năm. So sánh với nhà đầu tư lớn mạnh thật sự thì không khác nào học sinh tiểu học, vẫn còn không gian rất rộng để phát triển. Có số tiền này, trụ sở nước ngoài đã vượt qua hẳn tiêu chuẩn cơ bản của thời kỳ đầu mà tiến hành phát triển chính thức. Bọn họ đã bắt đầu thảo luận về các phương diện hợp tác. Cùng lúc đó, phẫu thuật thay đầu của Hoắc Gia Minh cũng đã chính thức bắt đầu. Đây đáng lẽ là một cuộc phẫu thuật khiến cả thế giới phải đón chờ, thế mà lại tiến hành trong yên lặng. Ngoài một số chuyên gia y học và đơn vị trị liệu phía sau bọn họ ra thì chẳng một ai biết. Mà cho dù là đơn vị trị liệu cũng không dám tuyên bố công khai chuyện này. Vì ý nghĩa của việc này thật sự rất đáng sợ, nếu thành công thì có thể dự đoán rằng hàng tá nhà giàu sẽ đổ xô vào đầu tư. Mà mỗi một người tham gia vào dự án này đều sẽ có vinh quang cực lớn. Vinh quang là gì? Với nhà đầu tư, vinh quang chính là tiền bạc. Nhưng nghĩ lại, nếu thất bại thì bọn họ có thông báo nhiều đi nữa cũng là vô dụng, ngược lại còn dính phải ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Vì thế nên thành công hay không sẽ là một nhân tố quan trọng trong thái độ của bọn họ. Không chỉ có những đơn vị trị liệu đó mong chờ mà các chuyên gia y học cũng hết sức kỳ vọng. Bất luận là có được tham gia phẫu thuật chính hay không thì bọn họ đều mong có thể chứng kiến. Một nhóm chuyên gia tập trung tại bên ngoài phòng phẫu thuật, bên trong phòng là đủ loại máy móc. Trong một không gian cực lớn có diện tích hơn 600 mét vuông, có gần 100 người cùng bận biểu. Chọn phòng lớn như vậy là vì có quá nhiều nhân viên và thiết bị, thậm chí còn có chút chật. Hoác Khải cũng đứng ở một bên cửa sổ, nhìn vào mấy bóng dáng bận rộn bên trong, sắc mặt mang vẻ nghiêm túc. Cổ ngôn tài đứng bên cạnh nói, ông chủ, anh nghĩ khả năng có cao không? Cổ ngôn tài là người phụ trách đội ngũ thiên cơ, kiến thức của anh ta có thể giỏi hơn 99% số người trên thế giới, nhưng loại phẫu thuật này lại là ca đầu tiên trên thế giới. Đến cả anh ta cũng cảm thấy tò mò và hy vọng nữa là Ai mà không mong bản thân có thể sống lâu chứ? Đám nhà giàu sụ kia muốn sống lâu hơn, cổ ngôn tài cũng vậy. Tôi không cần cảm thấy khả năng cao hay không, tôi chỉ yêu cầu bọn họ phải thành công bằng được, Hoắc Khải nói. Cổ ngôn tài sửng sốt, mấy giây sau, anh ta khẽ gật đầu, im lặng vì lúc hoác khải nói ra câu đó là đã chứng minh sẽ không xảy ra một khả năng thứ hai nào không có tỷ lệ chỉ có nhất định khẳng định nhìn nhóm chuyên gia trong phòng bệnh hoác khải và cổ ngôn tài mới yên lặng chờ đợi tất cả các thiết bị đã được mở đang trong quá trình chuẩn bị trước vận hành và điều khiển còn hoác giai minh thì đã được đưa vào phòng phẫu thuật giờ tình hình cậu ta rất không ổn trước ngực đã hoàn toàn thối giữa có thể sống đến giờ cũng đã là một kỳ tích rồi nếu cậu ta chết trước khi phẫu thuật thì cũng không ai thấy lạ. Cũng may là công tác chuẩn bị đã kéo dài từ trước, nên không lâu sau, phòng phẫu thuật đã bật đèn đỏ, chính thức bắt đầu phẫu thuật. Là phẫu thuật thay đầu nên bước đầu tiên dĩ nhiên là cắt bỏ đầu của Hoác Giai Minh xuống. Bước này cực kỳ quan trọng, cũng rất khó khăn, bởi vì bình thường, sau khi đầu của con người rời khỏi cổ thì sẽ mất đi máu và không khí, dẫn đến não bộ thiếu máu và tử vong nhanh chóng. Thời gian này vô cùng ngắn ngủi, cho nên sau khi cắt đầu thì phải lập tức đưa vào thiết bị chuyên dụng để duy trì cung ứng máu và không khí cho hot giai minh. Nội tạng được mô phỏng như thật được dùng vào lúc này đã duy trì cho hệ thống sinh mạng được vận hành ổn định. Dưới sự quan sát của hot Khải, các chuyên gia đã dùng dao phẫu thuật sắc nhọn để cắt lớp da dưới cổ của hot Giai Minh ra, sau đó đến các gân, rồi các dây thần kinh, huyết quản, vân vân. Mỗi một huyết quản được cắt ra là bọn họ sẽ liên kết ngay lập tức. Công việc này cực kỳ hao tổn tinh lực, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mà trong quá trình liên kết cũng sẽ xảy ra các loại vấn đề, đều cần bọn họ giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Hơn 100 chuyên gia y học này không phải ai cũng đứng làm cạnh bàn phẫu thuật, có người còn phải chuẩn bị để thay kíp bất kỳ lúc nào. Vì loại phẫu thuật này quan trọng đến từng giây từng phút. Có người cho rằng cắt đầu là bước quan trọng nhất, nhưng thực tế là bước nào cũng quan trọng, không có khác biệt nào hết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đầu của Hot Sai Minh cũng từ từ được cắt xuống. Tốc độ tim đập và mạch của cậu ta cũng không ngừng thay đổi, nội tạng mô phỏng không thể hoàn toàn thay thế cơ thể người được. Chỉ riêng bước này thôi đã tốn gần 20 tiếng mới hoàn thành được. Tốc độ này là đã nhanh lắm rồi, ít nhất thì còn nhanh hơn dự định khoảng 5 tiếng gì đó. Đây là nhờ có việc chuẩn bị chu toàn, hơn nữa, Hot Sai Minh cũng khá may mắn mặc dù tình trạng cơ thể không tốt nhưng đầu của cậu ta lại không bị tổn thương quá nhiều. Quan trọng nhất vẫn là cậu ta đủ trẻ, ý chí sống lại rất kiên định. Nhìn đầu của Hoác Giai Minh hoàn toàn được tách ra khỏi cơ thể, dù là Hoác Khải thường thấy những sự việc lớn cũng không kìm được mà thở dài. 20 tiếng liên tục không ngủ, anh chỉ ở nguyên đó theo dõi quá trình. Mắt thấy bước đầu đã thành công, các chuyên gia đẩy cơ thể của Hoác Giai Minh ra ngoài nhìn thấy thi thể đã không còn sinh khí kia ánh mắt hoác khải vẫn toát lên sự bi thương mặc dù về mặt y học thì hoác giai minh vẫn chưa chết nhưng hoác khải cho là cậu ta đã gần chết rồi cho dù có sống lại thì cậu ta cũng không còn là hoác giai minh ngày xưa nữa thậm chí trong lòng hoác khải vẫn luôn nghĩ đến một câu hỏi khi hoác giai minh tỉnh lại liệu cậu ta có tiếp nhận cơ thể mới không phải biết rằng cho dù hoác khải có ý chí mạnh mẽ như vậy nhưng lúc sống lại anh cũng phải mất mấy ngày mới chấp nhận được. Đây còn là vì anh mang theo tâm lý báo thù, còn Hoác Giai Minh thì lại không có suy nghĩ như thế. Có lẽ là nhìn thấy sự khác thường của Hoác Khải, cổ ngôn tài bèn khuyên, ông chủ, anh chưa nghỉ ngơi chút nào đâu, đi nghỉ một chút đi. Tôi ở đây trông chừng, nếu có gì tôi sẽ báo cho anh ngay. Khỏi đi, Hoác Khải lắc đầu đáp, bảo người lấy cho tôi cái ghế, tôi nghỉ ở đây là được. Cổ ngôn tài nhìn anh, không nói thêm nữa mà bảo người cầm ghế nằm ra còn tỉ mỉ chuẩn bị một tấm chăn hoác khải ngồi dựa vào ghế nhìn vào trong phòng phẫu thuật không biết qua bao lâu anh mới nhắm mắt ngủ cổ ngôn tài đứng trông chừng bên cạnh đặt chăn đắp lên người hoác khải sau đó dùng ánh mắt bảo mọi người đừng phát ra tiếng động mạnh thật ra với tinh lực của hoác khải thì thức liền mấy chục tiếng cũng không có gì khó bất kể là trước hay sau khi sống lại anh cũng đã quen với việc sống như vậy nhưng lần này thì khác, anh đang chứng kiến thí nghiệm BCI đầu tiên trong lịch sử. Quá trình này tiêu hao rất nhiều năng lượng, giờ lại còn phải đứng xem liền 20 tiếng, anh đã mệt mỏi từ lâu. Nếu là người khác thì chắc đã hôn mê rồi. Chống cự được đến giờ là đã rất giỏi. Nhưng dù vậy thì Hoác Khải cũng không ngủ nhiều. Khoảng 4 tiếng sau, anh đã thức dậy. Hoác Khải nhìn sang, thấy cổ ngôn tài ngồi dưới đất, dựa vào tường nghỉ ngơi rõ ràng là người phụ trách của đội ngũ thiên cơ này không dám cách anh quá xa cho dù là bản thân anh ta rất mệt mỏi nhưng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây hoác khải không gọi anh ta dậy mà nhìn đồng hồ và đoán được đại khái mình đã ngủ bao lâu anh đứng dậy lấy chân đắp cho cổ ngôn tài cổ ngôn tài lập tức mở mắt đang định đứng dậy thì lại bị hoác khải ấn xuống anh khẽ lắc đầu và nói anh cũng nghỉ đi ngủ thêm chút nữa Cổ Ngôn Tài im lặng một chút rồi gật đầu, vậy có chuyện gì thì anh gọi tôi dậy ngay nhé. Chương 584, Phương pháp đặc biệt, được Hoắc Khải đáp. Mối quan hệ giữa hai người không hoàn toàn là mối quan hệ công việc, trong nhiều trường hợp, họ còn giống như những người bạn. Hoắc Khải sẽ không bao giờ ra lệnh cho người khác chỉ vì anh là sếp, anh luôn tin rằng dù là nhân viên thì họ cũng chỉ có mối quan hệ hợp tác với anh mà thôi. Anh trả tiền, còn đối phương thì bán mạng cho anh. Ở góc độ này mà nói, mặc dù cả hai bên đều bình đẳng, nhưng đối phương cũng phải chịu trách nhiệm khi đã nhận tiền của người khác. Họ không thể không làm theo những gì mà người trả tiền yêu cầu. Cổ ngôn tài biết tính tình của Hoắc Khải, giả vờ giả vịt với anh cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại chưa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy, anh ta nghĩ cũng nên nhân cơ hội này để nghỉ ngơi nhiều hơn. Chỉ khi xuất hiện đúng lúc mà Hoắc Khải thực sự cần, thì mới có thể giúp đỡ anh được sau khi tỉnh dậy, Hoắc Khải đã phục hồi rất nhiều năng lượng. Anh lại đứng trước cửa sổ, nhìn vào bên trong. Ca phẫu thuật ở phần đầu đã thành công, những gì các bác sĩ đang làm bây giờ là ổn định tình trạng sự sống của Hoắc Giai Minh, đồng thời ghép cho cậu ta một cơ thể mới. Quá trình này phức tạp hơn nhiều so với bước đầu tiên. Vì khi loại bỏ hộp sọ thì không cần phải quá lo lắng, chỉ cần đảm bảo rằng vùng được loại bỏ không bị tổn thương. Nhưng để ghép lại một cơ thể mới, thì phải xem xét trạng thái kết nối của các mạch máu, sự kết hợp và loại bỏ của các dây thần kinh, sự kết nối có hoàn hảo hay không, có cần thay đổi gì không. Do đó, trong vòng 5 giờ, chỉ có hai mạch máu được kết nối. Nghe thì có vẻ rất chậm, nhưng thực tế chỉ cần hai mạch máu này cũng đã khiến cho họ gặp rất nhiều rắc rối. Muốn ghép cơ thành công thì trước hết phải đảm bảo cơ thể còn đủ sức sống. Giống như bộ não phải được duy trì bởi các phủ tạng mô phỏng, Cơ thể cũng cần sử dụng một bộ não mô phỏng để hoàn thành hệ thống sự sống. Hơn nữa sự kết nối lại của các mạch máu cũng có nghĩa là não và cơ thể phải cùng tạo ra một vòng tuần hoàn mới. Vì vậy, phải làm thế nào để đảm bảo vòng đời thực không bị xáo trộn trong hai chu kỳ mô phỏng là rất khó. Do tốc độ dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn mô phỏng, bao gồm cả tốc độ dòng chảy được cố định, các mạch máu mới được thêm vào, tương đương với việc mạch máu được bổ sung vào cơ thể con người từ bên ngoài điều này rất dễ gây ra sự mất cân bằng trong hệ thống sự sống. Chỉ mới cấy vào hai mạch máu mà dấu hiệu sinh tồn của Hoác Giai Minh đã gần như bị mất đi nhiều lần liên tiếp. Cả trăm chuyên gia y học lúc này đang không ngừng điều chỉnh hệ thống sự sống, họ phải chờ đợi tình trạng phần đầu và cơ thể đủ ổn định rồi mới tiến hành được bước tiếp theo. Nếu không, cho dù vấn đề xảy ra với đầu hay với cơ thể, thì điều đó cũng có nghĩa là phẫu thuật đã thất bại. Nếu phẫu thuật thất bại, Hoắc Gia Minh sẽ không còn thời gian để chờ đợi đến lần sau. Hệ thống mô phỏng sự sống của các cơ quan xem chừng cũng không thể chống đỡ quá lâu, dù sao đồ giả cũng chỉ là đồ giả. Quá trình kết nối mạch máu thứ ba kéo dài 4 giờ. Trong 4 giờ, mặc dù quá trình kết nối mạch máu chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 phút, nhưng phải mất hơn 3 giờ để duy trì sự ổn định của hệ thống sự sống. Ngay cả Hoắc Khải cũng có thể thấy được vấn đề này khó khăn như thế nào một số chuyên gia y học thậm chí đã ngất đi vì phải chịu quá nhiều áp lực. Rất may ở đây còn có nhiều lực lượng chuyên gia dự bị được bổ sung kịp thời, nên các chuyên gia y học bị ngã quỵ đã có thể được đưa ra ngoài cứu chữa kịp thời. Vấn đề là tất cả các chuyên gia y học đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng, nhưng chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nhìn thấy các chuyên gia đang tiến hành phẫu thuật và các chuyên gia đến để thay phiên, tâm trạng của Hắc Khải dần dần bình tĩnh lại. Lúc này anh có lo lắng cũng vô ích với tư cách là ông chủ, hành động nóng này sẽ chỉ làm tăng thêm áp lực tâm lý cho những người này. Áp lực quá lớn sẽ khiến cho rất nhiều chuyện có thể làm được lại biến thành sôi hỏng bỏng không. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngay cả bản thân Hoác Khải cũng đã phải nghỉ ngơi hai lần, thời gian phẫu thuật cũng đã kéo dài đến 72 giờ. Trong suốt 3 ngày 3 đêm, các chuyên gia y học thay phiên nhau hai lần, mà phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Đánh giá tình hình hiện tại, thì khoảng 2 phần 3 quá trình đã được thực hiện xong. Tuy nhiên, lúc này, điều nguy hiểm nhất đã đến. Đó là sắp chạm đến giới hạn của hệ thống sự sống, nếu công việc còn lại không thể hoàn thành trong vòng 5 giờ thì kết quả cuối cùng sẽ rất khó đoán định được. Có thể khẳng định một điều, rằng lúc hệ thống sự sống không còn dùng được nữa thì cái đầu của Hoác Giai Minh trước sau gì cũng không chịu nổi. Nhưng trong suốt 2 ngày 2 đêm, họ đã mất gần 48 giờ chỉ để làm xong 2 phần 3 công việc nên một phần ba công việc còn lại dù có suôn sẻ đến đâu thì cũng phải mất thêm hơn 20 giờ nữa. 5 giờ đồng hồ, làm sao mà đủ chứ? Khi một chuyên gia y học bước ra để báo cáo tình hình cho Hóc Khải, nét mặt của anh đã trở nên rất lo lắng. Bởi vì trong 3 ngày 3 đêm này, số tiền chi cho ca phẫu thuật gần như đã đạt đến một con số lớn đến mức không thể diễn tả nổi. Có khi số tiền mà nhiều người phải vất vả phả kiếm cả một đời cũng không đủ để chi tiêu cho những ngày này. Ý anh là không thể thành công sao?" Cổ Ngôn Tài hỏi. "Cũng không hẳn là như vậy," vị chuyên gia ngập ngừng, "5 giờ đồng hồ là thời gian ước tính của chúng tôi. Nếu may mắn thì hệ thống sự sống sẽ có thể tồn tại lâu hơn." "Nếu không may mắn thì sao?" Cổ Ngôn Tài hỏi lại. "Không may mắn," vị chuyên gia do dự nói, "nếu thật sự không gặp may thì chỉ 3-4 giờ nữa là hệ thống đã chạm đến giới hạn rồi." "Vậy thì hãy nghĩ cách để kéo dài thời gian đi," Cổ Ngôn Tài nói. Vị chuyên gia cười khổ nói, tôi cũng hy vọng có thể kéo dài thời gian, nhưng chuyện này rất khó. Bởi vì trong hệ thống sự sống, chủ yếu là do. Hoắc Khải giơ tay ngăn lời nói của chuyên gia, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông này rồi nghiêm nghị nói, tôi không hiểu anh nói gì vì tôi không phải là bác sĩ. Nhưng tôi mong anh có thể cho tôi ý kiến về cách làm thế nào cho ca phẫu thuật này thành công. Bất cứ điều kiện gì tôi cũng sẽ thực hiện. Vị chuyên gia y học không trả lời ngay, anh ta đi ra đây chỉ để báo cáo lại sự việc còn đối với yêu cầu của hoác khải thì anh ta phải quay lại thảo luận rồi mới có thể trả lời thỏa đáng hoác khải xua tay để anh ta đi cổ ngôn tài khiến mũi bất mãn nói nhóm người này trước đây thề thốt rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì thế mà bây giờ lại nói không đủ thời gian y học là như vậy khi trình độ y học chưa đủ thì sẽ luôn tồn tại nhiều việc ngoài ý muốn khác nhau họ cũng chỉ là con người không phải thần thánh nên có những điều không mong muốn xảy ra cũng là bình thường, Hoắc Khải nói. Anh thật sự có thể nghĩ thoáng như thế sao, Cổ Ngôn Tài nói. Hoắc Khải lắc đầu nói, không phải do tôi nghĩ thoáng, mà là do sự thật thì không ai có thể thay đổi được. Cho dù chúng ta có tức giận, thậm chí giết bọn họ đi thì cũng không có ích lợi gì cả. Đương nhiên Cổ Ngôn Tài cũng hiểu được sự thật này, anh ta chỉ cảm thấy kế hoạch đã làm được đến bước này Nhìn thấy thành công đã ở ngay trong tầm mắt nhưng chỉ vì thời gian không đủ mà kế hoạch sắp phải thất bại, điều này đúng là khó chịu. Sau khoảng 2 giờ, một số chuyên gia y học đến cùng lúc để báo cáo tiến triển mới nhất cho Hắc Khải biết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kéo dài thời gian giới hạn của hệ thống sự sống, đồng thời tăng số lượng nhân lực, tối ưu hóa quy trình vận hành. Một lần tăng và một lần giảm có thể rút ngắn khoảng 6 đến 8 giờ đồng hồ. Nhưng không chỉ có vậy, nếu muốn thực hiện ca phẫu thuật thành công, phương pháp đặc biệt phải được sử dụng khi hệ thống sự sống đạt đến giới hạn, một chuyên gia y học cho biết. Phương pháp đặc biệt gì? Hoắc Khải hỏi. Một chuyên gia y học khác bước đến và nói, tôi không biết các anh đã nghe nói đến bệnh viện Wilson hay chưa. Đó là một bệnh viện xuất thân từ quân y và họ chuyên nghiên cứu các loại thuốc đặc trị cho binh lính. Có một loại thuốc có khả năng khiến cho những người lính đang cận kề cái chết buộc phải sống lại, thời gian có thể kéo dài đến khoảng 10 giờ. Loại thuốc này được biết đến như một loại thuốc ma thuật giúp cứu sống những người lính, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Theo những gì tôi biết thì việc thử nghiệm loại thuốc này sắp kết thúc. Mặc dù tôi không biết liệu họ có giải quyết được các tác dụng phụ do thuốc gây ra sau khi sử dụng thuốc hay không nhưng chắc chắn rằng ít nhất nó cũng có thể khiến mọi người sống được thêm 10 giờ. Cho nên, nếu có thể mang đến loại thuốc này thì có lẽ ca phẫu thuật có thể được kéo dài thành công. Mà chúng ta cũng không có cách nào khác. Cổ ngôn tài cao mày. Các cơ sở y tế có bối cảnh quân y luôn có mối liên hệ chặt chẽ với quốc gia. Và loại biệt dược đặc chế cho binh lính trên chiến trường này hoàn toàn không thể bán cho cá nhân hay quốc gia khác. Chỉ có một cách để có được, đó chính là đi cướp lấy nó. Chương 585, tiểu đội tinh anh. Tuy nhiên, những người ở đó bước ra từ trong chiến tranh nên làm sao có thể dễ dàng cướp lấy thứ ở trong tay họ được có thể tưởng tượng được rằng bên trong bệnh viện hẳn phải có một số lượng lớn vệ binh có vũ trang. Vào đó để cướp thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Vì vậy, mặc dù các chuyên gia y học đã đưa ra đề xuất này, nhưng họ cũng không nghĩ rằng chuyện như thế sẽ có khả năng thành công. Muốn cướp đi được một thứ gì đó từ bệnh viện Wilson thì mức độ khó khăn cũng tương đương với việc đi cướp kim cương từ trong mỏ kim cương vậy, chưa vào đến nơi thì đã thấy xác mình bị bắn thủng lỗ chỗ rồi. Ngoài ra, Mặc dù họ không rõ ràng lắm về mối quan hệ giữa Hoắc Khải và Hoắc Gia Minh, nhưng xét trên góc độ lý trí, sẽ không có ai sẵn sàng làm một việc mạo hiểm như vậy chỉ vì một người đàn ông khác. Hơn nữa, ngay cả khi có được loại thuốc đặc biệt đó, việc Hoắc Gia Minh có thể trì hoãn thời gian cho đến khi ca phẫu thuật thành công hay không thì vẫn còn phải xem xét thêm. Suy cho cùng, mọi thứ chỉ là lý thuyết, chưa phải là thực tế. Hoắc Khải chỉ do dự 3 giây, sau đó gật đầu nói, "Được rồi." Tôi sẽ cho người đi lấy thuốc, các người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhớ cho kỹ, đây chính là các người đã hứa với tôi, sau khi lấy được thuốc mà vẫn không thể thành công thì chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy đâu. Hoắc Khải có thể cho phép những bác sĩ này thất bại, nhưng anh không cho phép họ thất bại sau khi họ đã hứa. Lời hứa là thứ mà Hoắc Khải coi trọng nhất. Các chuyên gia y học không ngờ rằng Hoắc Khải sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, sau một lúc sững sờ, lập tức gật đầu nói, anh yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần có đủ thời gian, dựa vào tình huống hiện tại, xác suất thành công có thể được tăng lên 40%. Xác suất 40% tức là khả năng thất bại vẫn cao hơn. Nhưng đối với những người này, cũng như đối với ca phẫu thuật này, đó đã là một con số vô cùng cao. Nếu không có nhiều chuyên gia y học hàng đầu thế giới tập hợp lại với nhau, cộng với nhiều thiết bị và dụng cụ hàng đầu các loại, thì có lẽ ca phẫu thuật này sẽ không bao giờ thành công cho dù chỉ là 4% cũng không có. Đây cũng là lý do tại sao trước đây không ai dám làm phẫu thuật thay đầu, chính là vì họ không có các nhân vật hàng đầu đến từ các lĩnh vực y học khác nhau để giúp đỡ. Mọi người thường rất ngại làm những việc mạo hiểm như thế này, thành công thì không sao, nhưng nếu không thành công thì sẽ trở thành vết nhơ cho sự nghiệp. Khi thấy rõ ràng xác suất thất bại lớn hơn nhiều so với thành công, họ đương nhiên không sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Chỉ có cổ ngôn tài vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, trước tiên sử dụng sóng não VA để kết nối dự án truyền thông chiêu mộ người tài, rồi mới có cơ hội thực hiện kế hoạch này. Sau đó, Hoắc Khải đi đến một khu vực kín rồi lấy điện thoại di động ra để gọi điện. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh liền nói, "Bệnh viện Wilson có một loại thuốc đặc biệt có thể kéo dài sự sống trong 10 giờ. Tôi cần loại thuốc này, hãy giúp tôi lấy nó. Không thể chờ quá lâu, trong vòng 4 giờ nó phải được chuyển đến tận tay cho tôi." Đầu dây bên kia im lặng trong dây lát, Hoác Khải cũng không thúc giục đối phương trả lời, bởi vì anh biết khoảng lặng này không phải là để đối phương suy nghĩ đến việc từ chối, cũng không phải đối phương do dự, mà là do đối phương đang suy nghĩ đến khả năng thành công cao bao nhiêu. Sau khoảng nửa phút, một giọng nói truyền đến trong điện thoại, không thành vấn đề, 4 giờ là đủ rồi. Được, tôi sẽ chờ mọi người, Hoác Khải nói. Cuộc gọi này đương nhiên là gọi cho một trong những hậu thuẫn của Hoắc Khải, đó là tiểu đội tinh anh thần bí. Có tổng cộng 12 thành viên trong tiểu đội tinh anh, 5 người trong số họ được cử đến để bảo vệ ninh thần và những người khác ở trong nước. Vẫn còn 7 người ở nước ngoài, và bây giờ, theo yêu cầu của Hoắc Khải, tất cả 7 người này được phái đến bệnh viện Wilson để lấy thuốc. Mặc dù thuộc quyền quản lý của Hoắc Khải, nhưng hàng ngày ngoài việc huấn luyện, họ cũng sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, không phải để kiếm tiền, vì Hoắc Khải có phân bổ một phần quỹ riêng của mình cho họ, nên những người này không thiếu tiền. Mục đích duy nhất trong nhiệm vụ của bọn họ chính là duy trì sự nhạy bén trước mọi nguy hiểm. Bởi nếu chỉ được đào tạo đơn giản, thì con người sẽ không bao giờ có thể thích nghi với những môi trường phức tạp và nguy hiểm đến tính mạng. Không thể thích nghi được trong các môi trường với những người quanh năm lang thang trên bờ vực của cái chết thì cũng tương đương với việc tự đi tìm chết vậy. Những nhiệm vụ khó khăn cho phép họ duy trì trạng thái tốt nhất. Với mọi nhiệm vụ, họ đều hoàn thành rất tốt và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt. Theo thời gian, nhiều người trên thế giới đều biết rằng có tồn tại một đội ngũ những người như vậy, cho dù nhiệm vụ được giao cho họ có khó khăn đến đâu, thì họ cũng có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Mỗi một người trong số họ đều là những người ưu tú tuyệt đối. 12 người tạo thành một đội, và đội này gần như là bất khả chiến bại. Không ai biết họ đến từ đâu, vì lý do gì mà họ hợp tác với nhau, ai là ông chủ đằng sau họ và cơ cấu tổ chức của họ là gì. Bất cứ ai muốn khám phá những bí ẩn này đều sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại lần nữa. Sự tồn tại của tiểu đội tinh anh đã trở thành một điều cấm kỵ. Chỉ có thể tìm họ để giao cho họ nhiệm vụ cần hoàn thành, còn những việc khác, tốt nhất không nên có ý kiến. Hoắc Khải có thể tập hợp được một nhóm người tinh anh như vậy, chỉ có thể nói là do vận may của anh quá tốt chính là ngẫu nhiên mà bọn họ nguyện ý tuân theo mệnh lệnh của anh. Có tiểu đội tinh anh nhúng tay vào thì ngay cả bệnh viện Wilson cũng sẽ không thể ngăn chặn được. Hoắc Khải không lo lắng về thuốc, anh chỉ lo lắng về việc liệu những chuyên gia y học này có thể thực hiện lời hứa của họ sau khi thuốc được mang tới hay không. Đó là bởi vì xét theo giọng điệu và biểu hiện của các chuyên gia y học trước đó, có thể thấy những người này vẫn chưa chắc chắn lắm, bao gồm cả tình trạng hiện tại. Họ cũng chỉ là đang bị buộc phải tìm ra một lối thoát trong tất cả các khả năng mà thôi. Kết quả cuối cùng của chuyện này, rốt cuộc là sự sống hay cái chết, vẫn không ai có thể nói trước được. Cổ Ngôn Tài vừa mở cửa đi vào, nhìn thấy Hoắc Khải đã để điện thoại xuống, liền hỏi, nếu sau khi thuốc được mang tới mà chuyện vẫn không thành công thì anh định làm gì với những người này? Sự tin tưởng của Cổ Ngôn Tài đối với Hoắc Khải là không có gì phải bàn cãi. Chỉ cần Hoắc Khải nói có thể lấy được thuốc thì anh ta nhất định tin rằng ông chủ có thể làm được còn đối với việc liệu điều đó được thực hiện như thế nào liệu có quan trọng lắm hay không hoác khải nắm trong tay rất nhiều quân bài cổ ngôn tài biết điều đó nhưng ngay cả anh ta cũng không biết những quân bài của hoác khải là ai và đang ở đâu hoác khải hiểu rất rõ về hai chữ cân bằng mặc dù đó là những quân bài nằm trong tay của chính anh thì anh cũng sẽ không để những quân bài này được quen biết nhau bởi vì khi những quân bài đoàn kết lại sẽ có thể tạo ra một thế lực mà ngay cả anh cũng sẽ rất khó để đối phó lại cổ môn tài hiện đang lo lắng về số phận của những chuyên gia y học đó nếu thật sự hoác khải có kế hoạch giết ai đó để trút giận trong trường hợp thất bại thì cổ môn tài cũng phải chuẩn bị trước ít nhất anh ta không thể để hoác khải rơi vào tình thế nguy hiểm vì sự cố này nghĩ gì vậy định giết bọn họ à hoác khải hỏi sau khi nhìn cổ môn tài Cổ ngôn tài hơi ngập ngừng. Anh ta đang suy nghĩ về ý định hỏi câu hỏi này của Hoác Khải. Một lúc sau, anh ta mới trả lời, theo quan điểm của tôi, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Bệnh viện Wilson không hề dễ dàng để đối phó, cho dù anh có thể lấy được thuốc từ đó, nhưng với lai lịch của bọn họ, nếu bọn họ muốn trả thù anh thì sẽ rất là phiền phức. Ý tứ của cổ ngôn tài rất đơn giản và rõ ràng, rằng cho dù ca phẫu thuật có thành công hay không thì những người này cũng không thể sống tiếp. Chỉ khi họ chết thì phía bệnh viện Wilson mới không bao giờ biết ai đã lấy trộm thuốc. Chỉ có cách này thì Hoác Khải mới có thể thực sự an toàn. Nhưng Hoác Khải lại không nghĩ vậy, anh rất biết ơn những chuyên gia y học này vì họ đã làm hết sức mình. Nhiều người đã bị hôn mê vài lần, nhưng điều đầu tiên họ làm mỗi khi tỉnh dậy là quan tâm đến tiến độ của ca phẫu thuật, và khi có vấn đề gì thì họ lại sẵn sàng lao vào giúp đỡ ngay lập tức. Đối với những người như vậy, nếu như anh phải giết họ vì sự an toàn của bản thân thì tức là anh đã phá bỏ những nguyên tắc làm người của mình hoác khải là một người sống có nguyên tắc có thù báo thù có ân báo ân nếu như người khác không xúc phạm đến anh hơn nữa còn cố gắng hết sức để giúp đỡ anh thì anh cũng không thể làm nên những chuyện vong ân phụ nghĩa vì thế anh chỉ xua tay nói không cần nói thêm về chuyện này nếu thật sự thất bại thì cứ để bọn họ đi tôi vừa rồi chỉ hù dọa bọn họ một chút mà thôi để họ có thể thư giãn vào giây phút cuối cùng. Nhưng, cổ ngôn tài nói với vẻ mặt lo lắng. Nhưng anh ta chưa kịp nói xong thì đã bị hoác khải cắt ngang, tôi đã nói, dù thành công hay thất bại, đều sẽ không có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Anh hãy nhớ, chúng ta không phải là những kẻ máu lạnh tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Chúng ta muốn làm chuyện này không phải là để hủy diệt thế giới, mà là để tạo ra một thế giới mới. Có thể chúng ta không vĩ đại như thần thánh, nhưng chúng ta không bao giờ có thể biến thành một kẻ xấu xa vong ơn phụ nghĩa, đã hiểu chưa? Cổ ngôn tài im lặng một lúc rồi gật đầu, tôi hiểu, nhưng tôi lo lắng cho sự an toàn của anh. chương 586, cướp thuốc. Hoác Khải cười nói, thật ra anh cũng không cần phải lo lắng quá. Nếu như thất bại, bên phía bệnh viện Wilson đương nhiên sẽ tìm đến chúng ta gây rắc rối. Nhưng nếu thành công thì sao? Anh nghĩ bọn họ sẽ phản ứng như thế nào? Cổ môn tài chỉ mất một giây để hiểu những gì Hoác Khải nói. Nếu ca phẫu thuật này thành công, thì Hoác Khải sẽ trở thành người nổi tiếng nhất thế giới. Anh sẽ trở thành người duy nhất chủ trì thành công ca phẫu thuật thay đầu. Tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu trên thế giới sẽ tìm đến anh với tất cả tài sản của mình và mong muốn được tái sinh. Còn về bệnh viện Wilson thì sao? Những người nắm quyền đằng sau họ chắc chắn cũng sẽ hy vọng được sống lâu hơn một loại thuốc đặc biệt chỉ có thể kéo dài sự sống thêm khoảng 10 giờ chẳng lẽ lại có thể sánh ngang với sự tái sinh hay sao? Sau khi Cổ Ngôn Tài hiểu ra, anh ta lập tức nói, "Vậy bây giờ tôi sẽ lưu lại toàn bộ thông tin, đồng thời yêu cầu nghiêm ngặt không ai được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động này." Dù chỉ là lời nói hay hành động nhỏ cũng không được. Hoắc Khải cười, phất tay ra hiệu rằng anh ta có thể tiến hành công việc được rồi. Cổ Ngôn Tài không nhiều lời, lập tức xoay người đi ra ngoài. Thông tin về cuộc phẫu thuật này sẽ là kho báu khiến cho cả thế giới muốn tranh giành, chỉ cần có thứ này trong tay, đừng nói đến việc cướp thuốc đặc trị của bệnh viện Wilson, cho dù anh có cho nổ tung bệnh viện thì cũng không ai dám đến đây gây rắc rối. Thế giới này chính là như vậy, nếu bản thân chỉ là một người bình thường, thì cho dù bạn có dẫm chết một con kiến cũng sẽ có người nhảy ra tố cáo bạn. Nhưng nếu bạn có thể mang lại đủ lợi ích, người khác sẽ chỉ nhìn bạn với sự ngưỡng mộ và tôn trọng trong khi cổ ngôn tài đang bận xử lý dữ liệu thì bảy thành viên của tiểu đội tinh anh cũng đã tiếp cận bệnh viện wilson các thành viên của tiểu đội này không phải là người trong cùng một quốc gia nam nữ già trẻ đều có đủ cả một số thì giỏi chiến đấu cũng có một số giỏi tấn công trên không gian mạng nếu như muốn cướp được thuốc thì bước đầu tiên đương nhiên là phải làm tê liệt hệ thống bảo vệ của bệnh viện wilson như vậy thì họ sẽ dễ dàng đi vào hơn và không phải lo lắng về việc để lại bất kỳ manh mối nào. Một cô gái mang ba lô, trông dáng dấp khoảng 17, 18 tuổi, đang ngồi trên băng ghế gần bệnh viện Wilson. Có một chiếc laptop kê trên đầu gối của cô ta và những ngón tay cô ta đang gõ tanh tách trên đó. Các thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới đều bị máy tính khống chế dưới các thủ đoạn của người điều khiển. Trong máy tính của cô gái này, một cuộc tấn công vào không gian mạng đang được tiến hành. Cô ta phải sử dụng một lượng lớn tập tin rác để lấp đầy toàn bộ thiết bị bảo vệ, khiến thiết bị bị tê liệt, đồng thời không thể chuyển sang chế độ hỗ trợ thủ công. Rất khó để làm được điều này, nó đòi hỏi cả kỹ năng tuyệt vời lẫn kiến thức đầy đủ về hệ thống bảo vệ của bệnh viện Wilson. Trước khi đến, cô ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của những thiết bị này qua một số nguồn đặc biệt. Chỉ cần biết nguồn gốc thì có thể tìm ra nhà sản xuất, và thông qua nhà sản xuất còn có thể có được bản vẽ thiết kế của hệ thống. Với bản vẽ thiết kế trong tay thì hệ thống này đã không còn bí mật nào nữa. Chừng 5 phút sau, cô gái mỉm cười nhét một cây kẹo mút vào miệng, sau đó nhấn nút tai nghe rồi nói, xong rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, bức tường phía đông của bệnh viện Wilson đã bốc cháy và nổ tung, tiếp theo là bức tường phía tây, sau đó bức tường phía nam và bức tường phía bắc cũng cùng chung số phận. Có tiếng nổ truyền đến từ mọi hướng và khói dày đặc bốc lên. Có gần 8 người vệ binh được vũ trang đầy đủ trong bệnh viện Wilson, họ đều được đào tạo bài bản và rất chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ cả 4 nơi trong bệnh viện đều gặp tổn hại bất ngờ, nên đội vệ binh chỉ có thể chia ra thành 5 đội nhỏ. 4 đội được cử đi xem xét nơi bị tổn hại, còn một đội ở lại bảo vệ vòng trong. Trong khi đội vệ binh phân tán ra, các thành viên của tiểu đội tinh anh cũng đã lẻn vào bên trong thành công. Vụ nổ ở các bức tường ngoài đã được bố trí từ trước nên không cần người của tiểu đội canh giữ. Sau khi 6 người tiến vào vòng trong thành công, theo chỉ dẫn của cô gái bên ngoài, họ có thể dễ dàng tìm thấy phòng thí nghiệm nơi cất giữ thuốc. Những lính canh gặp phải trên đường đi đều bị bọn họ đánh gục ngay lập tức. Có thể đánh ngất thì cứ đánh ngất, còn nếu không thể đánh ngất thì chỉ có thể giết. Suy cho cùng, nơi đây mặc dù không phải chiến trường, nhưng cũng khốc liệt chẳng kém gì chiến trường. Những vệ binh sẽ không bao giờ lịch sự với những vị khách không mời muốn đột nhập vào bệnh viện Wilson. Chỉ cần họ thấy không phải người của mình, họ sẽ trực tiếp bắn bỏ. Súng đạn không có mắt, hơn nữa bọn họ đều nhắm vào những bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Chuyện mà thế, vì đối phương đã muốn giết người thì làm sao chúng ta có thể nhân từ được. Chỉ trong vòng 2 phút, tiểu đội tinh anh đã xuyên thủng hàng phòng ngự và đột nhập vào phòng thí nghiệm. Có nhiều kỹ sư, chuyên gia y học và một số vệ binh trong phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm bảo vệ. Nhưng một số ít người này hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu đội tinh anh. Nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị an ninh, các vệ binh sẽ không thể giao tiếp với nhau, nên họ không biết rằng bên trong đã bị đột nhập. Sau khi vào phòng thí nghiệm, một thành viên của tiểu đội tinh anh tóm lấy một trong những chuyên gia y học, chĩa súng vào đầu anh ta và hỏi, "Đâu là loại thuốc đặc biệt có thể kéo dài sự sống ít nhất 10 giờ?" Chúng tôi chỉ cần thuốc, không muốn làm người khác bị thương, vì vậy hãy hợp tác một chút. Chuyên gia y học này vẫn tỏ ra rất cứng rắn, bị chĩa súng vào đầu cũng không nói. Người của tiểu đội tinh anh bóp cò không chút do dự, sau đó hỏi đến người thứ hai. Vẫn không nói, họ lại tiếp tục bóp cò. Trước sự lạnh lùng đẫm máu đó, rốt cuộc cũng có người chịu không nổi, trước khi bị kê súng lên đầu thì đã run rẩy chỉ ra nơi cất giữ thuốc. Có thể sau này anh ta sẽ có kết cục tồi tệ, có thể còn phải ngồi tù cả đời, nhưng thà như vậy còn hơn phải chết ngay bây giờ. Các thành viên của tiểu đội tinh anh chạy tới, dùng vũ khí đặc biệt đập vỡ tấm kính cường lực và lấy thuốc ra. Thuốc được bảo quản trong hộp có nhiệt độ thấp, sau khi mở ra có thể thấy tên và chức năng của thuốc được ghi rõ ràng trên lọ thủy tinh. Sau khi xác nhận rằng đó không phải là thuốc giả, tiểu đội nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm với loại thuốc đó. Lúc này các vệ binh đã đi đến bốn bức tường ở bốn phía điều tra tình hình, mới phát hiện ra rằng không có ai ở đó. Những người này hiểu ra ngay Minh đã bị trúng kế điệu Hồ ly sơn. Nhóm người rút lui ngay lập tức, quay lại đối đầu với tiểu đội tinh anh. Một trận chiến khốc liệt nổ ra, hai bên rằng co, bởi vì bên kia đông người, muốn đột phá từ phía trước gần như là điều không thể. Tuy nhiên, tiểu đội tinh anh để có thể được rất nhiều người trên thế giới công nhận, thì đương nhiên họ phải có chiêu thức khác họ vừa chiến đấu vừa rút lui dần dần bị ép vào khu nhà vệ sinh sau khi sử dụng một vài quả lựu đạn để buộc vệ binh phải rút lui họ đã đặt một quả mìn nhỏ trong khu nhà sau một tiếng nổ lớn quả mìn đã nổ tung bọn vệ binh không dám nhanh chóng xông tới vài quả lựu đạn vừa rồi đã khiến họ phải trả một cái giá rất đau đớn chậm rãi và thận trọng vệ binh bắn điên cuồng vào cửa khu nhà vệ sinh rồi đá văng nó đi sau đó bom chấp bom khói và lựu đạn đều được ném vào. Tiếng nổ lớn phát ra trong khu nhà vệ sinh, tất cả mọi thứ đều tan thành từng mảnh trong làn khói. Cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, nhóm vệ binh mới xông vào với vũ khí của họ. Tuy nhiên, bên trong khu nhà vệ sinh đã phát nổ sập sệ, mọi thứ đều có đủ, chỉ trừ xác của những kẻ đột nhập. Họ nhìn nhau, rồi lục tục chạy ra theo lệnh của người chỉ huy. Cuối cùng, dưới đống đổ nát của khu nhà vệ sinh, một đường ống ngầm đã được tìm thấy. Đường ống này ban đầu bị bỏ phế, sau đó được sử dụng để thoát nước thải, đường ống này được kết nối với mạng lưới nước thải ngầm của thành phố. Trong tình huống bình thường thì hoàn toàn không thể đi qua đây, bởi vì bên trong đường ống được bịt kín bằng lưới thép dày đặc, ít nhất thì cơ thể người cũng không thể đi qua khe hở nhỏ đó. Nhưng lúc này, lối vào phía trên đã bị nổ tung, hàng rào thép gai cũng dường như đã bị thứ gì đó làm tan chảy, lộ ra một cái hố lớn không đáy. Đủ loại mùi hôi bốc ra từ đường ống, bên dưới có tiếng nước chảy ào ào. Chết tiệt, đường thoát nước thải ở đây dẫn ra đâu? Mau đi tìm, người chỉ huy gầm lên. Phản ứng của anh ta rất nhanh, nhưng khi những người này tìm thấy đoạn cuối của đường ống nước thải, họ phát hiện ra rằng do đường ống dẫn trực tiếp đến hệ thống nước thải của thành phố, mở rộng ra mọi hướng, nên họ không thể biết những kẻ đột nhập đã thoát đi đâu. Bọn họ chỉ có thể trông chờ vào vận may, cố tìm kiếm từ mọi hướng. Lúc này, tiểu đội tinh anh đã ra khỏi đường ống nước thải. Mùi hôi thối bốc lên toàn thân cũng không gây ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ, ngược lại bọn họ còn có tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau khi leo lên bờ, cô gái xâm nhập vào hệ thống bảo vệ của bệnh viện Wilson lúc này tay đang vừa ôm laptop vừa bịt mũi, vẻ mặt bất mãn nói, sao lần nào cũng chạy ra từ chỗ bẩn thỉu thế này chứ, hôi quá đi. Chương 587, Nacha một thành viên người châu Âu của tiểu đội tinh anh mỉm cười ôm chiếc hộp đựng thuốc, cố ý dựa sát vào trước mặt cô gái rồi nói, cô Alicia xinh đẹp ơi, sao lần nào leo lên từ địa ngục tôi cũng thấy cô đẹp như một thiên thần. Xin cho phép tôi được hôn lên mờ u bàn tay của cô để bày tỏ tình yêu. Cô gái đá vào bụng anh ta một cách vô tình, lùi lại mấy bước cảnh giác nói, đồ háo sắc, cút đi. Nét mặt của người kia buồn bực, tay ôm ngực nói, thật đáng buồn, thiên thần đã từ chối tôi. Được rồi, nếu anh muốn diễn thì hãy đến trường dạy kịch nghệ mà diễn. Ông chủ vẫn đang đợi chúng ta, đừng lãng phí thời gian, một người đàn ông lực lưỡng mặc quân phục rằn di, trang bị đầy đủ vũ khí, nghiêm nghị đứng cách đó 2 mét lên tiếng nói. Kích thước khổng lồ giống như một ngọn núi hùng vĩ của anh ta đã tạo cho mọi người một cảm giác bị áp bức vô cùng lớn. Mặc dù toàn thân bị lớp quần áo che kín, nhưng những cơ bắp dưới lớp quần áo lớn đến mức như muốn nổ tung, phồng lên cao khiến người nhìn phải kinh hãi. Đó là một người đàn ông lực lưỡng với nắm đấm vừa mạnh vừa lớn, cũng chính là đội trưởng của tiểu đội tinh anh, một người rất đáng tin cậy. Anh có biết ông chủ định làm gì không? Anh ấy bị thương à? Tại sao lại cần loại thuốc này? Một thành viên của tiểu đội tinh anh hỏi. Lúc này, cô gái mới cười nói, cái này thì tôi biết. Ông chủ đang muốn phẫu thuật cho người khác. Phẫu thuật gì? Thành viên thích diễn ban nãy tò mò hỏi. Cô gái liếc nhìn anh ta rồi đáp, "Chính là phẫu thuật đem đầu của anh ghép vào thân của con chó ấy. Nếu anh cần, tôi có thể đề nghị ông chủ sử dụng anh để làm thí nghiệm." "Quên đi, tôi hiện tại rất khỏe mạnh, không cần." Người đàn ông cười nói. Những người vừa trèo ra khỏi cống đã xuống con sông gần đó tắm rửa, sau đó rời khỏi thành phố trên một chiếc xe được giấu trong rừng. Tin tức về vụ cướp bệnh viện Wilson được lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người cảm thấy tò mò và ngạc nhiên. Có người dám cướp đồ của bệnh viện Wilson, những người đó không cần mạng nữa hay sao? Nhóm cướp của này được cho là tuy nhỏ nhưng cách thức hành động rất tinh vi, gây thương vong nặng nề và tổn thất lớn cho bệnh viện Wilson, mà quan trọng nhất là đã khiến cho người ở đó bị mất mặt đến cùng cực. Chuyện phương Tây, hơn 80 vệ binh bị đánh đến tan tác như vậy, chỉ có thể nói là do vệ binh ở nơi đó vẫn còn quá nhiều sơ hở. Nghe nói người chỉ huy đội vệ binh đã bị bắn chết tại chỗ. Điều đó có thật hay không thì không có cách nào xác minh được, nhưng điều chắc chắn duy nhất là lực lượng đứng sau bệnh viện Wilson đang rất tức giận, họ đã cử thêm nhiều người chuyên nghiệp tiến hành một cuộc khám xét rộng khắp để tìm kiếm những kẻ khả nghi. Trên thực tế, việc điều tra nghi phạm này cũng không cần quá lâu, dựa vào sự tiếp xúc giữa hai bên và lời khai của những người còn sống sót, bọn họ cũng đã đại khái đoán được xuất thân của đối phương. Đó chính là tiểu đội tinh anh thần bí. Người ta nói rằng bất kể nhiệm vụ khó khăn đến đâu, thì tiểu đội tinh anh đều có thể hoàn thành 100%, nhưng tại sao những người này lại đến cướp thuốc đặc trị của bệnh viện Wilson? Người bình thường không cần sử dụng loại thuốc này, chỉ có trên chiến trường mới cần dùng tới. Tuy rằng tiểu đội tinh anh là hung thủ, nhưng vẫn phải truy ra được chủ nhân đứng đằng sau. Nếu đã cần đến tiểu đội tinh anh tới để thi hành nhiệm vụ, thì cũng nói lên một điều rằng người đứng đằng sau không có đủ lực lượng để đối phó với bệnh viện Wilson. Do đó, so với việc đối phó với tiểu đội tinh anh xuất quỷ nhập thần thì bên phía bệnh viện Wilson càng muốn đối phó với người đứng đằng sau hơn. Những người này lần theo đầu mối của tiểu đội tinh anh, hướng đến việc điều tra các thế lực quân đội khác trên chiến trường, đây hoàn toàn là một bước đi sai lầm. Bởi vì mục đích vụ cướp thuốc lần này chỉ là vì một tổ chức tư nhân mà thôi. Đợi đến khi những người đó hiểu ra điều này thì có lẽ đã quá muộn. Hai giờ sau, một thành viên của tiểu đội tinh anh đã đến quán cà phê gần phòng phẫu thuật. Hoắc Khải không xuất hiện, chỉ có người được cổ ngôn tài phái đi lấy thuốc đặc trị về. Thành viên của tiểu đội tinh anh đã để lại một mật mã, mật mã này được chuyển cho cổ ngôn tài, sau đó được chuyển cho Hoắc Khải để bẻ khóa và dịch lại. Nội dung của mật mã rất đơn giản, các thành viên của tiểu đội tinh anh đang ở gần đây, ông chủ còn cần bọn họ trợ giúp điều gì, bọn họ luôn sẵn sàng đợi lệnh. Cổ Ngôn Tài biết rằng Hoắc Khải đang nắm trong tay một đội ngũ làm việc cho mình, nhưng anh ta không biết bọn họ là ai và đang ở đâu. Nhưng đánh giá từ biểu hiện của Hoắc Khải, anh ta biết rằng nhiệm vụ này đã được đội ngũ đó thực hiện. Có lẽ những người đó cũng đang đợi ở gần đây. Sau khi đọc xong nội dung mật mã, Hoắc Khải cũng không thèm đếm xỉa gì đến, chỉ nói với Cổ Ngôn Tài, đã giao thuốc vào phòng phẫu thuật chưa? Thuốc đã được giao cho họ rồi, Cổ Ngôn Tài gật đầu. Từ khi Hoắc Khải bắt đầu giao nhiệm vụ cho đến bây giờ, chỉ mới chưa đầy 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lúc này, hệ thống sự sống của Hoắc Giai Minh cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu thuốc đến muộn chỉ chừng nửa tiếng, thì cậu ta có thể đã chết. Các chuyên gia y học ở đó đã cố gắng mở rộng giới hạn của hệ thống sự sống ra càng nhiều càng tốt, nhưng họ đã đánh giá thấp tốc độ suy yếu của hệ thống sự sống ở các thời điểm quan trọng. Tốc độ suy nhược của hệ thống diễn ra quá nhanh. Còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã phải bất lực rồi. May mắn thay, tiểu đội tinh anh đã không khiến cho anh thất vọng, họ đã giao thuốc đến rất kịp lúc. Dựa vào thuốc đặc trị, tình trạng của Hot Jai Minh đã dần ổn định, thậm chí còn tốt hơn khi sử dụng hệ thống sự sống. Chỉ có thể nói rằng bệnh viện Wilson đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tác dụng của loại thuốc này đúng là một điều kỳ diệu. Ngay cả cổ môn tài cũng kinh ngạc khi nhìn thấy công dụng của nó anh ta nói, đó thực sự là một loại thuốc kỳ diệu có thể phát huy tối đa tiềm năng của cơ thể con người. Có lẽ lúc ấy anh không nên chỉ để cho người đem thuốc mang về, nếu như đem cả những chuyên gia bên đó về thì tốt rồi, chúng ta nhiều khi còn có thể có được công thức chế tạo. Hoắc Khải cười nhạt, nói, làm người không thể quá tham lam. Cổ Ngôn tại gật đầu, không nói thêm nữa. Anh ta không biết rằng khi tiểu đội tinh anh xâm nhập vào bệnh viện Wilson để cướp thuốc, họ đã lấy được toàn bộ dữ liệu nghiên cứu từ các chuyên gia. Thông tin này được lưu trữ trong máy tính chuyên dụng của cô gái, và không ai trên thế giới này có thể lấy được ngoại trừ chính cô ta. Cô gái này trông còn trẻ, nhưng thực ra kỹ thuật của cô ta không thua kém gì cao thủ vô danh. Khi Hoác Khải và cô ta gặp nhau vào 6 năm trước, cô gái chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng đã nằm trong hàng ngũ đứng đầu liên minh hacker. Chỉ có Hoác Khải mới biết hacker có biệt danh Neza lại còn nhỏ tuổi đến như thế. Neza, mất 3 năm nằm trong bụng mẹ mới được sinh ra. Cô ta chính là một vị thần trong hình hài của một đứa trẻ, có sức chiến đấu phi thường. Cô gái đã chọn cái tên Neza cũng vì ý nghĩa này. Khi đó kỹ thuật của Hắc Khải vẫn còn rất tốt, cuộc chiến giữa anh với cô gái trong không gian mạng đã khiến cho không gian này bị đảo lộn, thậm chí còn gây ra một số rắc rối nghiêm trọng. Khi những rắc rối này được loại bỏ bằng những nỗ lực chung của bọn họ, thì bọn họ cũng bắt đầu trở thành bạn của nhau sau đó cô gái gia nhập tiểu đội tinh anh do hóc khải thành lập và trở thành một thành viên quan trọng cô ta là người có sức chiến đấu thấp nhất trong tất cả nhưng không một ai dám đánh giá thấp cô ta bởi vì ở bên ngoài cô ta có thể chỉ là một cô nàng búp bê yếu ớt nhưng trên không gian mạng thì cô ta thực sự chính là một vị thần một vị thần toàn năng thế giới này từ lâu đã không còn nằm ở thời đại mà các chiến thắng quan trọng có thể đạt được bằng sức mạnh thể chất Sức mạnh của máy tính trong nhiều trường hợp còn mạnh hơn chính sức mạnh của con người. Hơn nữa, mỗi khi tiểu đội tinh anh muốn bắt đầu hành động thì đều sẽ để cho cô gái tiến hành điều tra trước với nhiều lực lượng khoa học và công nghệ tiên tiến, điều này khiến họ cảm thấy mình như cá gặp nước, giảm bớt được rất nhiều rắc rối và nguy hiểm. Thậm chí, có thể nói rằng mọi người trong đội đã hơn một lần được cô gái cứu mạng. Đừng thấy anh chàng châu Âu kia có vẻ thích đùa giỡn với cô gái mà lầm tưởng trên thực tế nếu như có người nào dám vô lễ với cô gái anh ta sẽ đánh bể đầu người đó ngay lập tức thiên thần trong lòng của anh ta câu này không chỉ đơn thuần là lời nói suôn cô gái đã lấy được tài liệu nghiên cứu của bệnh viện wilson tương đương với việc đánh cắp mọi bí mật và kết quả nghiên cứu của bệnh viện này đối với một tổn thất nghiêm trọng như vậy không có gì lạ khi chỉ huy đội vệ binh của bệnh viện đã bị bắn chết tại chỗ phạm phải một sai lầm lớn và gây ra tổn thất nghiêm trọng cho dù có chết 10 lần cũng không quá đáng. Tuy nhiên, Hoắc Khải đã không nói với Cổ Ngôn Tài về những điều này. Vẫn là câu nói đó, giữa các quân bài trong tay nhất định phải có khoảng cách, không được để chúng quá gần nhau. Chương 588, chiến tranh đang đến cân bằng chính là điều phải tồn tại vĩnh viễn. Với những tài liệu nghiên cứu này, Hoắc Khải có thể đứng trên vai những người khổng lồ để tiếp tục nghiên cứu trong tương lai, nói cách khác, anh đã có được vũ khí sắc bén để tiến hành phẫu thuật thay đầu. Chỉ cần ca phẫu thuật hôm nay thành công, tương lai anh sẽ có được tiềm lực vô hạn. Thời gian vẫn đang trôi qua, mặc dù đã có loại thuốc đặc biệt của bệnh viện Wilson và Minh có thể tồn tại thêm 10 giờ nữa, nhưng điều này không có nghĩa là độ khó của ca phẫu thuật sẽ giảm đi, mà ngược lại, do thuốc đã cải thiện rất nhiều số liệu chức năng thể chất của cậu ta, nên các chuyên gia y học đã phải vội vàng điều chỉnh một lúc mới ổn định được tình hình. Hơn nữa bọn họ còn phải chuẩn bị thật đầy đủ một khi thuốc xảy ra vấn đề thì tình trạng của Hoắc Sai Minh chắc chắn sẽ xấu đi một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, mỗi một giây đồng hồ đều vô cùng quan trọng. Nếu không cẩn trọng, công sức của mấy ngày mấy đêm trước đó sẽ có thể bị uổng phí. Mặc dù bọn họ không biết Hoắc Khải đã dùng phương pháp gì để có được loại biệt dược này, nhưng họ có thể chắc chắn rằng để có được nó không phải là chuyện dễ dàng. Trả giá đắt như vậy, lại còn phải tốn không biết bao nhiêu là nhân lực và vật lực mà vẫn không thành công thì họ sẽ rất có lỗi với người khác. Giai đoạn cuối cùng là thời điểm quan trọng nhất cho toàn bộ tiến trình, thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực trong vài giờ cuối này. Dù là hoác khải hay cổ ngôn tài, hay cả các chuyên gia y học khác, tất cả đều đang chăm chú nhìn vào phòng phẫu thuật vào lúc này. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng sẽ khiến họ cảm thấy rất lo lắng người duy nhất có thể được coi là bình tĩnh trong lúc này chính là cao thủ vô danh anh ta vẫn đang đắm chìm trong không gian mạng chưa thể tự giải phóng bản thân dù vậy thỉnh thoảng anh ta cũng quay đầu nhìn lại trong lúc nghỉ ngơi suy cho cùng phẫu thuật thay đầu thành công cũng có nghĩa là khi về già con người vẫn có thể lấy lại cơ thể trẻ trung và sống một cuộc sống thứ hai tuyệt vời ai mà không muốn chứ cùng lúc đó công ty hy vọng mới ở trong nước đang phải chịu những lệnh trừng phạt khắc nghiệt và tàn nhẫn nhất trong lịch sử Mối quan hệ giữa nhà họ Hoác và hy vọng mới vốn đã không mấy tốt đẹp, những tranh chấp liên quan đến các lợi ích khác nhau khiến hai bên rất bất mãn với nhau. Sự việc của Hoác Giai Minh đã trở thành một ngòi nổ, chính Hoác Trạch Minh đã ra lệnh sử dụng mọi nguồn lực của nhà họ Hoác để mở cuộc tấn công hy vọng mới. Nhà họ Hoác đã làm kinh doanh nhiều năm như vậy, tài sản hàng trăm tỷ, nhất định không phải là nơi có thể để người khác xem thường. Ngành công nghiệp nào cũng có nhà họ Hoác nhúng tay vào, hơn nữa họ còn được hỗ trợ bởi thế lực ngầm, tạo ra được rất nhiều lợi thế. Mặc dù thế lực ngầm đã bị hoác khải kềm chân, nhưng bọn chúng vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn tấn công vào hy vọng mới. Nếu bọn chúng có thể thực sự tấn công từ chính diện, thì sẽ tiết kiệm được khối tiền của và thời gian. Mà bọn chúng cũng không quan tâm đến lời lỗ, chỉ quan tâm đến công nghệ. Chỉ cần nắm được công nghệ VR trong tay, thì những lợi ích sau này còn cần phải bàn đến hay sao? Vì vậy, Thế lực ngầm cũng đã sử dụng rất nhiều sức mạnh trong việc đàn áp. Nếu chỉ là nhà họ Hoắc thì hy vọng mới cũng không khó để chống lại. Hiện tại bọn họ đã thành lập được một liên minh của riêng mình, nhà họ Hoắc không thể tấn công chính diện một lúc nhiều công ty như vậy. Tuy nhiên, khi có thế lực ngầm nhúng tay vào thì tình hình đã đổi khác. Khi chứng kiến nhiều công ty lớn đứng trong top 20 cả nước cũng tham gia vào cuộc tấn công hy vọng mới, nhiều công ty trong liên minh không khỏi cảm thấy bất an khi thành lập nên liên minh này, Hoắc Khải đã lựa chọn những công ty có lý lịch trong sạch và giá trị tiềm năng cao để đảm bảo rằng thế lực ngầm khó có thể xâm nhập vào. Nhưng cách làm này cũng có một lỗ hổng chết người. Đó chính là các công ty trong liên minh hầu hết đều không phải là những tên tuổi hàng đầu, chỉ đạt hạng tư, hàng năm trong ngành, thậm chí còn có cả các công ty nhỏ chưa được biết đến. Những công ty này không biết rõ giá trị của chính mình, thậm chí nếu có biết rõ thì họ cũng sẽ rất sợ các công ty lớn hơn mình. Không phải ai cũng giống như Hoắc Khải dám đối đầu, hơn nữa suy nghĩ cùng trạng thái làm việc của họ cũng sẽ không cùng một phong cách với anh. Khi nhìn thấy những người khác bị tấn công, những người này tự nhiên sẽ có suy nghĩ muốn rút lui. Sơ hở này đã bị thế lực ngầm lợi dụng. Bọn chúng đã cử người đi vận động các công ty nhỏ đó, nói rằng những gì mà bọn chúng muốn giải quyết chỉ là hy vọng mới, không liên quan gì đến họ. Nếu các công ty nhỏ không can thiệp, bọn chúng nhất định sẽ không tấn công sau khi hy vọng mới sụp đổ thì các công ty này vẫn sẽ có vị trí của mình trong liên minh và sẽ không có sự thay đổi nào đi theo hy vọng mới sẽ chẳng được gì đi theo bọn chúng mới có lợi lâu dài bởi vì thực lực của bọn chúng mạnh hơn hy vọng mới khó mà có thể sánh được cứ coi như hy vọng mới có thể huy động được hơn hàng chục tỷ trong một ngày thì đã làm sao hàng chục tỷ đó bọn chúng tùy tiện chọn một công ty nằm trong thế lực ngầm cũng có thể lấy ra được hy vọng mới làm gì có cơ mà so sánh Tiềm năng lớn cũng không có nghĩa là thực sự tốt, ít nhất là trước khi tài sản thực tế đạt đến một mức nhất định thì cái gọi là tiềm năng chỉ là chiêu trò dùng để bán được giá tốt mà thôi. Các công ty nhỏ bị dao động đều bị thuyết phục theo cùng một cách. Trong 3 ngày đầu tiên của cuộc tấn công, có ít nhất 10 công ty trở lên đã đơn phương tuyên bố rút khỏi hệ thống VA của Hy vọng mới. Nhà họ họ còn chưa ra tay mà bọn họ đã bị dọa đến sợ rồi. Điều này khiến người của Hy vọng mới rất tức giận. Giản Tư Tư thậm chí đã đích thân gọi điện cho từng người một mà mắng. Người ta vừa nói vài câu đã khiến cho các người sợ hãi rồi sao? Sao chẳng có một chút bản lĩnh nào vậy? Chưa giao tranh, thắng bại còn chưa phân định rõ, vậy các người sợ cái gì chứ? Những người đó bị Giản Tư Tư mắng nhưng cũng không có gì để phản bác. Mặc dù họ đã viết trên thông báo rút lui vì lý do riêng của công ty và không liên quan gì đến cuộc chiến thương mại này nhưng kể cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng biết lý do thực sự dẫn đến việc rút lui của họ cuối cùng cũng có người không hài lòng mà lên tiếng nhà họ hoắc chỉ là một trong số những lý do thế lực đối phó với hy vọng mới của các người quá lớn chúng ta làm sao có thể là đối thủ hy vọng mới của các người có tiềm lực lớn định giá cao thậm chí còn có một trụ sở ở nước ngoài cho dù có bị đánh bại thì cũng có thể bán được giá tốt và xuất cảnh vui vẻ nhưng còn chúng tôi thì sao chúng tôi đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nếu bây giờ bại trận những thành tựu trước đây của chúng tôi đều sẽ bỏ sông bỏ biển hết thất bại mà hy vọng mới có thể gánh chịu chúng tôi không chịu nổi vớ vẩn ai nói với anh rằng hy vọng mới sẽ bán đi đi hỏi thử xem chúng tôi đã gặp phải bao nhiêu sóng gió từ khi thành lập hy vọng mới mỗi lần như vậy đều có vô số người chờ xem sự sụp đổ của chúng tôi nhưng kết quả cuối cùng là gì không ai có thể đánh bại chúng tôi anh có thể chọn làm kẻ phản bội, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng có mà xúc phạm Hy vọng mới. Những lời này của Giản Tư Tư thậm chí còn được đăng trên trang web chính thức của Hy vọng mới như một thông báo. Với tư cách là tổng giám đốc, Ninh Thần đã đăng tải một video. Trong video, cô nghiêm mặt nói, Hy vọng mới đang phải đối mặt với trận chiến khó khăn nhất trong lịch sử. Trận chiến này bắt nguồn từ lợi ích của một số người, muốn cướp lấy Hy vọng mới bằng những thủ đoạn bẩn thỉu và hèn hạ. Đây là điều mà chúng tôi không thể dung thứ. Tôi là tổng giám đốc của Hy vọng mới. Tôi xin tuyên bố rằng Hy vọng mới sẽ không bao giờ rút lui và sẽ không bán cho bất kỳ ai. Các người có thể dùng mọi cách, nhưng đây là lời cảnh báo dành cho những kẻ đang âm mưu làm điều sai trái. Ác ý của các người cuối cùng cũng sẽ vô ích và các người sẽ phải trả giá đắt cho nó. Bởi vì chúng tôi là Hy vọng mới, một công ty sẽ không bao giờ bị đánh bại mọi sự cạnh tranh ác ý sẽ chỉ trở thành bước đệm cho sự phát triển và tiến bộ của chúng tôi những lời chính trực đầy ẩn ý này kết hợp với gương mặt xinh đẹp của ninh thần cộng với lời thề của hàng ngàn nhân viên của hy vọng mới tất cả đã tập hợp lại thành một ý chí sắt thép cảm động lòng người ý chí này như có thể thực sự nghiền nát tất cả những kẻ thù nó cũng đã tạo thành một thành trì mà không ai có thể phá hủy vẫn có một số đồng minh run sợ nhưng sau khi đoạn video này được đăng tải thì hầu hết mọi người đều đã suy nghĩ lại. Ngay cả một người phụ nữ còn dám nói những điều như vậy, mà bọn họ đều là những ông chủ lớn, chẳng lẽ bọn họ lại có thể run sợ hay sao? Bên cạnh đó, hy vọng mới quả thật đã tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, mỗi lần gặp nguy hiểm tưởng chừng như có thể sụp đổ nhưng kết quả cuối cùng lúc nào cũng có thể gây bất ngờ. Lần này, liệu hy vọng mới có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích hay không? Không ai có thể nói chắc chắn, nhưng họ sẽ chờ xem các công ty nhỏ dễ dàng sợ hãi, nhưng các công ty lớn thì không. Họ vẫn rất mạnh cho dù không phải là những tên tuổi hàng đầu trong ngành, họ đã có vị thế riêng và đủ tư cách để chờ xem kết quả của cuộc chiến này. Chương 589, thành công và thất bại. Đối mặt với sự tấn công từ bên ngoài, hy vọng mới rất nhanh chóng phản ứng lại. Tuy rằng có không ít công ty nhỏ đã rút lui khỏi hệ thống VA, một số khác thì hiện tại chưa rút lui nhưng chỉ giữ thái độ trung lập không muốn can dự quá nhiều. Còn có ít nhất nửa số công ty sẵn sàng ngồi chung một con thuyền với hy vọng mới. Bởi vì họ hiểu rằng, thắng lợi của trận chiến này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tương lai. Nếu hy vọng mới thắng, những người giúp đỡ như họ sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn nữa. Mà bố cục của cộng đồng thương giới sẽ vì thế mà có sự thay đổi rất lớn. Nếu hy vọng mới thua thì thật ra cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận đối với họ chỉ cần công ty có thực lực đủ lớn cho dù hợp tác với ai thì cũng vậy thôi trên thương trường từ trước đến nay không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng một lượng lớn nhân lực vật lực cùng các loại tài nguyên được huy động một cách đầy đủ tuy rằng không rõ kẻ thù sẽ tấn công từ đâu nhưng hệ thống vr với hy vọng mới đứng đầu đã dốc toàn lực để phòng thủ không sai ngay cả hai người quản lý cao cấp là Ninh Thần và Giản Tư Tư cũng đã lần lượt đưa ra những phát ngôn đầy mạnh mẽ, nhưng phần lớn mọi người đều hiểu, xét về thực lực thì rốt cuộc hy vọng mới vẫn thua kém rất nhiều. Nếu tất cả các công ty trong hệ thống đều đoàn kết một lòng, có lẽ cũng sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ một phần ba trong số đó không tham gia, tương đương với sức mạnh bị suy yếu đi một bậc. Vốn dĩ đã không bằng người ta, bây giờ lại bị suy yếu thì đương nhiên không khác gì đã xương lại còn giá muốn chủ động tấn công thì sẽ vô cùng khó khăn, chỉ có thể phòng ngự bị động. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, từ khi thành lập đến nay, mỗi lần khủng hoảng và trưởng thành, thì trước tiên hy vọng mới sẽ phòng ngự bị động sau đó mới nắm lấy cơ hội phản kích. Cho nên, đối với hy vọng mới mà nói, phòng ngự trước cũng không có gì sai. Thậm chí họ có đủ kinh nghiệm để xử lý tất cả những chuyện này. Theo mệnh lệnh của Ninh Thần, Giản Tư Tư dẫn đầu những thành phần nòng cốt trong công ty, cộng thêm những thành viên quan trọng của những công ty khác trong hệ thống tập hợp thành một hội đồng tham mưu. Trong suốt cuộc chiến tranh thương mại, tất cả những quyết định sẽ đều được hội đồng tham mưu tiến hành thẩm tra, bàn bạc, thông qua và ban hành. Không cho phép bất kỳ công ty nào tự tiến hành bất kỳ hành động nào chưa được thông qua. Bởi vì đây không phải là cuộc cạnh tranh đơn giản, mà liên quan đến tương lai của cả hệ thống. Các lực lượng bắt buộc phải đoàn kết chặt chẽ thành một sợi dây thường duy nhất thì mới có thể trải qua được khủng hoảng lần này. Mà đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc chiến tranh thương mại nổ ra giữa hai bên tham chiến đều là những công ty liên kết sống còn. Rất nhiều công ty đứng ngoài cuộc đều chú ý đến cuộc chiến này. Họ muốn nhìn thấy kết quả xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Bởi vì họ đều biết, người chiến thắng sẽ thay đổi thế giới này. Trên ý nghĩ nào đó mà nói thì họ hy vọng hy vọng mới sẽ thắng. Vì hy vọng mới là một bên nhỏ yếu, tâm lý bẩm sinh của con người là đồng tình với phái yếu. Nếu bên yếu có thể giành thắng lợi thì có thể cổ vũ lòng người. Ngày thứ hai sau khi bên phía hy vọng mới tổ chức liên hợp phòng ngự, những công ty lớn do nhà họ hót đứng đầu chính thức bắt đầu tấn công. Trong hệ thống VR của hy vọng mới, công ty thuộc ngành nào cũng có, nhưng không phải tất cả công ty đều chỉ kinh doanh thương mại điện tử, phần lớn là các nhà sản xuất cho nên phương hướng tấn công đầu tiên của họ chính là nhắm chúng những nhà sản xuất này. Anh muốn sản xuất thì phải cần nguyên liệu, chúng tôi sẽ cắt nguyên liệu của anh, khiến anh không sản xuất được hoặc trì hoãn thời gian sản xuất. Anh muốn bán. Xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ phái người đến tất cả các cửa hàng, chào bán với giá rẻ hơn và cung cấp hàng hóa chất lượng tốt hơn. Cho dù lỗ vốn thì cũng không sao cả, cạnh tranh thương mại vốn dĩ để xem ai sẵn sàng chi tiền, ai có thể bình tĩnh hơn. Lỗ chục triệu chẳng là gì, lỗ 100 triệu cũng không sao, chỉ cần khiến anh chắp tay nhận thu thì 800, 1 tỷ cũng không phải là vấn đề. Những nhà sản xuất kia lần đầu gặp phải cuộc tấn công mãnh liệt như vậy, nhất thời nguyên liệu bị gián đoạn khiến họ nóng ngóng chân tay. Cộng thêm một lượng lớn các cửa hàng trả hàng, hủy đơn khiến họ càng hoảng loạn, bối rối. Vào lúc này, hội đồng tham mưu đã ra quyết định, quốc tế đường thị sẽ dẫn đầu, huy động nguyên liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài để chữa cháy. Nguyên vật liệu ở nước ngoài, vì vấn đề chi phí vận chuyển dẫn đến chi phí sản xuất thành phẩm sẽ cao hơn. Hơn nữa có lúc bởi vì công nghệ không đồng nhất, nên có thể nhập khẩu nguyên liệu vào trong nước thì cũng phải gia công lại lần hai. Tuy rằng vấn đề nguồn nguyên vật liệu có thể giải quyết, nhưng chi phí sản xuất của tất cả các nhà máy đều vì thế mà tăng lên ít nhất là 50%, thậm chí có vài nơi còn tăng lên gấp đôi. Nhưng họ lại không thể trực tiếp tăng giá lên gấp đôi được. Bởi vì Vốn dĩ giá của bên kia đã thấp hơn họ để cướp khách rồi. Nếu anh lại tăng giá thì lại càng không có người mua. Cho nên họ không những không được tăng giá mà còn phải giảm giá, duy trì chất lượng vốn có của sản phẩm, chỉ được cao hơn, không được thấp đi. Đây cũng là quyết định cuối cùng của hội đồng tham mưu sau khi tiến hành một loạt thảo luận. Đương nhiên, với tư cách là đơn vị nhận được lợi ích chính từ cuộc chiến tranh thương mại này, hy vọng mới cũng sẽ chi một phần tiền trợ cấp để chung sức với những công ty bị thiệt hại. Nhưng trợ cấp không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Hy vọng mới không có nhiều tiền như vậy để bù đắp tất cả những khoản lỗ cho họ. Có rất nhiều lỗ hổng mà các công ty lớn phải tự nghĩ ra cách giải quyết. Cho dù các anh dùng tiền của mình hay đến ngân hàng vay thì tóm lại đã cùng tiến cùng lùi thì không chỉ trông chờ vào hy vọng mới. Nhưng nhà họ Hock cũng đã nghĩ đến điều này. Họ lợi dụng các mối quan hệ tạo ra tầng tầng lớp lớp chướng ngại để cản trở các công ty đến vay tiền bên ngân hàng. Muốn vay được tiền thì cũng không dễ như thế, trong chuyện này phải xem quan hệ của ai bền vững hơn. Cảm giác bị người khác đánh chặn trên mọi mặt trận thật sự quá khó chịu. Ngày thứ ba của cuộc tấn công lại có thêm hai công ty có tổng tài sản trên chục tỷ tuyên bố rút khỏi cuộc cạnh tranh. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, một cuộc công kích mãnh liệt hơn nữa đang chờ đợi hy vọng mới. Cuộc chiến anh sống tôi chết này bắt buộc phải quyết định được ai thắng thì mới có thể kết thúc. Cùng lúc đó, Cuộc phẫu thuật của Hocai Minh cũng đã đi đến bước quan trọng nhất khi tác dụng của thuốc đặc trị đã gần hết, các chỉ số chức năng thể chất của Hocai Minh đều suy giảm nhanh chóng. Mặc dù những chuyên gia y tế đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng vẫn bận tối mặt tối mày. Nên biết cơ thể người là một tổ chức vô cùng phức tạp và tinh vi chính xác, vượt qua tất cả những sinh vật chúng ta đã biết. Cho dù người máy tiên tiến nhất, phức tạp nhất cũng không thể so sánh với con người các bộ phận của cơ thể đều có được liên kết với nhau rất mật thiết, liên lạc và giao tiếp cùng nhau, cùng duy trì tiếp diễn sự sống. Nếu bất kỳ bộ phận nào có vấn đề thì nó có thể sẽ tạo thành những tổn hại không thể chuyển biến đối với sinh mạng. Cho nên, khi các chỉ số chức năng cơ thể của Hoác Sai Minh bị suy giảm, không chỉ là sự nguy hiểm trên con số, thật sự giảm đến mức không thể xoay chuyển thì đến ông trời cũng bó tay. May mắn thay, những chuyên gia này đủ nhanh, khi các chỉ số trên máy móc giảm thấp đến mức khiến người khác hoảng loạn thì cuối cùng họ cũng gần như đã hoàn thành xong việc nối tất cả mạch máu. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện kết nối dây thần kinh, nhưng trên một ý nghĩa nào đó, thì tình mạng của Hoác Giai Minh đã không cần lo lắng nữa. Sự lưu thông trong mạch máu khiến cho phần đầu và thân thể mới bắt đầu hình thành liên kết. Loại liên kết này rõ ràng là vô cùng chậm, thường xuyên phát sinh nhiều vấn đề. Rất nhiều chuyên gia y tế từng giờ từng phút túc trực ở bên cạnh, trong 24 giờ đã thực hiện ít nhất 10 lần cấp cứu. Gần như là Hoác Giai Minh có thể chết bất cứ lúc nào. Hoác Khải thấy vậy thì lo lắng không thôi. Trước đây, anh luôn cho rằng trên thế giới này, không có chuyện gì mà mình không làm được. Cho đến hôm nay anh mới hiểu, có một vài chuyện, bản thân anh cũng phải bó tay chịu trói. Thêm hai ngày hai đêm nữa trôi qua, tình trạng của Hoác Giai Minh cũng dần chuyển biến tốt lên một chút. Tuy rằng vẫn chưa vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, cứ cách vài tiếng lại gặp phải một số tình huống khẩn cấp nhưng so với hai ngày trước đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Công tác nối dây thần kinh của cậu ta đã hoàn thành xong trong hai ngày này, nhưng vì vẫn chưa tỉnh nên không ai biết kết quả cuối cùng như thế nào. Theo chuẩn đoán của chuyên gia y tế, công việc của họ hoàn thành vô cùng hoàn hảo, trên lý thuyết, hoặc Gia Minh có thể hồi phục như người bình thường. Nhưng từ trước đến nay, y học không phải chỉ dựa vào lý thuyết để xác định rất nhiều lúc đều sẽ xuất hiện những tình huống mà y học không thể giải thích. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Từng ngày cứ trôi qua như thế, trong thời gian mấy ngày này, lực lượng đứng sau bệnh viện Wilson điên cuồng tìm kiếm người chủ đứng sau tiểu đội tinh anh. chương 590, họp báo. Nhưng họ đã tìm sai phương hướng rồi thì sao có thể tìm ra người thuê chứ? Cuối cùng, lực lượng này đưa ra tuyên bố, nếu tiểu đội tinh anh có thể gặp mặt họ, sẵn lòng giao ra người đứng phía sau thì họ sẽ bỏ qua chuyện này. Mà tiểu đội tinh anh cũng không ngu ngốc, chưa nói đến những người này nói thật hay giả, cứ coi là thật thì họ cũng không thể giao hoác khải ra. Nhưng chuyện lại xảy ra không như mong muốn, cũng không biết tin tức bị dò gì ở đâu, ngày thứ bảy sau cuộc phẫu thuật của Hoác Giai Minh kết thúc, cổ ngôn tài đến tìm Hoác Khải. Sắc mặt của anh ta nặng nề, nói, người của chúng tôi gần đây phát hiện ra người của bệnh viện Wilson, hình như họ đã phát hiện ra nơi này rồi. Tôi biết, Hoắc Khải khẽ gật đầu nói. Anh đã biết rồi sao, cổ ngôn tài có chút kinh ngạc hỏi, vô thức hỏi tại sao biết, sau đó nghĩ đến điều gì lại hỏi một câu, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đội viên của tiểu đội tinh anh vẫn luôn ở gần đây, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên họ đã sớm phát hiện ra động thái của bệnh viện Wilson trước người của cổ ngôn tài. Mà một ngày trước, Hoắc Khải đã nhận được thông tin nhưng anh không nói cho cổ ngôn tài biết, một nguyên nhân là muốn xem những bảo vệ mà cổ ngôn tài tuyển vào có đủ năng lực hay không có tranh lệch bao nhiêu so với tiểu đội tinh anh hai là cũng cảm thấy không cần quá lo lắng về chuyện này hoác khải rất thản nhiên trước vấn đề mà cổ ngôn tài đưa ra anh chỉ nói đi gọi những chuyên gia y tế kia đến đây cổ ngôn tài sửng sốt gần như không nghĩ tới anh lại nói ra yêu cầu như thế bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng không phải nên giải quyết chuyện của bệnh viện wilson hay sao anh tìm mấy chuyên gia y tế kia làm gì? Nhưng đã là việc mà Hoắc Khải giao thì anh chỉ có thể làm theo. Những chuyên gia y tế có quyền uy nhất và cũng có địa vị cao nhất nhanh chóng được đưa đến. Họ chào hỏi Hoắc Khải, vẻ vui sướng tràn đầy trên khuôn mặt. Thấy dáng vẻ mừng rỡ của họ, Hoắc Khải cũng mỉm cười, nói, xem ra tình hình của cậu ta chuyển biến khá tốt rồi. Đúng vậy, liên tục 16 giờ đồng hồ không xảy ra tình trạng bất thường. Tuy cậu ta vẫn chưa tỉnh, nhưng chúng tôi đã theo dõi, hoạt động sóng điện não của cậu ta đã hồi phục như người bình thường. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ qua một hai ngày nữa sẽ tỉnh, một vị chuyên gia kích động nói. Có thể hiểu được tại sao họ lại vui mừng như vậy. Bây giờ, tình hình của Hoác Giai Minh đã ổn định thì có thể nói cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. Cho dù người có thể tỉnh lại hay không, có thể đứng lên hay không thì ít nhất cũng đã sống rồi. Nếu đã sống thì chính là đột phá cực kỳ quan trọng trong y học, thậm chí trên ý nghĩa nào đó là đột phá có một không hai quan trọng nhất trong lịch sử. Mà là những người tham gia và chứng kiến cuộc phẫu thuật này, họ cũng sẽ lưu danh sử sách, đặt một dấu ấn quan trọng trong lịch sử của y học. Mỗi chuyên gia y tế có tinh thần cầu tiến sẽ vì thế mà cảm thấy kích động. Hoác Khải không nói nhiều thêm với họ, chỉ nhìn cổ ngôn tài, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta lập tức mở cuộc họp báo, chuẩn bị đi. Cổ ngôn tài lại thêm sừng sốt, sau đó kinh ngạc hỏi: Anh định công bố cuộc phẫu thuật này với thế giới sao? Không phải họ đã nói rồi sao? Nhiều nhất là một hai ngày nữa Hoắc Gia Minh sẽ tỉnh. Nếu như vậy thì chúng ta không cần chậm chế nữa, nhanh chóng để thế giới được chứng kiến cùng chúng ta kỳ tích này. Như vậy thì rất nhiều chuyện phiền phức đều sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Đương nhiên, cổ ngôn tài hiểu quy tắc này, anh ta không có gì phải suy nghĩ nữa, gật đầu nhận lệnh, đi gọi người chuẩn bị họp báo chuẩn bị không đơn giản chỉ là sắp đặt hội trường, để có thêm tính thuyết phục, cổ ngôn tài đã chọn địa điểm tổ chức họp báo bên cạnh phòng bệnh của hot Giai Minh. Nhưng do uy hiếp của bệnh viện Wilson, cộng thêm việc Hoắc Khải muốn nhanh chóng tổ chức họp báo, cho nên cuối cùng cổ ngôn tài chọn họp báo trực tuyến. Cũng chính là sử dụng thiết bị truyền tin để liên lạc với những đơn vị truyền thông lớn. Với kỹ thuật VR hiện nay của hy vọng mới, việc tiến hành hội nghị với kỹ thuật holographic display kỹ thuật hình ảnh nổi 3D đã không còn là việc khó khăn. Giới truyền thông ở trong và ngoài nước chỉ cần là đơn vị có sức ảnh hưởng lớn thì đều được cổ ngôn tài chào hỏi một lượt. vốn dĩ giới truyền thông trong nước đang bị thu hút bởi cuộc chiến thương mại giữa hy vọng mới và nhà họ hóc, nhưng bây giờ khi họ nghe nói đội ngũ chuyên gia do hóc khải tập hợp đã âm thầm hoàn thành phẫu thuật thay đầu diễn ra lần đầu tiên trên thế giới thì gần như tất cả mọi người đều lập tức đồng ý lời mời tham gia hội nghị truyền hình nhưng họ không dám lập tức truyền tin này lên mặt báo vì thật sự nó quá quan trọng, quá sốc. Nếu là thật thì không thể tưởng tượng nổi ý nghĩa phía sau kỹ thuật này. Nhưng nếu là giả thì họ sẽ trở thành báo lá cải, chắc chắn sẽ bị độc giả mắng cho không biết giấu mặt vào đâu. Đương nhiên, vẫn còn một số ít bên truyền thông đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, mạo hiểm công bố tin tức trước mà không cân nhắc đến nguy cơ đó chỉ là tin giả. Nhưng vì có một số bên đưa tin, hơn nữa tin tức này quả thật quá khó tin nên hầu như có rất ít người tin nó. Trong vòng chưa đầy một giờ, tất cả những nhân viên báo chí được mời đều truy cập vào kênh truyền hình hội nghị. Hàng ngàn nhân viên báo chí cùng truy cập vào phòng họp ảo, vào thời khắc màn hình sáng lên, họ nhìn thấy một phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc Khải đứng trước phòng bệnh, nhìn thấy hơn 100 chuyên gia y tế đang đứng cạnh Hoắc Khải. Những chuyên gia y tế này là những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, tùy tiện chỉ ra một người thì cũng đều là nhân vật lớn nổi tiếng trong ngành. Nhưng bây giờ, họ đều tập trung bên cạnh Hoắc Khải, hy vọng dáng vẻ của mình có thể chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong màn hình. Cho dù họp báo vẫn chưa chính thức bắt đầu, những cảnh này hiện lên trước mắt đã khiến tất cả mọi người đều cảm thấy phấn kích đến mức không thể kiềm chế. Kỹ thuật thay đầu, chính là ca phẫu thuật có độ khó cao mà chỉ những người giàu có mới được ưu tiên thực hiện, nhưng nếu sau ngày trình độ trị liệu tăng lên, Giá thành của cuộc phẫu thuật giảm xuống thì tương lai những người bình thường sẽ có thể tiếp cận, phúc lợi này. Tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể trở lại trạng thái khi còn trẻ thì ai mà không muốn chứ. Ngồi trước máy quay, nhìn nhân viên truyền thông ngồi dày đặc trên màn hình, hoắc khải không hề luống cuống. Anh mỉm cười, nói: "Chào quý vị, do sự khác biệt về múi giờ mà có lẽ có nơi đang buổi sáng, có nơi đang là buổi chiều và có nơi lại đang buổi tối muộn. Nhưng tại bất kỳ khung giờ nào Bây giờ chúng ta đều đang suy nghĩ về cùng một sự kiện. Tôi biết các vị rất muốn hỏi, kỹ thuật thay đầu là thật hay sao? Với tư cách là người đại diện pháp lý của công ty Hy vọng mới, tôi rất vui mừng và cũng rất vinh hạnh nói cho các vị biết, điều này là sự thật. Hơn nữa, tại đây tôi tuyên bố, Hy vọng mới sẽ thành lập một chi nhánh mới, dựa trên thành công của kỹ thuật thay đầu làm nền tảng để tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Mục tiêu của chúng tôi là một ngày trong tương lai có thể khiến tất cả mọi người đều có thể quay lại tuổi trẻ không cần sợ hãi sự lão hóa. Các vị có thể nghi ngờ, nhưng tôi rất trách nhiệm nói cho quý vị biết, bên trong phòng bệnh bên cạnh tôi là một người bạn tốt của tôi. Cậu ta tên là Hoác Giai Minh, đồng thời cũng là người tiếp nhận cuộc phẫu thuật này. Khi Hoắc Khải di chuyển để Hoác Giai Minh nằm trên giường bệnh có thể hiện ra rõ nét trong màn hình, vô số những phần mềm chụp ảnh màn hình đã nhanh chóng chụp lại cảnh này. Không tới 30 phút sau, một loạt những bài báo nóng hổi bùng nổ, hy vọng mới gây sốc phẫu thuật thay đầu lần đầu tiên trong lịch sử loại người thành công sống lại không phải là ảo tưởng hy vọng mới hy vọng mới của nhân loại vô số các tiêu đề khiến người xem nhiệt huyết sôi sục rất nhiều lướt màn hình đọc tin bỗng nhiên nhìn thấy khắp nơi đều xuất hiện tin tức như thế thì còn cho rằng mình bị trúng độc đợi họ nhìn thấy không ít hãng truyền thông lớn có tiếng tăm lừng lẫy thì cảm thấy không thể tin nổi chẳng ai nghe thấy tiến triển của phẫu thuật thay đầu tại sao bỗng nhiên có tin thành công rồi chứ? Mà khi họ xem xong bản tin một cách kỹ lưỡng thì phải hiện ra người chủ trì cuộc phẫu thuật này lại là người đại diện pháp luật của hy vọng mới thì càng cảm thấy khó tin hơn nữa. Không phải là hy vọng mới đang đánh nhau tôi sống anh chết với một loạt các công ty khác sao? Tại sao người đại diện pháp luật lại chạy đi làm phẫu thuật thay đầu? Tuy rằng họ có rất nhiều điều không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc tin tức này lan rộng ra toàn thế giới bằng tốc độ của bão tố càn quét lá rụng hy vọng mới lúc này cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. chương 591, Biện Pháp Hệ thống do nhà họ Hoác đứng đầu tấn công hệ thống VR của hy vọng mới trên mọi phương diện. Ngoài việc nhằm vào những nhà sản xuất lúc đầu thì cũng không thể đánh giá thấp lực tấn công của họ trên các phương diện khác. Cuộc bao vây và đàn áp toàn diện, cộng thêm việc có nhiều công ty rút lui đã khiến cho hy vọng mới nhiều fan lao đao. Chỉ riêng việc bù đắp cho những công ty liên minh đã tốn gần chục tỷ khoản tiền này đều là từ trụ sở nước ngoài gửi về, nhưng số tiền lớn như vậy cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Hầu như ngày nào, hệ thống VR của hy vọng mới cũng tổn thất hơn một tỷ. Mà đây mới chỉ là trong giai đoạn đầu và giữa, khi các công ty vẫn còn tiếp tục chống đỡ. Nếu họ không chống đỡ nổi nữa mà thất bại thảm hại vậy thì tổn thất sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó, mỗi ngày tổn thất mấy tỷ cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao, sau khi nửa số công ty đã bỏ cuộc, thì tổng giá trị thị trường hệ thống VR của hy vọng mới cũng đạt được hơn mấy trăm tỷ. Mà trong cuộc chiến thương mại, chưa từng đơn giản như những gì người thường nghĩ, có nhiều lúc bạn vẫn đi làm bình thường nhưng công ty thì đã biến mất một cách khó hiểu. Bởi vì, trong cuộc chiến này, ngoài đối đầu trực diện thì còn có những cuộc chiến trên thị trường thứ cấp. Trong liên minh, có một nửa là những công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhà họ hoác điều động lượng tiền hàng trăm tỷ tiến hành bao vây họ người ta thao túng giá cổ phiếu của anh từ đó làm giảm thanh thế và thị phần của anh rất nhiều công ty về để bảo vệ cổ phần chỉ có thể chọn lùi bước nếu không giá cổ phiếu quá thấp thì cổ đông sẽ không bao giờ chấp nhận mà hậu quả của việc cổ đông không chấp nhận đó là mở đại hội cổ đông để luận tội anh tuy không phải chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nào cũng run sợ nhưng không thể không thừa nhận sức mạnh của nguồn vốn rất lớn chỉ ngắn ngủi một hai tuần tham chiến rất nhiều công ty rút khỏi hệ thống va mà khi Hoắc Khải mở cuộc họp báo thì chỉ còn lại không đến 40% số công ty vẫn đang kiên cường chống đỡ. Vốn dĩ đã không bằng người ta, bây giờ nhiều đồng minh bỏ cuộc như vậy thì khác gì trong tuyết lạnh còn thêm xương giá. Ninh thần, giản tư tư và những người khác ngày nào cũng bận như con thoi, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ mỗi giờ, sẽ có rất nhiều tài liệu chuyển đến tay họ, sau đó phải tiến hành xét duyệt, phán đoán và đưa ra quyết định theo những tài liệu này. Chỉ một quyết định không tốt sẽ xuất hiện tổn thất rất lớn. Có thể nói, hệ thần kinh của họ như những sợi tơ đã căng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Một ngày mới đến, sau những báo cáo về tổn thất mới lại khiến Ninh Thần đau đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị của mười mấy công ty đều ở trong văn phòng, họ vô cùng quan tâm đến hướng đi của cuộc chiến này, đã chủ động tới trụ sở của Hy vọng mới để có thể đưa ra phản ứng một cách nhanh nhất, trực tiếp nhất nhưng dù họ có nỗ lực thế nào thì thắng lợi của trận chiến gần như đang nghiêng về phía đối thủ. Tổng giám đốc Ninh, có thể thấy tình hình hiện nay không được tốt lắm, tổn thất của hôm nay có lẽ còn nhiều hơn hôm qua, một vị chủ tịch hỏi. Ninh thần cũng không che giấu, khẽ gật đầu, nói, theo báo cáo, tổn thất của hôm qua đã hơn 1,2 tỷ, có một công ty gần như bị cướp 80% thị phần. Nếu cứ tiếp tục như thế thì cũng không phải là giải pháp, tình thế bây giờ rất bất lợi cho chúng ta. Nếu không nghĩ ra một cách để xoay chuyển thì chắc chắn chúng ta sẽ không chống đỡ được lâu, một vị chủ tịch khác nói. Ngay lập tức có người phụ họa, đúng vậy, tổn thất hơn 1 tỷ một ngày, cho dù chia ra thì bình quân mỗi công ty cũng lỗ mấy triệu. Những công ty có dòng tiền dư giả thì còn có thể chống đỡ được mấy ngày, nhưng những công ty nhỏ đã bắt đầu không chịu nổi rồi. Kể cả chính chúng ta, lượng tiền đã tiêu tan 7-8 phần, chỉ còn lại rất ít. Nếu tiếp tục như thế... Không cần họ ra tay thì chúng ta sẽ sụp đổ toàn diện vì bị đứt dòng vốn. Công ty nhỏ sợ nhất là hết tiền, vì không có tiền họ sẽ không mua được nguyên vật liệu, không có sản phẩm. Vậy thì họ không có gì để bán, cũng chính là không có tiền. Mà các công ty lớn cũng sợ không có tiền, vì một khi xoay vòng vốn bị đứt sẽ ảnh hưởng đến tất cả phương diện. Rất nhiều vết nứt sau khi xuất hiện thì sẽ không thể sửa chữa. Tính ra, trong giai đoạn này những tổn thất của công ty lớn chắc chắn còn nhiều hơn những công ty tầm trung và nhỏ. Đương nhiên, trong hệ thống VR như hiện giờ, những công ty nhỏ đã hoàn toàn rút lui, còn mười mấy công ty tầm trung, còn lại là những công ty lớn. Cứ cho là thực lực của họ hùng hậu đến đâu thì cũng không chịu được tổn thất như thế. Tổng giám đốc Ninh, không biết hy vọng mới còn bao nhiêu tiền, có thể bù cho chúng tôi một ít không? Nếu không, thật sự rất khó để chống đỡ, chủ tịch của một công ty lớn thăm dò hỏi. Tuy những người khác không hỏi vấn đề này nhưng họ cũng vô cùng chờ đợi câu trả lời của Ninh Thần. Ninh Thần ngẩng đầu lên, nhìn họ, nói, không giấu gì các vị, tiền gom từ trụ sở nước ngoài lúc trước lên đến khoảng 10 tỷ. Đến nay đã dùng hơn 95% rồi, chỉ còn lại mấy trăm triệu, nếu bù hết cho các vị cũng không giúp ích gì. Vậy nếu giảm giá cổ phiếu thì sao? Có lẽ sẽ thu hút khoản lớn tiền đầu tư, có người kiến nghị nói. Điều này thì không được, Ninh Thần không chút do so dự lắc đầu, nói, giá cả cổ phiếu đã định là do chồng tôi đích thân đưa ra. Đó là giới hạn, tuyệt đối không thể thay đổi, mỗi cổ phiếu 10.000, chỉ có thể tăng chứ không thể giảm. Tổng giám đốc Ninh, vào những tình huống đặc biệt thì sẽ phải có cách giải quyết linh hoạt. Bây giờ tình hình công ty rất nghiêm trọng, nếu cô thật sự giảm giá cổ phiếu thì sẽ chỉ thu hút tiền đầu tư giúp chúng ta vượt qua được khó khăn này. Tôi tin tưởng, chắc chắn anh Lý cũng cho là như vậy. Có lẽ anh ấy cũng không muốn thấy hy vọng mới phải phá sản. Đúng vậy, giảm giá cổ phiếu, sau này lại tăng. Nhưng nếu không còn công ty nữa thì cũng không có cơ hội thứ hai. Những người này xôn xao bàn tán, theo họ thấy, hy vọng mới giảm giá cổ phiếu, đổi lấy tiền là cách làm tốt nhất trước mắt, cũng là lựa chọn duy nhất khả thi ở thời điểm này. Nhưng cho dù họ nói thế nào thì Ninh Thần cũng không đồng ý. Công ty không phải là của mình cô, mà là sở hữu của cô và chồng mình. Có thể họ thất bại nhưng tuyệt đối không chủ động nhận thua. Ninh Thần hiểu rõ tính cách của Hắc Khải, tuy lời nói, hành động, tác phong làm việc của anh khác với trước đây, nhưng hai, ba năm nay chung sống với nhau, Ninh Thần cũng nhìn ra được đường đi của anh. Trên thế giới này, chưa từng có trận chiến nào mà phải thua, bị thua là do những sai lầm trong quyết sách. Và những lý do lớn nhất để đưa ra những quyết sách sai lầm đó là vì chính anh cảm thấy mình sắp thua. Một khi đã có suy nghĩ như thế thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, mà tâm trạng bị ảnh hưởng thì cũng sẽ dẫn đến sự sai sót trong việc phán đoán và đưa ra quyết định. Cho nên, Hoắc Khải chưa từng cho rằng mình nhất định sẽ thua. Anh chỉ vô cùng coi trọng đối thủ, cho dù đối thủ mạnh hay yếu thì cũng dốc sức để chiến đấu. Cho dù tất cả mọi người thấy sắp thất bại thì anh sẽ vẫn tiếp tục giành lấy cơ hội chiến thắng. Mà phong cách đó đã ảnh hưởng đến Ninh Thần khiến cô dần học được cách làm thế nào để có ý chí kiên cường thực sự giống như lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy nếu hy vọng mới không giảm giá cổ phiếu đổi lấy tiền đầu tư thì kết quả cuối cùng sẽ tồi tệ nhất nhưng ninh thần không nghĩ như thế cô luôn tin tưởng mình có cơ hội chiến thắng vì chồng cô chưa nhận thua chỉ cần hoác khải không mở miệng nhận thua thì ninh thần sẽ vĩnh viễn tin tưởng là có hy vọng bởi vì trong những năm qua đã nhiều lần chứng minh năng lực lật ngược tình thế của hoác khải nhưng bây giờ hoác khải không xuất hiện ít nhiều cũng khiến ninh thần có chút lo lắng thậm chí có chút chán nản cô luôn hy vọng có thể chứng minh thực lực của mình nhưng bây giờ xem ra năng lực của cô vẫn chưa đủ không có hoác khải ở bên cạnh thì cô luôn cảm thấy lực bất tòng tâm rất nhiều việc khó khăn ập đến phải nhìn trước ngó sau tổng giám đốc ninh không biết bây giờ anh lý ở đâu nếu cô sợ anh ấy không đồng ý thì chúng ta có thể cùng đi tìm anh ấy thương lượng có người hỏi Ninh Thần lắc đầu nói, tôi chỉ biết anh ấy ở nước ngoài, có lẽ là đang bận chuyện ở trụ sở nước ngoài, còn cụ thể ở đâu, làm gì thì tôi cũng không rõ. Thật ra Ninh Thần biết, bây giờ Hoắc Khải chắc đang bận cứu Hoắc Gia Minh, nhà họ Hoắc cũng lấy đây làm cái cớ để tấn công hy vọng mới. Nhưng cô không thể nói cho những người này biết, nếu không sẽ tạo thành bất lợi cho công ty. Cuộc chiến này diễn ra quá ác liệt, trước mắt đã thiệt hại đến hơn 20 tỷ. Nếu để người biết do chuyện cá nhân của Hoắc Khải mà không lo đến bên này thì sợ là có rất nhiều công ty sẽ lập tức rút lui. Chương 592, tin tức. Lúc này, điện thoại của Ninh Thần vang lên. Cô cầm lên xem, thấy là Hoắc Khải gọi thì liền vội vàng bấm nghe. "Sao rồi em, tình hình công ty vẫn ổn chứ?" Hoắc Khải hỏi. "Không ổn lắm." Ninh Thần nhìn đám trong hội đồng quản trị rồi nói nhỏ, "Tổn thất rất lớn, khi nào thì anh quay về?" Chắc phải một thời gian nữa anh mới về được, nhưng em không cần lo lắng chuyện công ty đâu. Giờ em hãy đăng một thông báo mới đi, nội dung rất đơn giản, nói giá cổ phiếu của Hy vọng mới tăng lên gấp đôi, Hoắc Khải nói. Gấp đôi? Ninh Thần kinh ngạc thốt lên, có lẽ là vì giọng điệu của cô quá mức kinh ngạc, âm thanh hơi to nên khiến những người khác quay ra nhìn. Cô vội vàng ngồi xuống, đáp anh điên hả, tăng gấp đôi chẳng phải sẽ bị người ta cười cho hay sao? Anh có biết tình huống hiện giờ anh nói rồi mà em không cần lo chuyện này đâu chỉ cần công bố lên theo ý anh là được theo kế hoạch của anh muộn nhất ngày mai thì phiền phức sẽ được hóa giải khoác khải cười nói ninh thần muốn hỏi anh xem hệ thống liên minh bây giờ tổn thất mấy tỷ mỗi ngày rất nhiều công ty đang đòi thoát ra anh lấy tự tin ở đâu ra mà chắc chắn rằng trước trưa mai mọi chuyện sẽ được hóa giải chứ nhưng trước mặt nhiều người như vậy ninh thần cũng không dám hỏi hơn nữa Cô nghe ra được sự cực kỳ tự tin trong lời nói của Hoắc Khải. Chồng cô chưa bao giờ làm việc gì mà mình không nắm chắc, nếu anh đã dám nói thì nhất định sẽ thành sự thật. Ninh Thần vốn đã tin tưởng Hoắc Khải tuyệt đối, sau khi suy nghĩ nửa phút, cô nói: "Vâng, em sẽ thông báo luôn, còn việc gì cần làm nữa không anh?" Ngoài ra thì không còn gì nữa đâu, nếu có thì chờ sau khi thông báo tin tức ra, em bảo phòng quan hệ công chúng phối hợp tuyên truyền nhiều hơn nữa sau đó thì em cũng nghỉ ngơi một chút mà chuẩn bị đón nhận một lượng lớn thư đề nghị hợp tác đi sau này sẽ nhiều việc lắm đó giờ mà không nghỉ thì không có thời gian nghỉ thật đâu hoác khải nói ninh thần nghe vậy thì tràn đầy kinh ngạc rốt cuộc hoác khải có ý gì tuyên truyền thật nhiều tuyên truyền cái gì tại sao lại có nhiều thư đề nghị hợp tác nhưng hoác khải không giải thích mà chỉ cười tin tức giờ chắc đã truyền về trong nước rồi đó em lên đọc tin tức là biết ngay à mà em có khỏe không? Còn bao lâu thì đến ngày dự sinh? Đừng để mình mệt quá, cần nghỉ thì nghỉ, nhiều việc không cần em phải tự mình làm đâu. Giờ ninh thần mang song thai, đã gần đến ngày dự sinh. Mỗi ngày cô đều vác bụng bầu đi làm. Cũng chính vì nhìn thấy tác phong của cô mà công ty trên dưới đều cảm thấy có động lực, không một ai là tan làm đúng giờ cả. Mọi người đều tự nguyện tăng ca đến nửa đêm, thậm chí có người còn lấy cả chăn gối để chiến đấu, luôn ở công ty, lần nguy cơ này tuy nghiêm trọng hơn bất kỳ lúc nào nhưng phản ứng của nhân viên công ty lại tốt hơn trước nhiều chỉ có số rất ít là muốn rời khỏi đây còn những người khác thì vẫn làm việc cần làm công ty càng gặp khó khăn thì càng kích thích tinh thần cùng nhau chiến đấu của bọn họ em vẫn ổn giờ vẫn chưa có cảm giác gì cả ninh thần đáp lời vậy thì tốt anh sẽ cố gắng về sớm tóm lại là em phải chăm sóc bản thân thật tốt đây là chuyện quan trọng nhất hoác khải nói câu nói này khiến ninh thần nở nụ cười bất kể xảy ra chuyện gì thì chồng cô vẫn quan tâm cô nhất sau khi cúp máy ninh thần đặt điện thoại xuống gõ tay lên bàn mấy người trong hội đồng quản trị đã không kìm được mà đi tới hỏi cô là ai gọi điện thoại tới có phải anh lý gọi không nói gì mà tăng gấp đôi ninh thần hít sâu một hơi nở nụ cười đáp đúng là chồng tôi gọi tới anh ấy bảo tôi đưa ra thông báo rằng cổ phiếu của hy vọng mới sẽ tăng lên gấp đôi cái gì, anh Lý bị điên à? Chắc chắn là điên rồi. Chúng tôi còn đang muốn giảm giá mà anh ta lại đòi tăng gấp đôi. Lúc này rồi, dù có giảm giá thì chưa chắc đã có người dám mua đâu, tăng giá khác nào đi vào chỗ chết đâu. Ông chủ Lý nghĩ cái gì vậy trời, muốn dọa ai? Người ta có ngu đâu mà bị dọa chứ? Một đám người liên tục bày tỏ sự bất mãn, mà đây là chuyện của mình hy vọng mới, không liên quan đến người khác. Chỉ cần Hoắc Khải và Ninh Thần đồng ý thì muốn tăng giá cổ phiếu đến bao nhiêu cũng được. Vì công ty vẫn chưa niêm yết, là của cá nhân, không cần giải thích hay chịu trách nhiệm với bất kỳ ai hết. Mặc dù đám hội đồng quản trị đó cảm thấy không thỏa đáng, nhưng cũng không còn cách nào. Nhưng bọn họ đều bất mãn vì quyết định này, có người thậm chí còn cân nhắc đến việc rời khỏi hệ thống. Ông bà chủ của hy vọng mới đã làm loạn như thế thì lấy đâu ra hy vọng chứ? ninh thần không giải thích với bọn họ mà chỉ gọi trưởng phòng quan hệ công chúng đến nói nội dung thông báo cho cô ta rồi bảo cô ta làm việc trưởng phòng quan hệ công chúng là nhân viên cũ được tuyển lần hai rất có năng lực nhưng cô ta cũng cảm thấy quyết định này rất bất ngờ tổng giám đốc ninh chị chắc chắn là sẽ phát thông báo này ạ à? cô trưởng phòng xinh đẹp hỏi lại chắc chắn ninh thần gật đầu nói cô ta đáp lời rồi không hỏi lại nữa mà lập tức đi chuẩn bị với cô ta bất kỳ quyết định nào không hợp lý thì đều không phải việc mà cô ta cần nghĩ đến. chỉ cần xếp bảo được thì cô ta sẽ làm. vì chức vụ của cô ta là phụ trách quan hệ công chúng chứ không phải phụ trách quyết sách vận hành công ty. mỗi một chức vụ đều có trách nhiệm và nhiệm vụ cần làm. chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, không cần nhúng tay vào những việc mình không chuyên. đây là một tố chất công việc cơ bản của một nhân viên. lo chuyện bao đồng sẽ chỉ càng khiến bản thân thêm phiền thôi sau khi trưởng phòng quan hệ công chúng rời đi ninh thần mở máy tính ra bắt đầu đọc tin tức liên quan đến hy vọng mới phần lớn tin tức đều liên quan đến cuộc chiến cạnh tranh gần đây ninh thần không vội mà lật từng trang để xem lật đến trang thứ sáu có một tin tức đã thu hút sự chú ý của cô sống lại không phải là chuyện giả tưởng hy vọng mới niềm hy vọng mới của nhân loại tiêu đề này khiến ninh thần bấm vào đọc khi cô nhìn thấy nội dung trong màn hình thì trở nên sững sờ phải mấy phút sau mặt cô bắt đầu đỏ lên đó là sự hưng phấn và kích động cực độ phẫu thuật thay đầu đội ngũ y học do chồng cô dẫn dắt đã thành công mặc dù không biết hoác khải lấy đội ngũ y học ở đâu ra cũng không biết anh làm như thế nào nhưng ninh thần có thể khẳng định tin tức mà hoác khải nói chắc chắn chính là cái này ninh thần không hiểu nhiều về y học cùng lắm chỉ là cảm cúm thì uống thuốc gì Sốt thì uống cái gì, đau bụng thì uống gì mà thôi. Nhưng phẫu thuật thay đầu này, là kẻ ngốc thì cũng biết nó có ý nghĩa gì. Tức là cho dù bạn đã 90 tuổi thì vẫn có thể nhờ vào phẫu thuật này để quay về tuổi 20 và tiếp tục sống tiếp. Con người ít khi tử vong vì vấn đề não bộ mà do tuổi thọ, hoặc cơ quan nào đó trong cơ thể bị thoái hóa nghiêm trọng, không thể tiếp tục kéo dài sinh mạng cho cơ thể nữa. Cho nên, bỏ cái thân thể già cỗi này đi là bạn có thể sống được lâu hơn nếu như có thể thay đổi được sự già đi của não bộ thì con người có thể sống đến vĩnh cửu thuốc kéo dài thậm chí cải thiện sự già đi của não bộ đã xuất hiện trong một vài phòng thí nghiệm rồi kết quả cụ thể có lẽ không khiến người ta quá hài lòng nhưng cũng là một xu hướng tốt ít nhất thì còn chứng minh lý luận này khả thi khi đọc được tin tức này trái tim của ninh thần liền trở nên vững vàng cô bắt đầu tìm kiếm thêm dựa trên các từ khóa này thật ra không cần tìm kiếm nhiều khi Ninh Thần đọc được bài này thì hệ thống số liệu đã bắt đầu được khởi động. Trang web tìm kiếm không ngừng gợi ý cho cô những tin tức liên quan, mỗi một tin đều đến từ trang thông tin có tiếng trong nước. Thậm chí khi Ninh Thần tìm một vài trang web truyền thông nước ngoài thì cũng đọc được những thông báo như vậy. Hơn nữa có một vài bài báo còn có cả video nữa. Trong video, có thể thấy rõ được Hoác Khải giới thiệu về tình hình cuộc phẫu thuật này và hình dáng của Hoác Giai Minh trong phòng phẫu thuật, có hơn 100 vị chuyên gia tập hợp ở một chỗ, đứng sau và bên cạnh cậu ta. Trên mặt bọn họ đều là sự hưng phấn và kích động. Chương 593, công nghệ tái sinh. Sự hưng phấn đó chắc chắn không phải là giả, hơn nửa đoạn video còn miêu tả chi tiết thành tựu và lịch sử của mỗi một vị bác sĩ. Chỉ giới thiệu bọn họ thôi mà đã khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó, có mấy người còn được nhận giải Nobel y học. Có nhiều người cũng được đề cử tuy không có giải nhưng được đề cử nobel y học là đã rất vinh quang rồi bất kỳ bệnh viện nào mà có người tầm cỡ đó thì chắc chắn sẽ rất đắt khách mà ở đây những người được đề cử chỉ thuộc dạng rất bình thường đến người được giải còn không có chỗ đứng kia bọn họ tập trung hết bên cạnh hoác khải và lộ mặt trong đoạn video có thể biết rằng tin tức này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ xem xong đoạn video ninh thần cúi đầu hỏi người của hội đồng quản trị vừa hỏi ban nãy anh vừa hỏi gì nhỉ tôi bảo là anh lý đang ở đâu chúng tôi muốn tìm anh ta nói chuyện các người tự ý tăng giá làm tình hình càng tệ hại hơn người của sqdt đó nói ninh thần mỉm cười xoay màn hình laptop ra và nói mời các vị xem hết đoạn video này rồi chúng ta nói tiếp video gì ơ ờ, đây là anh lý mà bên cạnh anh ta sao lại có nhiều bác sĩ thế hả lại còn nhiều giải thưởng Nobel y học vậy sao? Đùa à! Đám thành viên trong hội đồng quản trị đó vừa thảo luận vừa xem, nhưng nửa phút sau thì liền im bặt. Hoác Khải giới thiệu về phẫu thuật thay đầu, bao gồm sự thành lập trụ sở nước ngoài, tất cả đều khiến bọn họ đơ người. Phẫu thuật thay đầu là chuyện không phải chỉ hoàn thành được trong ngày một ngày hai, thế mà anh Lý lại làm được. Hơn nữa, anh ta còn lập một công ty mới, lấy cuộc phẫu thuật này làm gốc để tiếp tục phát triển công nghệ tái sinh đúng vậy dự án của công ty chi nhánh mới mà hoác khải giới thiệu chính là công nghệ tái sinh y học cũng là một phần của khoa học kỹ thuật không khác gì việc luyện kim hết nhưng luyện kim chỉ là cải tạo khoáng sản còn y học lại là cải tạo con người điều này khiến bọn họ không thể không nghĩ đến một câu lấy đất trời làm lò thiêu lấy con người làm thảo dược nếu công nghệ tái sinh thật sự có thể thực hiện thì con người sẽ được sống mãi sao chỉ nghĩ đến đó thôi là bọn họ đã hưng phấn lắm rồi Tổng giám đốc Ninh, đây là thật sao? Anh Lý thật sự đã làm được sao? Một thành viên hội đồng quản trị phấn khích hỏi. Ninh thần cười, đưa bài báo cho bọn họ xem và đáp, anh nghĩ những bên truyền thông này sẽ đăng tin Việt sao? Hơn nữa, tin tức của nước ta khá chậm, chứ nước ngoài người ta đã ẩm ý cả lên rồi đấy. Trời đất ơi, bảo sao cô nói là muốn gấp đôi giá cổ phiếu? Anh vừa nói tổng giám đốc Ninh làm loạn mà, tôi thấy là giá cổ phiếu của hy vọng mới tăng gấp 10 còn được, nói gì đến gấp đôi. Chính xác, như vậy chúng ta sẽ không phải lo bị tấn công nữa rồi. Có tin tức này từ anh Lý thì ai còn dám tấn công chúng ta chứ? Khéo lại vội vàng đi nịnh hót ấy chứ. Không hổ là anh Lý, luôn đứng ra lật ngược tình thế vào những lúc nguy hiểm nhất. Tôi còn đang thắc mắc sao anh ấy mãi không chịu lộ diệt, hóa ra là đang chuẩn bị chơi lớn. Thật là đỉnh quá, anh lý đúng là người tôi khâm phục nhất đời này nhìn sự thay đổi của đám thành viên hội đồng quản trị nụ cười của ninh thần càng đậm hơn cô quay lại nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của góc khải trong màn hình trong lòng tràn đầy sự nhẹ nhõm và yên tâm quả nhiên là giống những gì cô nghĩ không có khó khăn nào có thể cản bước tiến của anh cả anh sẽ luôn sáng tạo ra kỳ tích có lẽ trên đời này ngay cả chính anh cũng không thể đánh bại bản thân mình chờ đám thành viên hội đồng quản trị đó hứng phấn một hồi, ninh thần mới gõ bàn để thu hút sự chú ý của họ. Mặc dù tin tức này rất chấn động, nhưng đừng quên là chúng ta đang phải chịu sự tấn công. Giờ tôi yêu cầu mọi người cố gắng phản công lại, không nể mặt ai hết, cũng không cho đối phương một cơ hội nào cả. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang ở thế bất bại, không một ai có thể đánh ngã chúng ta hết. Cho nên, hãy xả hết sự uất ức những ngày qua ra đi. Lời nói của Ninh Thần khiến sắc mặt bọn họ đỏ hồng lên, bọn họ đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ bị đè ép suốt bao nhiêu lâu, đã muốn phản kích lại nhưng không có cơ hội, cũng không có tư cách. Nhưng giờ thì, mọi chuyện đã chín. Tổng giám đốc Ninh yên tâm, chúng ta sẽ lấy lại hết những gì đã mất và còn bắt bọn họ phải trả một cái giá đau đớn. Các thành viên hội đồng quản trị lũ lượt đáp lời, lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới. Ai cũng muốn xả cục tức này giờ chính là cơ hội tuyệt nhất. Ninh Thần lại ấn vào nút gọi trên điện thoại và nói, gọi tất cả những người phụ trách các phòng ban có mặt trong phòng làm việc của tôi trong vòng 3 phút. Ngoài ra, gọi các nhân viên đang công tác bên ngoài quay về ngay lập tức, tôi có chuyện quan trọng cần sắp xếp. Mấy phút sau, người phụ trách các phòng ban đã có mặt trong phòng làm việc của Ninh Thần, bao gồm cả cô trưởng phòng quan hệ công chúng ban nãy tất cả các nhân viên cấp cao của công ty trừ giản tư tư đang chủ trì công tác của hội đồng tham mưu ra thì chắc đã đến đủ bọn họ đã biết được một vài tin tức trong cuộc trò chuyện của thành viên hội đồng quản trị mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn bọn họ thì chắc chắn là chuyện tốt không lẽ thời cơ phản kích của hy vọng mới đến rồi nhìn mọi người ninh thần đứng dậy bước ra bàn làm việc sau đó cô cúi người một cái thật sâu trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả Tổng giám đốc Ninh, đây là. Ninh Thần đứng thẳng người, nói tôi muốn cảm ơn tất cả các anh chị em vì đã cống hiến cho sự phát triển của công ty. Vào lúc công ty cần giúp đỡ nhất, các bạn đã không rời bỏ công ty, không công kích công ty mà còn càng đoàn kết hơn. Tất cả đều là công lao của mọi người, cho nên tôi quyết định sau lần này sẽ tặng thưởng cho mỗi người 200 cổ phiếu. Bọn họ sừng sốt rồi lộ ra cảm xúc vui vẻ cổ phiếu mà hy vọng mới tặng cho các quản lý cao cấp là lấy tiền mặt để cầm cố. Nói đơn giản thì là khi bạn còn tại chức, công ty hứa sẽ cho bạn cổ phiếu, chỉ cần bạn giữ nó trên một năm thì dù là chủ động từ chức hay bị thôi việc, cũng sẽ được đổi thành tiền mặt. Cũng tức là cổ phiếu có giá trị 2 triệu đó sẽ lập tức được đổi thành hiện kim nếu bọn họ rời công ty. Nếu họ không nghỉ việc thì mỗi năm sẽ được nhận hoa hồng theo chính sách. Từ lúc Hy vọng mới thành lập cho đến giờ chưa có một quản lý cấp cao nào cầm cổ phiếu mà rời đi cả. Bọn họ biết rõ tiềm lực công ty, cho dù không có cổ phiếu thì làm việc ở đây cũng cực kỳ có tương lai. Nhưng 200 cổ phiếu không khiến bọn họ quá hưng phấn, dù sao tính ra thì cũng chỉ là 2 triệu. Những người này đều có thu nhập năm vượt qua con số đó rồi. Việc thứ hai, tôi đã bảo phòng quan hệ công chúng đăng thông báo cho giá cổ phiếu của Hy vọng mới tăng lên gấp đôi, Ninh Thần nói tiếp: Cô vừa nói xong thì tất cả đều kinh ngạc nhìn trưởng phòng quan hệ công chúng. Cô ta gật đầu như xác nhận, cũng nói tôi đã thông báo rồi. Cảm xúc của bọn họ đã dần dần chuyển biến. Bọn họ không quan tâm đến 2 triệu lắm, nhưng 4 triệu thì đã gấp đôi rồi, làm bọn họ kinh ngạc. Mà Ninh Thần còn chưa dừng lại, cô nói tiếp, việc thứ ba, hy vọng mới sẽ mở thêm một công ty chi nhánh, nội dung kinh doanh sẽ lấy công nghệ tái sinh làm chủ. Chuyện này lúc trước do chồng tôi phụ trách khi anh ấy quay lại thì có thể sẽ tiến hành chuyển giao chức vụ mọi người hãy làm công tác chuẩn bị trước đi đám người lại sửng sốt lần nữa công nghệ tái sinh công ty chi nhánh mới mắt thấy công ty đang ở thời kỳ khó khăn chỉ hận không thể phân một đồng tiền ra làm đôi để dùng lấy đâu ra để mà lập công ty chi nhánh mới chứ hơn nữa công nghệ tái sinh gì chứ sao nghe huyền ảo thế ninh thần mỉm cười mở đoạn video trong máy tính ra chiếu cho mọi người xem xem xong đoạn video bọn họ lại xứng sở thêm lần nữa phẫu thuật thay đầu nếu mọi người không tin thì có thể đọc các tin tức liên quan các bên truyền thông cũng đăng báo rồi bao gồm cả trong nước và nước ngoài có thể nói sự kiện này đã phủ sóng toàn thế giới truyền thông của tất cả các quốc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua tin tức này đâu mà hiện giờ tôi yêu cầu mọi người phải thu lại ý nghĩ của mình mà chỉ làm một việc thôi đó chính là nói với những kẻ địch của mình rằng các người đã phạm một sai lầm lớn rồi. Hãy đòi lại tất cả những gì chúng ta đã đánh mất cho tôi. Chương 594, phản công. Giọng nói của Ninh Thần không lớn, nhưng lại khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Tất cả những người đứng đầu các phòng ban lúc này đều mở mắt thật to, nhìn chằm chằm Ninh Thần, nắm chặt bàn tay. Một lúc lâu sau, Ninh Thần thấy bọn họ không có động tĩnh gì, liền hỏi, có vấn đề gì không vậy? Trưởng phòng thị trường Lý Mậu đạt đứng lên, nói lớn tiếng, tôi xin đảm bảo với Tổng Giám Đốc Ninh rằng, nếu không lấy lại được thị trường đã mất trong vòng 3 ngày thì tôi sẽ từ chức. Tất cả cổ phiếu, tiền lương hay thưởng tôi cũng sẽ không nhận nữa. Có Lý Mậu Đạt đi đầu, một người phụ trách khác cũng đứng ra nói những lời tương tự. Từng người đều dùng những động tác và lời nói kích động nhất để lập lời thề với ninh thần. Bọn họ sẽ tự tay tìm lại những gì đã mất. Giống như một bộ phim nổi tiếng nào đó, tiểu mã ca dơ một ngón tay lên, điên cuồng hết, tôi chờ 3 năm mới được cơ hội này, không phải để chứng minh mình giỏi giang mà chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng tôi nhất định sẽ đòi lại những gì tôi đánh mất. Hy vọng mới không phải chờ 3 năm, nhưng bọn họ nghĩ chờ đợi thế này là đã quá đủ rồi. Bây giờ chính là lúc phản công. Lúc tất cả rời đi, Ninh Thần hơi suy tư một chút rồi gọi điện thoại cho Giản Tư Tư. Bên hội đồng tham mưu đó cứ cho người khác làm đi, giờ em cần làm một việc quan trọng hơn, Ninh Thần dặn dò cả hy vọng mới và hệ thống VR đều đã được cổ vũ. Ai cũng biết đây chính là thời khắc phản công của bọn họ, ai cũng có 200% tinh thần, nhất thời khí thế đã đạt đến đỉnh cao. Những kẻ từng theo nhà họ hoác làm khó hy vọng mới đột nhiên nhận ra đối thủ của mình đã thay đổi. Hệ thống hy vọng mới lúc trước mặc dù rất đoàn kết nhưng cuối cùng vẫn có chút sợ bóng sợ gió. Vì bọn họ biết mình không phải đối thủ, chỉ có thể thu gọn lực lượng, phòng ngự bị động. Nhưng giờ đây đám người này lại đột nhiên xông ra như bầy ong vỡ tổ, đòi đánh đòi giết bọn họ. Những nhà sản xuất đó gửi cho bên cung ứng nguyên vật liệu một tờ thông báo, nội dung gần như là cùng một mẫu viết ra. Trong vòng 48 tiếng phải phục hồi việc cung cấp hàng hóa, đồng thời giảm giá xuống ít nhất là 20%, nếu không, lần đàm phán tiếp theo sẽ là giảm xuống 30%. Lúc bên cung ứng nhận được tờ thông báo này thì nhiều người đều cho rằng họ bị điên rồi hệ thống hy vọng mới đang bị đánh tơi tả mà không biết hay sao. Lại còn dám uy hiếp ngược lại họ. Còn giảm xuống 20%, kể cả không giảm cũng đừng hòng cung cấp nhé, đừng có mơ. Còn về sự uy hiếp 30% thì càng không ai quan tâm, bọn họ chỉ coi như đầu óc của đám sản xuất có vấn đề mà thôi. Nhưng thực tế thì không phải đầu óc bọn họ có vấn đề. Trong thế lực do nhà họ hoác bao vây và tấn công hy vọng mới thì có một nửa là của thế lực ngầm, còn một nửa là thừa nước đục thả câu. Trong trận chiến này, ai cũng cho rằng nhà họ hoác thắng chắc rồi, chỉ còn cần chờ thời gian nữa thôi. Mà ở một lúc nào đó, hoác trạch minh nhận được tin tức của đàn em. Hai công ty tuyên bố chủ động rút lui, hơn nữa còn muốn xin lỗi hy vọng mới. Tại sao, một người nhà họ hoác nắm vị trí quan trọng không hiểu hỏi. Nên đàn em đó do dự một lúc rồi đáp, cụ thể là gì thì chúng tôi chưa rõ, nhưng một trong hai công ty đó có nói với tôi rằng nhà họ hoác sắp gặp nạn rồi, bọn họ không muốn chết chung, chỉ có thể lựa chọn việc tự bảo vệ bản thân. Chúng ta sắp gặp nạn, mấy người nhà họ hoác bật cười hô hố, ông chủ của công ty này bị điên rồi sao? Với tình thế hiện tại, nhà họ hoác có lợi rõ ràng, chỉ cần kiên trì thêm một hai tuần nữa là hệ thống của hy vọng mới tự khắc sẽ sụp đổ. Nhà họ hoác đã phái người đi nghe ngóng từ lâu, rằng hệ thống hy vọng mới đã không còn bao nhiêu tiền để chống đỡ nữa rồi. Đến cả hy vọng mới cũng chỉ còn có vài trăm triệu tiền vốn, còn trụ sở nước ngoài thì vẫn chưa tập trung vốn xong. Còn việc vay vốn ngân hàng thì cũng đã bị nhà họ hoác chặn đứng, cộng thêm việc tình hình của hy vọng mới quá tệ, ngân hàng cũng không dám cho bọn họ vay, sợ bị lỗ vốn. Dù sao vay vốn cũng từ 9 con số trở lên, và nó không phải là một chuyện nhỏ với bất kỳ ngân hàng nào. Hoác Trạch Minh phất tay nói, Vài công ty rút lui thôi mà, không quan trọng đâu, còn chuyện gì khác không?" "Còn ạ, à, tên đàn em đó dừng lại một lúc rồi nói, các nhà sản xuất của hệ thống Hy vọng mới đột nhiên gửi thông báo cho các bên cung ứng, yêu cầu bọn họ phải khôi phục cung cấp hàng hóa trong vòng 48 tiếng và giá phải giảm xuống 20%, nếu không hai ngày sau họ sẽ yêu cầu giảm xuống 30% trở lên." "Đám người của Hy vọng mới bị điên rồi hả, còn tưởng mình vẫn như ngày xưa à." Hơn nữa cho dù bọn họ quay lại thời kỳ đỉnh cao thì cũng không có tư cách ép bên cung ứng hạ giá như vậy. Hoác Trạch Minh nhíu chặt mày, khi nghe được tin này, ông ta bỗng cảm thấy bất an, như là có chuyện gì không tốt sẽ phát sinh vậy. Có biết vì sao họ đột nhiên thông báo vậy không, Hoác Trạch Minh nói. Còn hỏi được gì nữa, chắc là không kiên trì được bao lâu nên muốn hủ dọa người ta đó, một thành viên dòng chính nói. Tên đàn em đó lắc đầu nói, tôi cũng không rõ, bên cung ứng cũng không hiểu vì sao. Nhưng tôi nghe nói là tất cả mọi người trong hệ thống hy vọng mới đều đang ngóc đầu dậy gây áp lực với bên ngoài. Rất nhiều công ty đều hỏi chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao tự nhiên hy vọng mới lại đột nhiên làm lớn vậy chứ? Hoác Trạch Minh nhìn mấy người nằm quyền bên cạnh, hỏi, dạo này chúng ta có gặp sai lầm gì không? Không hề, một người lắc đầu đáp, mọi chuyện giờ đang tiến triển rất thuận lợi, bao gồm cả thị trường thứ cấp tuy chúng ta bị một số người thần bí ngăn cản nhưng vì có đủ kinh tế nên đối phương chưa chiếm được lợi gì. Vậy thì lạ thật, không lẽ hy vọng mới chỉ muốn hù dọa thật thôi sao? Nhưng cái chiêu đó đâu có tác dụng, có người lên tiếng. Hoác trạch minh càng nhíu mày chặt hơn, quyết đoán nói cha. Điều tra ngay cho tôi, rốt cuộc hệ thống hy vọng mới lấy dũng khí ở đâu ra? Là giả vờ giả Việt hay là có nguyên nhân khác? Rõ, tên đàn em đó lập tức gật đầu nhận lệnh một người nhà họ Hóc khác nói, "Chủ tịch, tôi nghĩ không cần phải để ý quá đến chuyện này thôi. Hệ thống hy vọng mới bị chúng ta làm cho khốn đốn, có lẽ đây là giây phút điên cuồng cuối cùng của họ đó. Chúng ta bảo các liên minh chú ý một chút, đừng để bọn họ hù dọa. Chắc vài ngày nữa là bọn họ sẽ phải đầu hàng thôi." Nói đúng lắm, nhưng vẫn phải điều tra. Tên Lý Phong của hy vọng mới còn chưa xuất hiện, không biết đang làm trò mèo gì. Người này không đơn giản, chúng ta không nên khinh thường. Hoắc Trạch Minh đáp, mặc dù ông ta và Hoắc Khải không tiếp xúc nhiều, cũng chẳng gặp mấy lần, nhưng trong lịch sử phát triển của Hy vọng mới, người này luôn có tác dụng vào thời khắc quan trọng. Có mấy lần nguy cơ đều bị người này hóa nguy thành an thì mới có được hệ thống Hy vọng mới ngày hôm nay. Người đàn ông tên Lý Phong đó còn chưa xuất hiện ngày nào thì Hoắc Trạch Minh chưa thể yên lòng ngày đó. Ông ta cho rằng người đàn ông tên Lý Phong này cũng ngang ngửa với cháu trai ruột của mình, người đã từng là ngôi sao hy vọng của dòng họ nhưng ngôi sao hy vọng đó đã rất đài, giờ đã bật vô âm tín. Ông ta có thể khiến một ngôi sao hy vọng rất xuống thì cũng có thể làm vậy với ngôi sao thứ hai. Tiên hiệp hay. Lúc này, một người dòng chính đột nhiên chạy vào, vẻ mặt người đó hoảng loạn, cầm laptop trong tay, hét lên, hỏng rồi. Có chuyện lớn rồi. Vội vội vàng vàng thế còn ra cái thể thống gì nữa, từ từ rồi nói, một người cầm quyền của nhà họ Hóc mắng mỏ. Nhưng người thanh niên đó không sợ thậm chí còn không quan tâm mà chỉ nhìn Hoắc Trạch Minh, nói chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Chủ tịch xem đoạn video này đi. Nói rồi, người đó đưa laptop ra trước mặt Hoắc Trạch Minh và ấn vào nút chạy video. Và cũng rất vinh hạnh nói cho các vị biết, điều này là sự thật. Hơn nữa, tại đây tôi tuyên bố, hy vọng mới sẽ thành lập một chi nhánh mới, dựa trên thành công của kỹ thuật thay đầu làm nền tảng để tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Mục tiêu của chúng tôi là một ngày trong tương lai Từng lời hoắc khải nói đều được phát ra rất rõ ràng. Chương 595, cái gì cũng muốn. Không rõ tình hình cụ thể như thế nào nhưng theo điều tra, các hãng truyền thông lớn đều được mời tham gia họp báo. Hơn nữa, không chỉ ở trong nước mà còn rất nhiều hãng truyền thông lớn ở nước ngoài. Vừa rồi, tôi có gọi cho một người bạn làm truyền thông ở nước ngoài hỏi thăm một chút thì họ nói, tin này đã sớm lan truyền với tốc độ điên cuồng rồi. Nghe nói có rất nhiều người siêu giàu uy đang chuẩn bị liên hệ với hy vọng mới, hỏi về phẫu thuật thay đầu, người thuộc dòng chính nhà họ hó hóc kia trả lời. Đáp án này khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó nhìn. So sánh với những người siêu giàu ở nước ngoài thì lực lượng vốn trong nước vẫn tính là yếu. Cho dù là người giàu nhất toàn quốc thì sao, sợ rằng còn chưa xếp được vào top 20 trên thế giới. Danh sách người giàu có mỗi năm chỉ là liệt kê những nhà giàu khá nổi tiếng và lộ diện. Mà những người thật sự giàu có ẩn giấu phía sau màn thì lại ít người biết đến. Rất có khả năng những người siêu giàu mà người bình thường vẫn thấy chỉ là một con cờ dưới tay họ mà thôi. Nhưng cho dù anh có bao nhiêu tiền, đều phải trải qua hết các cửa sinh, lão, bệnh, tử. Cho nên, cho dù khống chế toàn thế giới thì khi thấy sự thành công của phẫu thuật thay đầu trong tay hy vọng mới, những người siêu giàu thực sự kia chắc chắn cũng muốn tham gia. Quyền thế càng lớn mạnh thì càng hy vọng có thể sống vĩnh viễn có thể tưởng tưởng là những nhân vật siêu giàu trên thế giới nhất định sẽ bỏ ra hết những gì có thể để hy vọng họ có thể thực hiện thành công một lần phẫu thuật thay đầu. Mà hy vọng mới lại nắm giữ kỹ thuật này sẽ trở thành công ty siêu lớn thật sự không có đối thủ. Vốn dĩ kỹ thuật VR đủ để thay đổi hướng đi trong tương lai của thế giới đã đủ khiến người ta tham lam, bây giờ lại có thêm một công nghệ tái sinh. Một người thuộc dòng chính nhà họ Hó hoắc không thể tin được nói, người này, cậu ta là thần sao? tại sao có thể làm được chuyện khó tin như vậy? Trong lòng mỗi người cũng đang có câu hỏi tương tự mà họ rất muốn biết đáp án. Sắc mặt Hoác Trạch Minh càng trở nên khó nhìn, ngay cả người nhà họ Hoác cũng nghĩ như thế, huống chi là những người khác. Tin tức này vừa được công bố ra ngoài, thì gần như không thể đối phó được với hy vọng mới. Không, không thể nào, nếu thật sự như thế thì nhà họ Hoác có thể gặp phải vận rủi. Nghĩ đến báo cáo liên quan đến việc những nhà sản xuất ép giá nhà cung cấp, Hoắc Trạch Minh bỗng hiểu ra tất cả. Chẳng trách mà những người kia dám chân cháo như thế, nhất định là họ đã biết tin này, cũng biết hy vọng mới không thể đánh bại, có chỗ dựa rồi nên không lo ngại gì. Hoắc Trạch Minh có thể nghĩ được những điều này thì những người khác trong nhà họ hóc cũng nghĩ được. Ngay sau đó có người đến hỏi một cách lo lắng, Chủ tịch, đây không phải là chuyện tốt. Nếu những gì trong video nói là thật thì việc chúng ta là kẻ thù của hy vọng mới tương đương với việc tự ép mình vào con đường chết chỉ cần họ nói vài câu, sợ là có vô số người sẽ thừa cơ hãm hại chúng ta. Ông nghĩ rằng tôi không nghĩ tới điều đó sao, hoặc Trạch Minh tỏ vẻ lạnh lùng, nói, nhưng tin này vẫn chưa chính thức xác nhận, ai biết là thật hay giả. Nhớ đó là sự thật thì sao, có người hỏi. Thật ra chuyện này không có nhiều, nhớ, như thế, theo họ thấy, 80% chuyện này là thật. Còn 20% có thể là trong đó có sai sót nhỏ, nhưng tính chân thực vẫn chiếm tỷ lệ vô cùng lớn. Hoác Trạch Minh lạnh giọng hư một tiếng, nói, nếu là thật thì làm sao, kỹ thuật vốn dĩ không thuộc về ai. Nếu nhà họ Hoác có thể làm được thì hy vọng mới vẫn là con kiến có thể dễ dàng bóp chết. Những người nhà họ Hoác nghe thấy đều sửng sốt, họ sẽ nắm lấy kỹ thuật này sao? Sao có thể được, nhà họ Hoác chưa bao giờ đầu tư quá nhiều vào lĩnh vực y học, cho dù là khi Hoác Khải còn nắm quyền lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm mục tiêu chính. Hoác Trạch Minh cũng không giải thích với những người này, chỉ nói trước tiên nên chú ý động tính của các công ty khác, có việc gì tự giải quyết được thì chủ động thực hiện. Tôi có vài việc khác phải làm. Nói xong, Hoác Trạch Minh đứng dậy rời đi. Bỏ lại một phòng đầy những thành viên nòng cốt nhà họ hoác ngơ ngác nhìn nhau. Vẻ mặt của họ đều không dễ nhìn cho lắm. Sự việc này ảnh hưởng quá lớn đến nhà họ hoác. Nếu một người làm không tốt thì có khả năng cả nhà họ hoác sẽ tai họa thảm khốc mà Hoắc Trạch Minh lại không đưa ra được ý kiến gì hay ho mà còn bảo bọn họ phải theo dõi những chuyện sau đó. Theo dõi thì có thể giải quyết được sao? Bây giờ, hy vọng mới đã bắt đầu phản kích rõ ràng rồi, nhà họ Hoắc phải làm thế nào? Rõ ràng biết hy vọng mới nắm trong tay cỗ máy chém giết khó thể chống lại còn muốn tiếp tục đánh thì không phải là ông ta sợ chết chưa đủ nhanh hay sao? Hoắc Trạch Minh rời khỏi phòng họp đến phòng làm việc riêng của mình. Phòng làm việc của ông ta chính là phòng làm việc của Hoác Khải trước đây, nhưng bây giờ đã có một số thay đổi nhất định. Ngoài thay đổi về phong cách trang trí mà còn mang tính bảo mật. Không chỉ được xử lý cách âm tuyệt đối mà còn trang bị cả thiết bị gây nhiễu tín hiệu, bảo đảm không bị người khác nghe lén. Sau khi đi vào văn phòng, Hoác Trạch Minh ấn nút trên bàn làm việc, đóng hết rèm cửa lại. Ông ta cầm một chiếc điện thoại khác từ trong ngăn bàn, mở khóa gọi đi tôi nhìn thấy tin tức về phẫu thuật thay đầu của hy vọng mới. Chuyện này rất nan giải, trụ sở bên đó phải hỗ trợ cho tôi, nếu không, nhà họ hoác coi như xong, hoác trạch minh nói thẳng. Người mà ông ta gọi điện thoại, đương nhiên là một thành viên cao cấp của thế lực ngầm. Đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm thấp, chúng tôi cũng đã nhìn thấy tin tức này, đang phái người đến xác minh. Nhưng thằng nhãi đó chọn một một địa điểm ẩn náu rất kỹ, đến nay vẫn không biết tiến hành phẫu thuật ở đâu. Ngoài ra, sức ảnh hưởng của chúng tôi ở nước ngoài không lớn như ở trong nước, cho nên tôi không quan tâm được nhiều như thế, dù sao các ông bắt buộc phải ra tay trước khi người khác xác thực được tin tức này. Nếu tin này là thật thì cướp tài liệu của chúng, nếu là giả thì công bố chứng cứ cho công chúng. Tầm quan trọng của nhà họ hoác vô cùng to lớn, chắc các ông không muốn dễ dàng mất đi như vậy chứ, Hoác Trạch Minh nói. Lời nói của ông ta ngầm mang chút uy hiếp nhưng Hoác Trạch Minh cũng không có cách nào khác tuy rằng nhà họ Hoắc đã là một thành viên thuộc thế lực ngầm nhưng là chủ của nhà họ Hoắc Hoắc Trạch Minh chỉ hy vọng dòng họ có thể đủ lớn mạnh mà thôi chứ không phải để nhà họ Hoắc sụp đổ khi đối mặt với mối đe dọa nguy hiểm như vậy tất cả những gì ông ta có thể làm là dốc sức làm cho nhà họ Hoắc sống lại còn đối với việc lời nói của mình có làm thế lực ngầm kia bất mãn hay không thì Hoắc Trạch Minh đã không còn nhiều sức lực để cân nhắc nhiều như vậy bởi vì ông ta biết nếu không còn nhà họ Hoắc nữa thì đối với thế lực ngầm kia, ông ta chỉ là đồ bỏ đi không có giá trị lợi dụng. Mà đối với đồ bỏ đi thì những người đó chưa bao giờ có bất kỳ sự đồng tình nào. Cho nên, nhà họ Hoắc còn thì Hoắc Trạch Minh mới có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp. Nếu nhà họ Hoắc không còn nữa thì có đắc tội với ai hay không cũng không quan trọng nữa. Sau khi đầu dây bên kia im lặng một lát, nói chúng tôi sẽ sắp xếp. Nếu giành được tài liệu phẫu thuật, nhà họ Hoắc chúng tôi cũng muốn có một bộ Hoác Trạch Minh nói, các ông không thể từ chối yêu cầu này. Đừng quên, lúc đầu các ông đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi giết Hoác Khải thì các ông sẽ khiến nhà họ Hoác càng trở nên lớn mạnh, hơn nữa còn đồng ý với một yêu cầu của tôi. Yêu cầu đó chính là tôi muốn tài liệu này. Đầu dây bên kia lại im lặng một lát rồi nói, nếu giành được tài liệu phẫu thuật thì sau khi chúng tôi nghiên cứu xong sẽ đưa cho nhà họ Hoác một bộ tuy rằng đối phương không đồng ý giao tài liệu cho nhà họ Hoác ngay nhưng chỉ cần xong việc là có thể lấy được thì nhà họ Hoác cũng đã có vốn để cạnh tranh với những công ty đứng đầu thế giới rồi. Hoác Trạch Minh biết, mình có thể nói mấy lời đe dọa, nhưng không thể khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi. Thế lực ngầm vô cùng to lớn, sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, chỉ dựa vào nhà họ Hoác thì hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Muốn chơi với hổ, điều quan trọng nhất là không bị hổ ăn thịt, thỉnh thoảng trêu đùa nó còn được, nhưng một khi con hổ có dấu hiệu muốn giơ móng vuốt thì anh phải rút lui. Lúc đầu khi Hoắc Trạch Minh tiếp xúc với thế lực ngầm đã do dự rất lâu, cuối cùng không đưa ra quyết định. Bởi vì năng lực của Hoắc Khải vô cùng mạnh mẽ, chỉ bỏ ra công sức vài năm ngắn ngủi đã giúp nhà họ Hoắc bước một bước tiến lớn. Nếu anh có thể tiếp tục dẫn dắt nhà họ Hoắc thì sau này dòng họ nhất định có thể đứng đầu cả nước. Nhưng sức mạnh của thế lực ngầm khiến Hoắc Trạch Minh kinh ngạc không thôi, càng tìm hiểu nhiều thì ông ta càng sợ hãi tổ chức này. Cho nên, cuối cùng, Hoắc Trạch Minh đã không chịu nổi áp lực, chọn lựa sang ngã. Vụ giết người trên núi cao đó là lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới thực hiện. Lúc biết Hoắc Khải bị ném xuống núi, Hoắc Trạch Minh cũng từng khóc một trận vì cảm thấy thương tiếc cho một đứa cháu tốt như thế. Chương 596: Phản kích. Nhưng ông ta không hối hận vì đã làm như thế. Vì một cá nhân lớn mạnh thế nào thì cũng không thể thay đổi toàn thế giới bắt buộc phải dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Hoác Trạch Minh mở máy tính lên, nhìn những tin tức về cuộc phẫu thuật thay đầu được tuyên truyền ngập trời thì ông ta có chút hoang mang. Nếu một cá nhân không thể thay đổi thế giới thì người thanh niên tên Lý Phong kia sao lại làm được? Công bằng mà nói, Hoác Trạch Minh biết mình không thể làm chuyện như vậy. Dù cho ông ta một cơ hội tương tự trong môi trường giống nhau thì ông ta cũng không thể nắm bắt đây là khoảng cách về tầm nhìn chiến lược và may mắn của cá nhân mỗi người không phải bù đắp ngày một ngày hai có vài người bẩm sinh đã giỏi về tầm nhìn tổng thể mà có một vài người chỉ chú trọng lợi ích trước mắt nếu ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác không bị rơi xuống liệu có thể phân cao thấp với lý phong nghĩ đến khả năng này hoác trách minh chợt cảm thấy đau lòng thậm chí còn có chút hối hận có lẽ lúc đầu nên đợi thêm một thời gian để hoác khải có thể chứng tỏ bản thân nhiều hơn nếu anh có thể tạo ra vài kỳ tích thì có lẽ bản thân ông ta sẽ không chọn lựa nương nhờ thế lực ngầm như những người khác trong nhà họ hoác. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Ngôi sao hy vọng một thời đã hoàn toàn biến mất, có lẽ thi thể cũng đã biến thành một đống xương tàn dưới khe núi, mà ngôi sao của hy vọng mới đang từ từ mọc lên. Không, cậu ta đã không còn là một ngôi sao mới, mà là ánh mặt trời trói lọi khiến người khác không thể nhìn thẳng. Cho dù đứng từ khoảng cách rất xa nhìn lên, vẫn cảm thấy một áp lực to lớn một mình ngồi trong phòng làm việc khổng lồ bỗng nhiên hoác trạch minh cảm thấy thật cô đơn nhớ lại những ngày tháng chung sức cùng hoác khải ông ta nặng nề thở dài tiếng thở không ngừng vang vọng trong căn phòng vị chủ nhân mới của nhà họ hoác đã nắm quyền hơn một năm cuối cùng vào giờ phút này đã nhận ra bản thân đã phạm phải một sai làm quá lớn đúng lúc này những tin tức về sự thành công của cuộc phẫu thuật thay đầu do hy vọng mới làm chủ đã truyền qua nhiều công ty và các phương tiện truyền thông khác nhau càn quét khắp thế giới như vũ báo. Điện thoại di động, máy tính, thậm chí cả radio của mọi người tiếp nhận sự oanh tạc luân phiên của tin tức này trong thời gian ngắn nhất. Các hãng truyền thông dốc sức để đẩy tin, đây là một tiêu đề chiếm sức hút, không có bất kỳ tin tức nào có thể thu hút người xem bằng bản tin này. Sống lại đấy! Thật là một công nghệ đáng mơ ước đã được thực hiện trong đời thực. Nếu bây giờ bạn chưa già, tương lai lại tiết kiệm được chút tiền thì có thể bắt kịp để hưởng thụ làn sóng lợi ích và trải nghiệm cảm giác cải lão hoàn đồng. Khắp đường lớn ngõ hẻm, mọi người đều bàn tán về những chuyện này. Cho dù là người bình thường nhất, khi đọc được tin tức này cũng không khỏi kích động. Ngay cả những người bình thường cũng biết thì những người phụ trách những công ty đó đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Những công ty trong hệ thống Hy vọng mới cũng hết sức mừng rỡ. Họ biết rằng với kỹ thuật này, Hy vọng mới sẽ không thể bị người khác đè bẹp. Mà những công ty là đối thủ của Hy vọng mới thì điên cuồng tìm kiếm sự thật. Họ vô cùng hy vọng những tin tức này chỉ là giả, là Hy vọng mới cố tình tung tin để thu hút sự chú ý. Nhưng khi họ nhìn thấy cùng một tin đã lan truyền trên toàn thế giới thì họ đã biết, tin tức này không thể là giả. Không có tin vịt nào có thể lừa dối cả thế giới. Hy vọng mới không phải là thần, họ không thể làm được chuyện đó. Nhưng lý phong của Hy vọng mới quả thực giống như một vị thần. Nếu không phải thần thì sao có thể làm được phẫu thuật thay đầu? Cuộc phản công của Hy vọng mới đang diễn ra nhanh chóng. Bây giờ, tất cả các công ty gặp phải cuộc phản công này đều không dám hành động hấp tấp. Họ nhanh chóng co lại lực lượng của mình, yêu cầu cấp dưới nhanh chóng rút lui, đồng thời gửi tin cho nhà họ Hóc hỏi xem bây giờ nên làm thế nào. Một công ty hỏi, nhà họ Hóc còn có thể trả lời, bình tĩnh, không nên hỗn loạn. Nhưng tất cả các công ty đều đến hỏi thì nhà họ Hóc cũng không biết trả lời thế nào. Họ chỉ có thể do dự, mơ hồ mà nói là trong dòng họ đang nghiên cứu đối sách để những người khác bình tĩnh hơn một chút. Nhưng nói thì dễ mà ai có thể thật sự thờ ơ? Người nhà họ Hóc không đưa ra được biện pháp nào thì những người kia chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Những người có liên quan không nhiều đến chuyện này thì lập tức đổi giọng nói mọi thứ trước đó chỉ là hiểu lầm do cấp dưới tự quyết định họ đúng lúc đẩy ra mấy kẻ chết thay muốn cho chuyện này cứ thế trôi đi nhưng hy vọng mới nào có dễ dàng đối phó như vậy các công ty trong hệ thống đều nén một bụng tức nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phản công này các ông nói là hiểu lầm vậy được rồi tổn thất đã gây ra trước đây nên bồi thường thì bồi thường nên bù đắp thì bù đắp chúng tôi thiệt hại một đồng thì các ông phải đền ít nhất ba đồng không trả. Được, dù sao, hy vọng mới của chúng tôi nắm giữ kỹ thuật VR và công nghệ thay đầu kinh thiên động địa, xuất quỷ nhập thần, thế giới tương lai, nhất định thuộc về chúng tôi. Chỉ cần các ông dám nói không trả, vậy thì lập tức phát ra thông báo, liệt vào danh sách đen, sau này từ chối hợp tác, xem ai đen đuổi. Sức mạnh của lệnh cấm vận do hệ thống hy vọng mới phát ra đã được chứng minh nhiều lần trước đây, điển hình nhất là tập đoàn Phong Âu. Bởi vì, một câu cấm vận của Hy vọng mới thì chắc chắn không có ai hợp tác với họ, cuối cùng đành bất lực phải bán cổ phần công ty cho Hy vọng mới. Tuy rằng hiện tại, tập đoàn Phong Âu đã đổi tên, trở thành chi nhánh chuyên về chip của Hy vọng mới, sản lượng kinh doanh và trình độ kỹ thuật đều được nâng cao rất nhiều, nhưng từ một ông chủ trở thành người làm công thì vẫn là điều mà có rất nhiều người không thể chấp nhận được. Vì vậy, hầu hết các công ty đành phải chấp nhận xui xẻo, nghiến răng nghiến lợi vét hết tài sản để bồi thường mà những công ty liên quan sâu đến chuyện này thì không dễ dàng rút lui như thế. Họ muốn nói đây chỉ là một sự hiểu lần thì ngay cả bản thân họ cũng không tin điều đó, đành bất lực mà tiến hành thương lượng với những công ty trong hệ thống hy vọng mới. Trước đây là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, bây giờ biết sai rồi. Các anh cứ nói một con số, nên bồi thường bao nhiêu thì chúng tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu. Đương nhiên, các công ty trong hệ thống hy vọng mới như con sư tử rình mồi, không phải người ta nói bao nhiêu thì họ sẽ đền bằng đó. Có một số công ty vừa mở miệng đã nói 10 tỷ thì ai mà chịu nổi. Họ chỉ có thể gắng sức tiết chế giọng điệu ôn hòa một chút, sau đó ở trên bàn đàm phán đè sự ảnh hưởng của chuyện này xuống. Nhưng cho dù làm thế nào thì những công ty của hệ thống hy vọng mới đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù là trong cuộc đàm phán, họ cũng tỏ ra hung hăng, đập bàn đá ghế, không nể nang một chút nào. Đừng nói họ là người không biết điều lúc đầu bị người áp bức và tấn công thiếu chút nữa là gục ngã. Bây giờ trở thành phượng hoàng bay lên đậu cành cao, ai mà không phun lửa để cho hả giận chứ. Hơn nữa, nếu không có cuộc phẫu thuật thay đầu lần này, một khi hệ thống hy vọng mới sụp đổ thì kết cục của họ sao có thể tốt hơn được. Nếu bên kia giành chiến thắng thì chỉ sợ còn quá đáng hơn họ nhiều. Ngoài đối thủ cạnh tranh này thì khó chịu nhất có lẽ chính là những công ty trong hệ thống đã rút lui ở thời kỳ đầu và giữa kỳ. Vốn dĩ họ có thể hưởng những lợi ích từ phẫu thuật thay đầu đem lại, nhưng sau khi rút lui, họ đã không còn là người trong hệ thống nữa. Muốn quay lại để giành lợi ích, chưa nói đến những công ty đối địch sẽ bỏ qua cho họ mà chính họ cũng không có mặt mũi nào mà làm thế. Điều quan trọng nhất là, Giản Tư Tư đích thân dẫn đầu một nhóm chuyên môn pháp lý và trưởng phòng tài chính của Hy vọng mới cùng với nhóm đánh giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tận cửa cho những công ty nhỏ rút lui đầu tiên. Nội dung phục vụ rất đơn giản, nếu anh đã chọn rút khỏi hệ thống Hy vọng mới, khi chúng tôi cần giúp đỡ nhất thì lại đâm cho một nhát dao vào lưng, gây trở ngại, vậy thì cũng đừng trách chúng tôi không có tình nghĩa. Bây giờ cho các anh hai con đường, một là trở thành kẻ thù của Hy vọng mới, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Sau này chúng tôi sẽ hoàn toàn cấm vận các anh, nhanh chóng đẩy các anh đến bước đường cùng. Để người khác biết, phản bội Hy vọng mới sẽ có kết cục thế nào. Con đường thứ hai là Hy vọng mới bỏ vốn mua lại công ty các anh. Tuy rằng Hy vọng mới yêu cầu ít nhất 51% vốn chủ sở hữu, nhưng sẽ không nhúng tay vào việc quản lý và định hướng phát triển chiến lược. Đây cũng là điểm đặc sắc trong thu mua của Hy vọng mới, dù quyền điều hành lớn đến đâu cũng không dễ dàng can thiệp vào hoạt động cụ thể của công ty bị thu mua. Nói một cách đơn giản, chúng tôi chỉ muốn kiểm soát công ty, còn việc phát triển nó thì do các anh làm chủ. Chính sách này cũng ít nhiều cho những công ty này một bậc thang đi xuống. Ít nhất họ vẫn được coi là chủ của công ty. Mà điểm đặc sắc này là do Hoác Khải đưa ra. chương 597, quy mô gây chấn động. Hoác Khải biết rõ công ty càng lớn thì năng lực cá nhân càng mạnh, mà một người cũng không thể quản lý mấy trăm công ty. Xu thế trong tương lai nhất định phải tích hợp nhiều ngành nghề khác nhau, ai cũng không rời bỏ ai. Cho nên, hy vọng mới không cần lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực phát triển chi nhánh mà chỉ cần bảo đảm nắm bắt được lực lượng cấp dưới của mình. Để họ tự làm, tự quyết thì trái lại tốc độ phát triển còn nhanh hơn. Cho nên, Hoắc Khải không bao giờ can thiệp vào sự phát triển của chi nhánh, trừ khi thật sự có những sai lầm lớn mang tính chiến lược, nếu không, họ muốn làm gì thì cứ làm. Theo lời anh nói, nếu đã là tổng giám đốc thì nên giao quyền. Nếu cái gì cũng muốn tự làm thì còn giữ chức tổng giám đốc làm gì? Giản tư tư dẫn một đội chuyên nghiệp mang đến cơ hội lựa chọn vô cùng đau khổ cho các công ty nhỏ không bán cổ phần à, có lẽ không đến một tuần, công ty sẽ phá sản. Video cuộc phẫu thuật thay đầu hiện đã đạt hơn một tỷ lượt xem ở trong nước. Đây mới chỉ trong thời gian một ngày, có thể nói, nhân dân toàn quốc đều xem đoạn video này. Đương nhiên, có lẽ cũng có người xem vài lần, nhưng dù thế nào thì đều chứng tỏ độ nóng của sự kiện này vô cùng khủng khiếp. Cho nên những tiêu đề, chủ đề, tìm kiếm phổ biến của giới truyền thông đều về sự kiện này đứng thứ hai là chiến thắng rực rỡ của hy vọng mới cho dù là người bình thường thì đều cho rằng chắc chắn hy vọng mới sẽ chiến thắng trong hoàn cảnh này những công ty nhỏ kia sẽ làm thế nào ngay cả tập đoàn phong âu cũng bị hy vọng mới cấm vận đến nỗi không chống đỡ nổi huống hồ là bọn họ mà nếu bán cổ phiếu vì sau này công ty không còn là của mình nhưng ít nhất còn có cơ hội tiếp tục phát triển vất vả bao lâu mới đạt được kết quả như thế ai mà nỡ buông tay chứ hơn nữa, việc gia nhập hệ thống hy vọng mới thực sự đã đem lại lợi ích to lớn cho họ, sau này có thể dự đoán trước được rằng, hệ thống hy vọng mới chắc chắn sẽ phát triển một cách nhanh chóng, đạt đến một tầm cao mới. Có sự hỗ trợ của hệ thống này, thì tốc độ phát triển của công ty họ sẽ càng nhanh càng mượt hơn. Cứ như vậy, sau một thời gian suy nghĩ, ông chủ của những công ty nhỏ đó và các cổ đông cuối cùng cũng chọn cách thỏa hiệp. Ít nhất là bán ra 51% cổ phần, còn nhiều nhất thì thậm chí còn bán ra hơn 80%. Giá cổ phiếu cũng không cao, nói chính xác hơn là đội của giản tư tư ép giá xuống rất thấp. Hoặc là ngoan ngoãn cầm tiền, hoặc là bị cấm vận, đợi sau khi anh phá sản thì quay lại thu mua. Dưới áp lực lớn như vậy, không ai đủ can đảm để đàm phán về giá cả nên chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Trong vòng chưa đầy một tuần, giản tư tư đã mua đến 70-80% số lượng công ty nhỏ kia tuy rằng giá bị ép xuống thấp nhưng hy vọng mới vẫn phải bỏ ra số tiền hơn 10 tỷ để thu mua. Tuy nhiên, hiện tại hy vọng mới cũng không thiếu tiền. Cho dù giá cổ phiếu tăng lên gấp đôi, nhưng các công ty đầu tư mạo hiểm trong nước vẫn ném tiền vào đó một cách điên cuồng. Những hóa đơn hàng trăm triệu, hàng tỷ đúng hạn chuyển vào tài khoản của hy vọng mới như lời đã nói, chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày đã có thêm mấy chục tỷ. Mà trụ sở nước ngoài hút vốn lại càng khủng khiếp hơn. Hoác Khải chỉ tăng gấp đôi giá cổ phiếu trong nước nhưng giá cổ phiếu ở trụ sở nước ngoài thì đã tăng gấp 3 lần. Trước đó là 2.000 đô trên một cổ phiếu, còn bây giờ đã nhảy vọt lên 6.000 đô một cổ phiếu. Nếu quy đổi thành giá nhân dân tệ thì đã hơn 40.000 tệ. Nếu tính tên tổng vốn chủ sở hữu thì đó là 400.000 tỷ. Còn tính theo tiền đô cũng có quy mô chục ngàn tỷ. Những cổ phiếu như thế nếu như bình thường đã không biết có bao nhiêu người chửi bới rồi trong lịch sử, chỉ có hai công ty có giá cổ phiếu hơn 6.000 đô. Một công ty được thành lập bởi thần chứng khoán nổi tiếng trên thế giới. Giá mỗi cổ phiếu sấp xỉ 300.000 đô, nhưng số lượng cổ phiếu họ phát hành không nhiều, tổng tài sản của công ty cũng chỉ khoảng 400 tỷ đô. Mà một công ty khác là thương hiệu Sô-cô-la nổi tiếng, mỗi cổ phiếu có giá trên 80.000 đô, tài sản thì còn nhỏ hơn, chỉ từ 20 đến 30 tỷ đô nếu tính trên tổng tài sản thì hy vọng mới đã vượt qua hai công ty này không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi tính trên giá trị tài sản, thì hy vọng mới cũng có thể nhảy vọt lên vị trí đầu tiên trong số các doanh nghiệp tư nhân. Cho dù là công ty hoa quả với giá trị đạt tới 1.000 tỷ thì cũng chỉ là một đứa nhóc con khi so với anh. Nhưng mức giá này cũng không khiến những nhà đầu tư nước ngoài trùn bước mà trái lại, nó càng khơi dậy niềm tin đầu tư của họ. Số lượng hóa đơn cao nhất ngưỡng, ùn ùn kéo đến, chỉ trong một ngày, trụ sở nước ngoài đã nhận hơn 100 tỷ. Quy mô lớn như vậy đã thu hút không ít sự chú ý của cả nước. Nhưng các nhà đầu tư hiện tại của hy vọng mới đã không chỉ là các công ty mạo hiểm mà còn có rất nhiều dòng họ giàu có và quyền quý âm thầm mua vào. Những người này cùng nhau ủng hộ hy vọng mới, khiến không ai dám ra tay với anh. Ai cũng biết, hy vọng mới có ngày hôm nay là dựa vào hai công nghệ. Một là công nghệ VR, hai là công nghệ tái sinh cho dù hai công nghệ này vẫn chưa phát triển một cách thành thục nhưng lại liên quan đến tương lai của nhân loại. Có thể nói, số vốn hàng chục ngàn tỷ đã đủ để thu hút hầu hết các quỹ tiền mặt trên toàn thế giới. Nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ, bởi vì họ biết, nếu hy vọng mới có thể thành công thì dù giá trị thị trường đạt hàng chục ngàn tỷ là chuyện bình thường. Vì họ muốn thay đổi thế giới, thay đổi vận mệnh vốn có loài người. Đối với những người bình thường, tiền là báu vật nhưng trong mắt những người đứng đầu thì đó chỉ là một con số. Có thể dùng con số để kéo dài tuổi thọ thì ai lại không sẵn sàng làm việc đó. Cho nên, giản tư tư thu mua lại những công ty nhỏ kia không mảy may tốn chút sức lực nào. Số tiền đã dùng vốn dĩ có thể là tổn hại lớn đối với hy vọng mới, vậy mà bây giờ chúng chỉ chiếm chưa đến một phần 20 dòng tiền của họ. Theo dòng thời gian, một số tiền lớn vẫn đang đổ về, hy vọng mới đã không thiếu tiền nữa tất cả mọi người đều háo hức mong chờ, có thể dùng số tiền nhàn rỗi để giúp hy vọng mới nhanh chóng hoàn thiện công nghệ này. Nhất là những người giàu có đã giải yếu bệnh nặng sắp chết thì lại càng cảm thấy cấp thiết. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc thu mua đối với các công ty nhỏ, giản tư tư lại nhanh chóng chuyển sang các công ty quy mô vừa và vẫn áp dụng cách thức như cũ. Anh sẵn sàng bị cấm vận hay là đồng ý thu mua? Không có lựa chọn thứ ba. Cho dù là những công ty tầm trung có tài sản mấy tỷ cũng không có chút tự tin nào để đối đầu với Hy vọng mới. Lựa chọn duy nhất của họ là tham gia vào Hy vọng mới, đi theo công ty chạy về phía trước bằng những bước lớn không thể ngăn cản nổi này. Một ca phẫu thuật thay đầu đã nâng vị thế của Hy vọng mới lên đỉnh cao. Tất cả những công ty đối thủ của Hy vọng mới bây giờ phải trốn kỹ, không dám thò mặt ra sợ gặp phải rắc rối. Nhưng các công ty trong hệ thống hy vọng mới lại không hề muốn kiềm nén sự tức giận trong lòng. Họ quay cuồng với những tài liệu tài chính, mở rộng để thu lại những tổn thất đã mất lúc trước, đồng thời kiếm được không ít lợi ích khác. Ninh Thần không ngăn cản những hành động đó, ngay cả khi có một vài công ty hơi tham lam. Chương 598: Thất vọng. Cô muốn nhân cơ hội này để cả thế giới biết được, hy vọng mới không phải kẻ dễ chọc nếu các anh dám trở thành đối thủ của tôi vậy thì chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn đi kể từ thời điểm này giá trị của hy vọng mới từ hàng chục tỷ tăng lên hàng chục ngàn tỷ chỉ trong tích tắc không ai dám định giá hàng trăm ngàn tỷ vì nó quá khó tin trong lịch sử chưa từng có công ty nào đạt được đến mức độ này nhưng quy mô chục ngàn tỷ thì còn có thể dự đoán được ngay cả khi hy vọng mới chỉ dựa vào sự hỗ trợ của hai công nghệ này cũng đủ để phát triển đến quy mô đó những công ty mạo hiểm đã từng thu mua cổ phần ở hy vọng mới thì bây giờ đã vui mừng đến phát điên trước đây khi họ mua cổ phiếu của hy vọng mới còn bị người ta chửi bới thậm thì còn xảy ra trường hợp một số nhà đầu tư chạy đến chửi bới đánh đập họ bây giờ mới bao lâu chứ vốn cổ phần trong tay tăng lên gấp đôi còn có cách đầu tư nào nhanh chóng kiếm được tiền hơn là đầu tư vào hy vọng mới công ty đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư chỉ hận lúc đầu sau không mua nhiều một chút nếu không, lần này có thể kiếm được vài tỷ rồi. Trong khi hệ thống hy vọng mới phản công mạnh mẽ thì nhà họ hoác bên kia cũng vấp phải khó khăn. Tất cả các công ty đều chủ động xóa sạch quan hệ với họ, bao gồm cả những công ty trong thế lực ngầm. Họ đều biết rằng, nếu không xử lý được hy vọng mới thì nhất định nhà họ hoác sẽ gặp xui xẻo. Đến lúc này ai mà có liên quan đến nhà họ hoác thì kẻ đó cũng xong đời. Tuy thế lực ngầm đã đạt được thỏa thuận với Hoắc Trạch Minh chuyện giành lấy tài liệu kỹ thuật, nhưng họ phải hành động thật thận trọng trước khi đạt được mục tiêu của mình. Hoắc Trạch Minh cũng hiểu rõ điều này, cho nên ông ta cũng không oán trời trách người, chỉ lặng lẽ đợi kết quả cuối cùng. Tất cả đồng minh trong hệ thống hy vọng mới đều kiếm được đầy lợi ích trong lần này, ngay cả quốc tế đường thì cũng vậy. Điều này khiến đường quốc diệu rất mừng rõ, đồng thời cũng rất chán nản ông ấy mừng vì quốc tế đường thị đã đưa ra quyết định chính xác là liên minh với hy vọng mới. Còn chán nản là vì người đàn ông tên Lý Phong kia đã kết hôn rồi, hơn nữa hai vợ chồng họ còn vô cùng yêu thương nhau, không có khả năng ly hôn. Nếu như vậy, con gái làm sao bây giờ? Trước đây, vợ của đường quốc diệu còn cho rằng con gái mình là cành vàng lá ngọc, không thể dây dưa với một người đàn ông đã có vợ. Nhưng khi phẫu thuật thay đầu xuất hiện, tiếng tâm của hy vọng mới càng thêm trói lọi, bà ta cũng không còn nói được gì nữa. Chưa nói đến những tài năng trẻ mà mình đã gặp quá, ngay cả ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoác ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không thể so sánh được với Lý Phong. Nhà họ Hoác cùng lắm cũng chỉ có quy mô mấy trăm tỷ, còn hy vọng mới thì sao? Dưới sự dẫn dắt của Lý Phong, giá trị công ty đã đạt trên chục ngàn tỷ rồi. Chục ngàn tỷ so với mấy trăm tỷ, bên nào khủng khiếp hơn thì chỉ cần không phải thằng ngốc thì sẽ phân biệt được nếu con gái có thể ở bên người đàn ông này cho dù không có danh phận thì cũng có lợi ích rất lớn hơn nữa không có ai dám cười họ chỉ có thể ngưỡng mộ đố kỵ vì bản thân không có cơ hội như thế vì thế bây giờ hai vợ chồng đường quốc diệu vô cùng hy vọng đường trọng vi có thể ở bên lý phong nhưng đường trọng vi không làm được phong độ của hoác khải bây giờ càng tốt bao nhiêu thì trong lòng cô ấy càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu tại sao người đàn ông này là ưu tú như vậy Ánh sáng tỏa ra từ anh ấy dường như còn che khuất người từng là chồng chưa cưới của mình. Trên thế giới này, còn có người đàn ông ưu tú hơn chồng chưa cưới của mình sao? Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Không biết vì sao, trong lòng Đường Trọng Vi, hình ảnh của hai người đàn ông dần dần ăn khớp vào nhau. Thậm chí, cô ấy còn có suy nghĩ khiến chính mình cũng không phân biệt được đúng sai, rằng hai người đó vốn dĩ là một. Suy nghĩ này khiến cô ấy cảm thấy rất vô lý rõ ràng là dáng vẻ, giọng nói, chiều cao, kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể cùng là một người. Nhưng hai người này cũng ưu tú như nhau, tính cách và phong cách làm việc cũng giống nhau. Vẫn là câu nói đó, nếu trên thế giới này có thể tách rời linh hồn và thể xác vậy thì Hoác Khải và Lý Phong chắc chắc có cùng một linh hồn. Linh hồn. Khi nghĩ tới từ này, trong đầu đường trọng vi nảy ra một suy nghĩ không thể tin được linh hồn của chồng chưa cưới có khi nào thật sự ở trên thân xác của người đàn ông đó cô ấy đã nghi ngờ kẻ giả mạo nhà họ hoác từ lâu nhưng loại chuyện này quá mức khó tin cho dù là nghi ngờ thì đường trọng vi cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh cho suy đoán của cô mà bây giờ ánh sáng rực rỡ của hoác khải khiến cô ấy không kìm nổi muốn tự mình hỏi rốt cuộc người đàn ông đó là ai tại sao lại giống người đàn ông mà cô ấy yêu nhất như vậy sau khi Đường Quốc Diệu nói thẳng hay nói bóng gió rất nhiều lần, Đường Trọng Vi đã nhận nhiệm vụ của bộ phận quan hệ công chúng trong Quốc tế Đường Thị, cắn răng đến hy vọng mới với tư cách là người đại diện cho Quốc tế Đường Thị. Một mặt là chúc mừng hy vọng mới đã đạt được thành tựu mới, mặt khác cũng kéo gần tình cảm cá nhân với Hoắc Khải. Cô ấy biết bố mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng Đường Trọng Vi không cảm thấy mình có lợi thế hơn Ninh Thần. Có lẽ, xuất phát điểm của cô ấy tốt hơn nhưng ninh thần và hoác khải có giấy chứng nhận kết hôn có con cái có tình cảm thực sự cùng nhau trải qua bao khó khăn những thứ này lẽ nào không quan trọng bằng thân phận sao nhất là khi tận mắt nhìn thấy ninh thần đường trọng vi bỗng phát hiện người phụ nữ này đã khác rất nhiều so với lần cô ấy gặp trước đây lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy ninh thần là khi hy vọng mới chưa phải là công ty lớn chỉ là công ty khá có tiếng trong ngành giảm béo mà thôi công ty như thế ở đâu chẳng có không đáng nhắc tới trước mặt quốc tế Đường thị. Ninh Thần lúc đó nhìn có vẻ rất hiền dịu, không khác gì chị hàng xóm. Nhưng trải qua mấy năm rèn luyện, hy vọng mới phát triển càng lớn thì cô ấy lại càng thêm tự tin. Phong độ con người cũng vì thế mà thăng hoa. Bây giờ, Ninh Thần nhìn rất tự tin, cao quý, tràn đầy sức hấp dẫn của người phụ nữ thành thục. Mỗi lời nói mỗi hành động của cô ấy đều khiến Đường Trọng Vi cảm thấy tự tin một cách khó hiểu. Thân phận viên Minh Châu của quốc tế Đường thị của cô ấy không có bất kỳ ưu thế nào trước mặt người ta, vì cô là tổng giám đốc của Hy vọng mới, là người vợ kết tóc của Hoắc Khải. Khi nhìn thấy Ninh Thần, sau khi Đường Trọng Vi thở dài một hơi thì tiến lên trước bắt tay cô, nói "Chị Ninh thật sự khiến em cảm thấy hổ thẹn quá." Ninh Thần không ngờ cô ấy bất chợt nói như vậy, cô không khỏi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, cười nói: "Em nói gì vậy, chị phải ngưỡng mộ em mới đúng." em vừa trẻ trung lại vừa sinh ra đã ở vạch đích. Đường Trọng Vi nở nụ cười chua xót, mình thì có cái gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Cô hoàn toàn không cảm thấy vậy, ninh thần cũng không nghĩ nhiều. Trong những người mấy ngày nay đến chúc mừng hy vọng mới thì có rất nhiều người có phản ứng giống Đường Trọng Vi, bởi vì hy vọng mới tăng trưởng quá nhanh, thật giống như cưỡi tên lửa phóng lên trời vậy. Sự chênh lệch quá lớn khiến tâm lý con người khó mà thích nghi. Cô biết quan hệ cá nhân của đường Trọng Vi và chồng mình rất tốt, Ninh Thần mỉm cười, kéo cô lại nói, gần đây, Lý Phong ở nước ngoài bận rộn với công nghệ tái sinh, không biết lúc nào mới trở lại. Tuy lần này em đến có việc nhưng không cần cảm thấy xa lạ. Buổi tối về nhà chị ăn cơm, rồi cùng nhau nói chuyện. Nghe câu nói này, đường Trọng Vi có chút trột dạ. Nói chuyện, nói cái gì? Lẽ nào cô ấy phát hiện ra điều gì rồi? Đương nhiên Ninh Thần biết sự ưu tú của chồng cô khiến bất kỳ ai cũng không thể nào so sánh được một người đàn ông tốt như thế được những người con gái khác nhớ nhung cũng không phải là chuyện kỳ lạ thậm chí ninh thần còn có cảm giác có lẽ sau này mình phải quen những chuyện như thế dù sao những bông hoa tươi đẹp nhất luôn dễ lôi kéo những con ong đến lấy mật nếu không chuẩn bị tốt tâm lý thì sẽ luôn phiền não vì chuyện này sợ rằng sau này cô còn không có tâm trạng làm việc biết trong thời gian ngắn hoác khải sẽ không thể quay lại đường trọng vĩ ít nhiều cũng có chút thất vọng. Lần này cô ấy tới chủ yếu để gặp Hoác Khải. Một phần nhỏ là theo yêu cầu của đường quốc diệu hy vọng có thể bàn bạc chuyện hợp tác với hy vọng mới chi nhánh nước ngoài. Quốc tế đường thị vẫn nỗ lực giành thị trường trong nước nhưng thị trường chủ lực vẫn là thị trường quốc tế. Quốc tế đường thị đã nhìn ra tiềm lực của trụ sở nước ngoài. Đường quốc diệu hy vọng, quốc tế đường thị có thể trở thành công ty đầu tiên có quan hệ hợp tác với hy vọng mới cả trong và ngoài nước. Đảm nhiệm trọng trách như vậy khiến trong lòng đường trọng vi có chút áp lực, nhưng gây giờ áp lực này đã bị nỗi thất vọng trong lòng che khuất rồi. chương 599, bị tấn công. Khi đường trọng vi đến công ty hy vọng mới gặp ninh thần thì ở nước ngoài, Hoác Khải cũng đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Phẫu thuật thay đầu quá nổi bật thu hút sự chú ý của vô số người. Một số người sử dụng những biện pháp chính đáng để hợp tác nhưng có rất nhiều người muốn dùng thủ đoạn đê hèn để cướp công lao của anh. Bệnh viện Wilson đã tìm đến thành phố mà Hoắc Khải đặt phòng phẫu thuật ở đó nhưng họ không lập tức hành động mà thông qua các biện pháp để chuyển một thông điệp cho Hoắc Khải. Họ đã có đủ bằng chứng để chứng minh người chủ đứng sau vụ cướp ở bệnh viện Wilson chính là Hoắc Khải. Nhưng họ không muốn xung đột trực diện với Hoắc Khải, cho dù anh cướp đi bao nhiêu tài liệu, lấy đi bao nhiêu thuốc đặc trị đều không quan trọng. Bây giờ chúng tôi yêu cầu chia sẻ tài nguyên với anh. Anh có thể sử dụng tất cả những tài liệu của bệnh viện Wilson, bao gồm cả kỹ sư của chúng tôi cũng có thể cho anh mượn bất cứ lúc nào tương tự anh cũng phải chia sẻ với chúng tôi công nghệ của kỹ thuật thay đầu nếu không chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với anh đừng quên anh đã cướp bệnh viện wilson trước cho nên chuyện chúng tôi xử lý anh cũng là việc làm không có gì quá đáng tuy lý do của bệnh viện wilson có vẻ cứng rắn nhưng so với thái độ của người nào đó thì họ đã coi như ôn hòa rồi không trực tiếp đến cướp còn có chút kiêng nể mà có nhiều người còn cho người đến dùng tất cả các thủ đoạn. Như moi tin từ những chuyên gia, hacker xâm nhập, toàn những hành động đáng coi thường. Trong hai ngày này, tiểu đội tinh anh đã bắt được không biết bao nhiêu gián điệp lẻn vào khu vực lân cận. Đối với những gián điệp này, tiểu đội tinh anh cũng không khách sáo, đánh gãy chân tay rồi vứt ra khỏi thành phố. Tất cả gián điệp đều một đi không trở lại khiến nhiều người không kìm nổi tức giận, phái một số lượng lớn nhân viên đến đột kích. Nhưng Cổ Ngôn Tài đã dự đoán được trước tình huống này nên điều động toàn bộ lực lượng bảo vệ của mình tới. Tuy những bảo vệ này không đọ nổi sức mạnh với tiểu đội tinh anh nhưng số lượng của họ thì áp đảo. Đội ngũ hơn 100 người đủ để bảo vệ khu vực xung quanh bất khả xâm phạm. Muốn đột phá từ bên trong ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không bệnh viện Wilson được sự hậu thuẫn của các lực lượng cấp nhà nước sao lại phải thương lượng hợp tác với hy vọng mới chứ? cách người khác đối xử với anh phụ thuộc vào anh có nhiều tiền hay không, con bài của anh đủ cứng hay không. Nếu Hoắc Khải là một người có ít quân bài thì đã bị ăn sạch cả xương từ lâu rồi. Cho dù, bên ngoài có tiểu đội tinh anh loại ra những khúc xương khó nhằn, bên trong có lực lượng bảo vệ để củng cố vòng vây nhưng Hoắc Khải không cho rằng như vậy đã đủ an toàn. Ở đây quá bắt mắt, có đến 800 thậm chí hơn 1.000 kẻ thù đến đây, chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì việc đối phó cũng không có gì to tát nhưng anh không thể chịu đựng được những trận chiến hết ngày này đến tháng khác, cho dù là tiểu đội tinh anh thì cũng đều là người, họ cũng biết mệt. Đợi đến khi họ mệt rồi thì kẻ thù sẽ xông lên, đến lúc đó trừ khi có thần tiên hạ phàm nếu không, không một ai có thể ngăn cản được. Cho nên, Hoác Khải lập tức sắp xếp tất cả mọi người phân tán để đổi vị trí. Công việc thay đổi vị trí chủ yếu do đội viên của tiểu đội tinh anh phụ trách. Cô gái có mật danh Neza đã hách tất cả các phương tiện liên lạc gần đó, ngay cả vệ tinh cũng không theo dõi được tình hình ở đây mà các chuyên gia thì bí mật hóa trang thành nhiều người khác nhau rời khỏi phòng phẫu thuật dưới sự che chắn của lực lượng an ninh tất cả các tài liệu kỹ thuật đều được lưu trữ trong ba ổ cứng hoắc khải cầm một chiếc cổ ngôn tài cầm một chiếc còn một chiếc giao cho tiểu đội tinh anh bất luận là ai gặp phải rắc rối xác định tình hình rất khó chạy thoát thì bắt buộc phải kịp thời phá hủy đĩa cứng tuyệt đối không thể khiến tài liệu kỹ thuật rơi vào tay kẻ thù Điều này nghe có vẻ giống như một cuộc chiến nhưng trên thực tế nó cũng không khác gì một cuộc chiến. Nếu không cẩn thận thì bất cứ lúc nào cũng phải đối diện với cái chết. Hoắc Khải cũng hóa trang thành một người châu Âu có bộ râu xồm xoàm, lẩn vào trong đám người rời đi. Trong tất cả mọi người, thì chỉ gặp phiền phức một chút ở chỗ Hoác Giai Minh. Bây giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, theo kiểm tra của các chuyên gia thì các chức năng cơ thể của Hoác Giai Minh đã hồi phục không khác gì người bình thường. Còn tại sao chưa tỉnh thì có thể liên quan đến việc sóng não của cậu ta chưa được bình thường lắm. Sóng điện não của người bình thường là liên tục và ổn định, nhưng sóng điện não của Hoắc Gia Minh tuy cũng liên tục nhưng không đủ sự ổn định. Nói một cách chính xác thì sóng não của cậu ta yếu hơn người bình thường rất nhiều. Có lẽ chỉ có thể thử đánh thức cậu ta bằng công nghệ BCI. Nhưng bây giờ không tiện để làm theo cách này, muốn đánh thức Hoắc Gia Minh thì cũng phải đợi di chuyển đến chỗ an toàn hơn mọi thứ trong phòng phẫu thuật phải bị phá hủy đảm bảo dù có người đột nhập thì cũng không lấy được bất kỳ tư liệu nào nhưng hoác khải vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương có một số chuyên gia y tế bị bắt cóc hoặc chủ động đầu hàng rồi mất liên lạc đây đều là chuyện có thể dự đoán được không phải ai cũng vội vàng vây quanh hoác khải anh cũng không phải là thần thánh luôn có một vài người vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ tương lai nhưng hoác khải cũng không lo lắng về những kẻ phản bội này cho dù là công nghệ VR hay công nghệ tái sinh thì đều không phải chuyện mà một người có thể hoàn thành, có quá nhiều thứ liên quan trong đó. Ngay cả khi có người tập hợp được 100 chuyên gia, cũng chưa chắc có thể lặp lại được kỳ tích, huống hồ chỉ có vài người mất liên lạc. Các chuyên gia khác cũng biết điều này nên mới không bỏ đi. Số người quá ít, phản bội hy vọng mới chỉ đem lại tổn hại cho bản thân mà không có lợi ích gì cả. Trước khi không chắc chắn những người khác cũng muốn rời đi, thì đa số đều yên ổn ở lại. Hoác Khải đột phá vòng vây do có sự hỗ trợ của một đội viên của tiểu đội tinh Anh. Hơn nữa, đường thế Minh cũng gửi tin cho anh, nói rằng đã gấp rút đến vùng lân cận, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ. Các thành viên trong tiểu đội tinh Anh là lực lượng bảo vệ ở mặt ngoài còn đường thế Minh lại ẩn mình trong bóng tối. Có hai vệ sĩ bảo vệ cả ngoài sáng trong tôi thì Hoác Khải đã có đầy đủ tự tin. Sau khi họ rời khỏi thành phố nhỏ này, thì lái một chiếc xe bán tải cũ nát lao vút đến một thành phố khác. Sau thùng xe có chất đầy ngô, nếu gặp ai đó tra hỏi thì nói mình đi bán ngô. Nhưng Hoác Khải vẫn đánh giá thấp thực lực của kẻ địch, sau khi rời thành phố kia khoảng 100 km thì họ gặp phải một trận phục kích. Dường như kẻ thù đã biết họ sẽ đi qua nơi này nên đã chuẩn bị trước. Một quả mìn suýt nữa làm chiếc xe bán tải bay lên trời. Khi chiếc xe rơi từ trên trời xuống thì bất chợt Hoắc Khải cảm thấy toàn thân như bị nện một nhát búa. Ngay cả đội viên của tiểu đội tinh anh cũng rất khó chịu nhưng anh ta lại có năng lực chuyên môn nên đã phản ứng nhanh hơn Hoắc Khải. Sau khi xác nhận xung quanh có ít nhất 10 kẻ thù và một vài chiếc xe thì đội viên tinh anh nhanh chóng cho Hoắc Khải uống thuốc giảm đau, rồi nói: "Ông chủ, bây giờ sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta là ngồi im tại chỗ. Đến khi họ lại gần thì có lẽ tôi sẽ có cách kìm chân bọn chúng." sau đó anh nhân cơ hội này cướp chiếc xe kia, cầm lấy khẩu sung này, nếu anh có thể thành công thì cũng có cơ hội trốn thoát. Ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng, Hoác Khải biết anh ta muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy cho anh một hy vọng. Hoác Khải khẽ lắc đầu, đẩy súng cho anh ta, nói, nếu làm kinh doanh thì 10 người như anh hợp lại cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng cách xử lý những chuyện nguy hiểm này và cách dùng súng thì 10 người như tôi cũng không phải đối thủ của anh. Ai chuyên việc gì thì làm việc đó, chỉ cần anh đánh ngã vài người trong số chúng thì chúng ta cũng có cơ hội lớn để chạy thoát. Đội viên tinh anh không hiểu ý của anh cho lắm, hoặc là nói, cảm thấy Hoắc Khải không hiểu ý của anh ta, nên nói: "Ông chủ, chúng quá đông mà tất cả đều chuyên nghiệp. Một mình tôi sợ là khó có thể đối phó với nhiều người như thế. Hơn nữa chắc chắn, chúng nhất định sẽ tay súng bắn tỉa phục kích ở đằng xa." Tôi có thể cảm giác được điều này. Hoắc Khải mỉm cười, nói, vậy anh có cảm thấy, tay súng bắn tỉa đó có thể sắp chết rồi không? Đội viên tinh anh nghe thấy thế thì sửng sốt, tay súng bắt tỉa sắp chết rồi sao? Tại sao? Hai giây sau, anh ta đã hiểu ra, ông chủ, anh còn có vệ sĩ ngầm à? chương 600, hay lắm. Cũng gần như vậy, Hoác Khải khẽ gật đầu, không phủ nhận chuyện này. Đội viên tinh anh bỗng có chút không vui, anh nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao? Không phải, Tôi tin tưởng năng lực của các anh, nhưng người này đi cùng tôi từ trong nước, là vệ sĩ tư của tôi, cũng là bạn tốt. Nếu anh cảm thấy không vui thì sau khi xong việc có thể đánh với anh ta một trận. Tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ rất thích đánh nhau một trận với các anh, hoắc khải nói. Đội viên Tinh Anh hừ một tiếng, nói tôi sẽ đánh cho anh ta phải bò đất tìm răng. Giọng nói của anh ta rất có sức mạnh, đáng tiếc, khuôn mặt đầu máu và bộ trang phục bẩn thỉu khiến anh ta không hề có chút khí thế nào hai người cố ý nói chuyện phiếm để giảm bớt không khí căng thẳng, nếu không quá căng thẳng sẽ khiến người ta phạm sai lầm. Vào giờ phút này, kẻ địch đã tiến sát bọn họ, một kẻ gần nhất đến chỗ cách chưa đầy 10 mét. Tuy không thấy dáng vẻ của kẻ thù, nhưng qua tiếng bước chân, đội viên tinh anh đã đoán ra vị trí của đối phương. Anh ta không nói chuyện, ấn lên tay hoác khải ra hiệu nằm sấp xuống để bảo vệ bản thân. Đồng thời, anh ta nhanh chóng ngóc đầu lên, bắn chúng vào mi tâm của kẻ địch. Đúng lúc kẻ kia ngã xuống thì một viên đạn bắn trúng vào mặt đất bên cạnh đội viên tinh anh, may mà anh ta rút lại nhanh mới không bị bắn trúng. Vụn đá bắt tung tóe trên mặt đất, làm chầy xước ra thịt trên cánh tay, đội viên tinh anh thu lại nói với Hoắc Khải, ông chủ, trò đùa này của anh không vui chút nào, tay bắn tỉa kia vẫn còn sống. Hoắc Khải nằm dạp trên đất, nhún vai nói, tôi không nói đùa. Tôi chỉ nói hắn ta sắp chết chứ không nói hắn đã chết. Đội viên tinh anh không phản bác, sau khi lại một nửa xác định vị trí của kẻ thù qua tiếng bước chân, anh ta lại nổ súng. Nhưng lần này, vận may của anh ta không tốt như vậy, kẻ địch đã sớm chú ý đến động tĩnh ở bên này, lập tức bắn một loạt đạn quét qua đây. Tuy rằng kẻ đó bị anh ta kết liễu bằng một phát súng nhưng anh ta cũng bị thương. Một viên đạn xuyên vào vai của anh ta, còn một viên thì sượt qua lông mày. Phần đuôi xương lông mày bị nứt, máu tươi chảy ràn rụa đội viên tinh anh nhanh chóng đổi tay cầm súng đồng thời nói với hoác khải ông chủ anh xác định không mạo hiểm cướp xe chứ hoác khải không nói chuyện anh cũng đang cân nhắc lựa chọn này một giây sau anh đưa ra quyết định kỹ năng của anh kém hơn nhiều so với đội viên tinh anh ngay cả đội viên tinh anh cũng trúng đạn thì mình chạy ra ngoài sợ là lập tức bị bắn thành cái sàng đương nhiên kẻ thù chưa hẳn sẽ thật sự muốn giết anh có lẽ sẽ đánh gãy tay chân giữ lại một mang nhưng kết cục như thế không phải là điều mà hoác khải mong muốn anh hy vọng mình có thể khỏe mạnh hoạt bát về nước chứ không phải thành kẻ tàn tật tình hình bây giờ quá nguy hiểm hy vọng duy nhất chính là đường thế minh kịp thời giải quyết kẻ thù sau đó phối hợp với đội viên tinh anh cùng đưa anh thoát khỏi vòng vây anh thử lại một lần nữa đi hoác khải bỗng nhiên nói đội viên tinh anh khẽ gật đầu không hỏi anh vì sao lập tức duỗi tay bắn nhanh vài phát súng mơ hồ nghe thấy có ai đó hét lên đau đớn có lẽ là bị bắn trúng đồng thời có một loạt đạn găm vào thùng xe đang bốc cháy vốn dĩ thân xe bằng thép đã nóng hầm hập đến giờ bị đạn găm vào khiến hai tai muốn điếc luôn đội viên tinh anh lên đạn nhìn hoác khải đợi chỉ thị tiếp theo của anh hoác khải lắng nghe một lát sau đó hỏi anh cảm thấy hai lần tấn công vừa rồi có súng bắn tỉa không không có đội viên tinh anh không chút do dự trả lời anh ta hiểu rất rõ về súng đạn. Viên đạn của súng bắn tỉa và đạn của súng máy bình thường không giống nhau, rất dễ phân biệt. Sau khi trả lời câu hỏi này, đội viên tinh anh lập tức hiểu ý của Hoắc Khải, ánh mắt anh ta phát sáng, người bạn kiêm vệ sĩ tư kia của anh đã giải quyết tay súng bắn tỉa rồi. Tôi đoán là vậy, nếu anh ta không ngốc, Hoắc Khải nói. Đội viên tinh anh cười hê hê, lấy một miếng kẹo cao su từ trong túi nhét vào miệng nhai ngấu nhiến rồi dùng sức ném ra đồng thời cả người lăn trên đất vài vòng sau đó đứng dậy không cần nhìn mà bắn ra một phát vừa hay chúng vào viên kẹo cao su đang bay trong không trung tưởng là kẹo cao su nhưng thực chất là quả bom mini đặc chế sau khi bị bắn trúng một tiếng nổ ầm vang lên quả bom phát nổ mấy tên địch ở gần đó la hét thảm thiết đa số nằm dạp trên đất không đứng dậy nổi tuy hoác khải không cao bằng đội viên tinh anh nhưng bộ não của anh thì phản ứng nhanh hơn đối phương khi đội viên tinh anh lăn ra bắn thì anh cũng nhanh chóng từ trong xe nhảy ra. Chỉ trong thời gian vài phần 10 giây đã đủ để Hoác Khải phán đoán phương hướng đột phá vòng vây tốt nhất. Anh lập tức cúi xuống, nhân lúc khói từ quả bom chưa tan hết thì đã lao vào. Đội viên tinh anh theo sát phía sau, hai người điên cuồng chạy về chiếc xe gần nhất. Trong lúc chạy, đội viên tinh anh liên tục nổ súng, làm bị thương một tên địch và khiến cho một tên khác nằm dạp ở trong một cái cống bên cạnh không dám chui ra. Đồng thời, lái xe đang ở trên xe cũng trúng đạn, máu tươi phun ra bắn lên cửa kính của xe. Hai người chạy tới bên cạnh xe, hoắc khải xài bước đến kéo cửa xe, kéo tên lái xe đã chết kia ra ngoài. Ngồi ở ghế lái, anh nhanh chóng gạt cần số, khởi động xe. Cách đó không xa, một tên địch đột nhiên ngã xuống, một viên đá đập vào sau đầu hắn ta. Kỹ thuật tấn công đặc biệt này chắc chắn không phải sở trường của tiểu đội tinh anh. Hoắc Khải lập tức phán đoán được vị trí của đường Thế Minh, vội lái xe qua bên đó. Đội viên tinh anh ở trên xe phối hợp bắn ra, cũng nhìn thấy đường Thế Minh đang suốt quỷ nhập thần bên trong cánh đồng. Người đàn ông đến từ quốc gia lâu đời ở phương Đông, giống như con rắn độc luồn lách khắp nơi trong cánh đồng, cho dù anh bắn bao nhiêu phát súng thì cũng chỉ vĩnh viễn bắn chúng được ruộng lúa sau lưng anh ta. Dùng đồng lúa làm vỏ bọc, dựa vào lợi thế tốc độ tuyệt đối, đường Thế Minh lần lượt tiếp cận hết kẻ này đến kẻ khác anh ta hiểu rõ lợi thế của mình cũng rõ lợi thế của kẻ địch lợi thế của kẻ địch là sử dụng thành thục súng máy một khi bị khóa vị trí thì anh ta rất khó trốn thoát cho nên sau khi lợi dụng cánh đồng để loại bỏ đi phần lớn lợi thế của kẻ địch đường thế minh chọn các loại vũ khí ẩn thân cổ xưa để tấn công đá dao gậy thậm chí cả bùn đất những thứ này bình thường có vẻ không mang tính uy hiếp nhưng lúc này chúng lại phát huy một uy lực kinh người hơn cả súng đạn từng người bị đường thế minh đánh ngã lăn ra đất. Hơn nữa, kẻ địch không chỉ có một đối thủ như đường thế minh mà còn có cả đội viên tinh anh đang bắn súng điên cuồng ở trên xe. Ngoại trừ cô gái Na thì những người có thể gia nhập tiểu đội tinh anh thì hầu hết đầu là những xạ thủ cực giỏi. Gần như nhắm mắt cũng có thể bắn chúng bất cứ mục tiêu nào mà họ muốn bắn. Mặc dù đã bị thương, nhưng đội viên tinh anh vẫn thể hiện 12 phần sức lực. Kẻ địch vừa phải tìm vị trí của đường Thế Minh, vừa phải đề phòng đạn lạc của đội viên tinh anh, có thể nói là trước sau đều khó khăn. Khi Hoắc Khải điều khiển xe đến bên cánh đồng thì một đám kẻ thù đông như kiến mà chỉ còn vài kẻ đang đứng. Đường Thế Minh từ trong cánh đồng nhảy ra, xài bước lớn nhảy vào qua cửa sổ kính ô tô. Hành động vừa mạo hiểm vừa khó nhận này được anh ta hoàn thành một cách hoàn hảo, không hề đụng phải cửa sổ. Đội viên tinh anh không thể không huyết sáo, giơ ngón cái lên tán thưởng. Đường Thế Minh không có thời gian để ý tới sự tán thưởng của anh ta, giơ tay lên, ngay lúc Hoác Khải lái xe đi qua xe của đối phương thì trong chớp mắt một nắm bùn nện vào cửa kính xe của kẻ thù. Một viên đá lẫn trong nắm bùn va vào làm nứt cửa kính mà bùn khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ngay cả khi kẻ địch vội vàng bật cần gạt nước cũng rất khó làm sạch chúng ngay lập tức. Còn một chiếc xe khác thì bị đội viên tinh anh bắn nát hai lốp xe, khiến nó bị lệch sang một bên, đã không có khả năng truy đuổi. Hoắc Khải lái xe đâm vào vật chặn đường rồi cứ thế bỏ đi. Đội viên tinh anh dựa vào ghế, lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên với đường Thế Minh, nói, người anh em, hay lắm. Đường Thế Minh không có sức lực giao lưu với anh ta, chỉ cao mày nhìn Hoắc Khải, hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này. Những người kia từ đâu tới? Tôi cũng không biết, Hoắc Khải lắc đầu nói. Do phẫu thuật thay đầu của anh thu hút tới sao? Tôi xem thời sự, không phải nói rất nhiều người muốn hợp tác với anh à, đường thế minh không hiểu hỏi. Có rất nhiều cách thức hợp tác, đối với họ cách có lợi nhất, đương nhiên là khiến tôi từ người hợp tác có địa vị ngang hàng trở thành một bàn đạp làm việc không công cho họ. Hoác Khải vừa lái xe vừa nhìn anh ta bằng kính chiếu hậu, hỏi, sao, sợ rồi à?